Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 181, thân ảnh cao lớn. Mặt trời mới mọc đông thăng. Bầu trời xa xăm nổi lên một vòng ngân bạch sắc, sắc trời còn không có lương thấu, Diệp Thần Phong tựu thật sớm lên rèn đúc thân thể. Cái này đúng Diệp Thần Phong đời trước tập quán, bất kể ngày hôm qua nhiều muộn ngủ, hắn ngày thứ hai luôn luôn hội kiên trì lên sớm rèn luyện. Sáng sớm không khí lạnh như băng hút vào phế bên trong, có loại thấm vào ruột gan sảng khoái cảm giác, có thể dùng Diệp Thần Phong cả người tinh thần không ít, chấn động rớt xuống thân thể, tại biệt thự trước cửa trên đất trống diễn luyện nhất bộ quyền pháp, mỗi một quyền đều vung vẩy hoác hoác sinh huy, trong không khí quanh quẩn quyền phong kình khí thanh, dường như hắn huy đi ra mỗi một quyền đều ẩn chứa cái này nghìn cân chi lực, có thể tướng ngay tức giận châu được thật đơn giản trực tiếp đánh chết. Hôm nay Diệp Thần Phong linh hồn lực tăng lên tới lục cấp. Muốn đi lên nữa để thăng chỉ dựa vào dược vật kích thích đúng không thể thực hiện được, phải dựa vào vô tận giết chóc, hoặc một cái tiết điểm trong nháy mắt lĩnh ngộ, thực lực mới có thể có nữa đột phá. Một bộ sinh mãnh liệt quyền pháp diễn luyện hoàn, trong miệng thật sâu hộc ra nhất ngụm chọc khí, thực lực bây giờ còn xa xa không thể đủ nhượng hắn tự mãn đi. Bởi vì hắn không biết chế tạo cha mẹ hắn tai nạn xe cộ hung thủ sau màn, lúc nào sẽ lại ra tay với hắn. Hạ một lần phái ra sát thủ lại là đạt được loại nào thực lực. Giữa lúc Diệp Thần Phong đang trầm tư chi tế, trong túi chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của hắn, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đúng xa tại biên cảnh thị trường giao dịch Mao Khang Bình đánh tới, vừa ấn nút tiếp nghe kiện, trong điện thoại tự truyền đến Mao Khang Bình thanh âm cung kính, Diệp tiên sinh, ngài muốn ta giúp ngươi trở về Thiên Hải Hoàng Sắc Cự Mãng thi thể cùng với cái loại này cô loại, đã toàn bộ đến Thiên Hải, địa điểm là ở. Mao Khang Bình hình như là tự cấp thượng cấp hội báo giống nhau. Nhất ngũ nhất thập bả sở hữu tin tức nói một lần, cuối cùng mới hỏi, Diệp tiên sinh, ngài gần nhất có khỏe không? Có thời gian nhất định phải về biên cảnh thị trường giao dịch đến xem ta a. Theo Mao Khang Bình, Diệp Thần Phong chính là hắn suốt đời chi chính giữa quý nhân, hôm nay hắn tại biên cảnh thị trường giao dịch thế nhưng không ai dám đi nhà hắn, thậm chí có rất nhiều người đều đi theo làm tùy tùng phách ngựa của hắn thí. Điều này làm cho hắn tại thị trường giao dịch ngày quá thật dễ chịu. Bất quá, hắn biết đây hết thảy đều nơi phát ra cho một người. Đó chính là Diệp Thần Phong. Cho nên Mao Khang Bình đối Diệp Thần Phong đúng phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn trọng. Diệp Thần Phong tại trong điện thoại cùng Mao Khang Bình hàn huyên vài câu sau tự cúp điện thoại, hôm nay Hoàng Sắc Cự Mãng thi thể bị trở về Thiên Hải, như vậy thì có thể để thăng thắng thiên hội thành viên thân thể tố chất. Hắn tin tưởng không bao lâu Thiên Hải thế lực dưới đất hội bị thắng thiên hội quét ngang. 3 giờ sau, nhất chiếc xe hàng lớn chậm rãi lái vào Thiên Hải vùng ngoại ô thắng thiên hội sân huấn luyện. Hàng ngồi trên xe Diệp Thần Phong, Lý Bàn Tử cùng với Hầu Tử, Lý Bàn Tử đảm nhiệm người điều khiển chức. Tại vừa rồi Diệp Thần Phong nhận được Mao Khang Bình điện thoại sau. Hắn tự gọi điện thoại cho Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử, những hai người bọn họ cùng hắn vừa đi nhận hàng. Lão đại, hàng này bên trong xe rốt cuộc là đựng gì thế đồ đạc? Sẽ không phải là súng ống đạn được đi? Lý Bàn Tử tò mò hỏi, bởi xe vận tải đúng toàn bộ phong bế, hắn căn bản nhìn không thấy bên trong đựng là vật gì. Muốn biết bên trong là vật gì? Đợi các ngươi sẽ biết. Diệp Thần Phong trực tiếp từ xe vận tải thượng đi xuống, để lại cho Lý Bàn Tử một cái ót. Hầu Tử, ngươi nói nên thật không biết là súng ống đạn được đi. Lý Bàn Tử trên mặt thịt mỡ lay động. Hầu Tử tiện tay bóp một cái Lý Bàn Tử trên mặt thịt mỡ, nói rằng, ngươi đoán mỏ cái gì? Không nghe được lão đại lời nói sao? Đợi ngươi thì sẽ biết. Thắng thiên hội thành viên sáng sớm ngay bắt đầu huấn luyện, lần này Phương Nam Tường đúng tướng lần trước Diệp Thần Phong nói lên huấn luyện phương án nghiêm ngặt chấp hành. Thực hành loại huấn luyện này phương án sau, ngày đầu tiên thắng thiên hội sở hữu thành viên hầu như đều đúng thoát lực. Thế nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai bọn họ tự từ thói quen, trên người quân nhân khí tức càng thêm nồng đậm. Sợ rằng nếu như là không biết thắng thiên hội nội tình người, nhìn đến những này thắng thiên hội thành viên, 100% hội đem bọn họ lầm nhận thức trở thành là quân nhân, trên người bọn họ đã hoàn toàn không có một chút từ trước làm người sống tạm bỡ bí khí. Nghỉ ngơi tại chỗ, Phương Nam Tường khi nhìn đến Diệp Thần Phong hướng mình đi tới sau. Lập tức đối đang huấn luyện thắng thiên hội thành viên ra lệnh. 300 nhiều tên thành viên tại trước tiên chỉnh tề có tự tại chỗ ngồi xếp bằng, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh thời gian, ánh mắt theo Diệp Thần Phong cước bộ di động tới, trong con ngươi tràn đầy nóng cháy quang mang,
Lần trước Diệp Thần Phong nhất chiêu thuấn dây Phương Nam Tường hình ảnh lúc nào cũng bồi hồi tại trong đầu bọn họ. Diệp Thần Phong đi tới 300 nhiều tên thắng thiên hội thành viên trước mặt, thanh âm to nói rằng, ngày hôm nay ta tới nơi này đúng cho các ngươi mang đến giống nhau để thăng thực lực thứ tốt. Bởi vì nửa tháng sau, ta chuẩn bị nhượng thắng thiên hội tại Thiên Hải trồi lên mặt nước. Để thăng thực lực thứ tốt. Thắng thiên hội thành viên bắt đầu nhao nhao muốn thử lên, từ đi tới nơi này huấn luyện sau, bọn họ mới biết được thực lực của tự thân đúng trọng yếu cỡ nào, bọn họ cũng khát vọng có thể để cho mình biến được càng mạnh. Một đôi trong con ngươi quang mang biến được càng thêm thịnh vượng, không nháy một cái nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, cùng đợi hắn công bố đáp án cuối cùng. Thậm chí ngay cả Phương Nam Tường cũng nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đối mặt với một đôi ánh mắt không có áp lực chút nào, bình tĩnh đi tới hàng phía sau xe, tướng thùng xe môn mở ra, khẩn đón tay phải đưa vào thùng xe, cố sức trượt ra bên ngoài xé ra. Một đạo kim hoàng sắc cái bóng tại mọi người trước mặt hiện lên, khẩn đón phanh một tiếng, đạo kia kim hoàng sắc cái bóng cùng mặt đất tới một cái thật tiếp xúc, bụi bặm tung bay, thậm chí là mặt đất đều run run một tí. Đợi cho bụi bặm tán đi, tất cả mọi người tại chỗ mới nhìn rõ đạo kia kim hoàng sắc cái bóng đích thực thực diện mạo, rõ ràng là nhất điều chừng 20 thước trường hoàng sắc cự mãng, thân thể dường như thùng nước như tráng kiện. Khổng lồ như vậy hoàng sắc cự mãng muốn bao lớn trọng lượng. Vừa rồi Diệp Thiếu Quả đấm đã đem con cự mãng này cấp xúy đi ra. Con cự mãng này đúng từ đâu tới? Chẳng lẽ là bị Diệp Thiếu đánh giết sao? Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt điều này làm cho điều chừng 20 thước trường hoàng sắc cự mãng, ở đây thắng thiên hội thành viên một đám đầu óc đều chuyển bất quá cong tới. Ngồi ở dưới hổ ca cùng Thiết Ngưu tâm tình còn lại là muốn khá một chút, dù sao bọn họ là biết Diệp Thần Phong tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa đánh giết nhất con cự mãng, bất quá hai người bọn hắn vẫn là kinh ngạc cười tâu tóe, bởi vì này cũng là bọn hắn đệ nhất lần nhìn thấy cả điều hoàng sắc cự mãng đích thực thực diện mạo. Diệp Thần Phong phảng phất là đoán được ở đây người tâm tư, hắn giọng nói rằng, đặt tại trước mắt các ngươi này hoàng sắc cự mãng, đúng là ta tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa đánh giết. Diệp Thần Phong làm thắng thiên hội người sáng lập, nhất định phải nhượng thắng thiên hội thành viên ngưỡng mộ thậm chí còn cuồng nhiệt sùng bái, cho thấy thực lực của tự thân đúng hay nhất bất quá biện pháp. Diệp Thần Phong lời nói giống như nhất khỏa nặng ký tạc đạn, có thể dùng thắng thiên hội thành viên nổ tung nồi. Bọn họ tuy rằng cũng đoán được này hoàng sắc cự mãng có thể là bị Diệp Thiếu giết chết, song khi Diệp Thần Phong chính mồm nói ra sự thật này thời gian, bọn họ một đám còn là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng chừng 20 thước trường đại mãng xà, trên cơ bản chỉ có phim khoa học viễn tưởng trong mới phải xuất hiện đi. Nếu là đổi lại bọn họ đối mặt này hoàng sắc cự mãng thời gian, sợ rằng 100% sẽ biến thành con cự mãng này cái cơm tàu đi. Nhưng mà Diệp Thần Phong lại đúng tướng con cự mãng này giết đi. Bọn họ tỉnh không có hoài nghi Diệp Thần Phong theo như lời nói, dù sao Diệp Thần Phong thực lực đặt ở nơi nào, trong lúc nhất thời Diệp Thần Phong tại bọn họ trong lòng thân ảnh biến được càng thêm đồ sộ. Cái này đúng nhất điều biến dị cự mãng, dùng ăn này hoàng sắc cự mãng thịt sau, có thể tăng người cùng cốt cách cường độ, chỉ cần các ngươi dùng ăn nửa tháng thịt cự mãng, thân thể tố chất mới có thể trở mình một phen. Diệp Thần Phong đạm nhiên thanh âm, truyền vào thắng thiên hội thành viên trong lỗ tai sau. Có thể dùng bọn họ vừa bình tĩnh tâm tình, lại một lần nữa lật ra cơn sóng gió động trời. Trong vòng nửa tháng, thân thể tố chất tăng lên gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Đây đối với khát vọng thực lực thắng thiên hội thành viên mà nói, quả thực đúng to lớn mê hoặc. Lý Bàn Tử nuốt nước miếng, nói rằng, hầu tử, ta lão đại thế nào cứ như vậy nghiêu bê ni. Ta quyết định sau đó mỗi ngày tới nơi này có cơm ăn, không cần gian khổ huấn luyện là có thể đề thăng thân thể tố chất. Ta Lý Bàn Tử cũng không thể đủ buông tha cơ hội lần này a. Đối với lần này, hầu tử nhận đồng gật đầu, hắn cũng quyết định sau đó mỗi ngày bất kể có nhiều bận, đều muốn tới thắng thiên hội sân huấn luyện giải quyết bữa trưa cùng vấn đề cơm tối. Ta Diệp Thần Phong tại ở đây cam đoan, sau đó chỉ cần đại gia theo ta, không phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ tướng mỗi người các ngươi mang theo một cái từ trước các ngươi không có cách gì sánh bằng đỉnh cao. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin cao giọng hô đạo. Thắng thiên hội thành viên lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong ngôn ngữ cấp lây, một đám đầu óc sung huyết cao giọng hô đạo, vĩnh không phản bội Diệp Thiếu, giờ khắc này Diệp Thần Phong thân ảnh tại bọn họ trong lòng biến có thể so với đồ sộ, sợ rằng hiện tại Diệp Thần Phong để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày đi. Chương 182, đã xảy ra chuyện.
Tử Kim Thương Thành ở vào Thiên Hải cực kỳ phồn hoa đoạn đường. Tử Kim Thương Thành chính giữa thương phẩm có thích hợp phổ thông lão bản họ, đương nhiên cũng có thích hợp có tiền phú thương, cho nên mỗi ngày lượng người đi cực kỳ to lớn. Lầu 2 chuyên môn đúng bán các loại phẩm bài nam nữ trang phục, tại Diệp Thần Phong ly khai biệt thự sau, Đường Hân tự lôi kéo Hàn Sơ Tuyết tới nơi này mua quần áo, dù sao Hàn Sơ Tuyết liền thay y phục cũng không có. Song khi Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đi tới Tử Kim Thương Thành không bao lâu, hai người bọn họ phát hiện có thất tám gã không có hảo ý nam nhân xa lạ theo các nàng, ai nhường hai người bọn họ tướng mạo quá hấp dẫn người ni. Một cái giống như lành lãnh nhân gian thiên tử, một cái giống như đẹp đẽ khả ái tinh linh, như vậy tổ hợp không hấp dẫn nam nhân nhãn cầu mới là lạ chứ. Nếu là đổi thành trước đây Hàn Sơ Tuyết đã sớm xuất thủ giải quyết những này dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, nhưng là bây giờ nàng công phu toàn bộ phế đi, cùng một cái phổ thông nữ nhân không sao lưỡng dạng. Đường Hân nhìn đến Hàn Sơ Tuyết mày liễu nhíu chặt dáng dấp, vội vã mở miệng nói, Sơ Tuyết tỷ tỷ, người yên tâm đi, ta đã gọi điện thoại cho Thần Phong ca ca, Thần Phong ca ca cũng nhanh muốn chạy tới nơi này. Cửu ca, ta xem cái này hai tiểu nữ phát hiện chúng ta đang cùng tung các nàng, có ý định đang tránh né chúng ta à. Đi theo Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết sau lưng tám gã nam nhân, một tên trong đó trung niên nam nhân đối đi tuốt ở đàng trước một gã bản thốn đầu nam nhân lấy lòng nói rằng. Tên là cửu ca bản thốn đầu nam nhân dài nhất trương hung thần ác sát khuôn mặt, bất quá lúc này hai mắt của hắn chính giữa tràn đầy nào đó cấp thiết khát vọng, tay phải sờ sờ bản thốn đầu, cười nói cái này hai tiểu nữ thật là đúng nhân gian cực phẩm, ta từ trước chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân trong. Không có một tư sắc theo kịp nàng môn bách phân chi nhất. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một chút cực phẩm mỹ nữ tư vị, nhìn cái này hai tiểu nữ bước đi tư thế, sợ rằng còn là một non ni. Xem ra ta cửu ca thật đúng thời gian tới vận chuyển, lão thiên gia lại có thể tống như thế hai cái tiên nữ cấp ta. Các huynh đệ, đợi ta ăn thịt, các ngươi ăn canh, chúng ta tuyệt đối không hội bạc đãi các ngươi. Ta đã chuẩn bị đem hai nữ nhân này cho rằng chúng ta lâu dài đầy tớ. Cửu ca hào hùng vạn trượng, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt. Hận không thể lập tức xông lên lấy hết Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết y phục, tại chỗ trà đạp một phen. Đi theo cửu ca bên cạnh bảy tên nam nhân, một đám mắt chính giữa bốc lên quang. Bình thường bọn họ nơi đó có hưởng thụ qua như vậy tư sắc mỹ nữ. Cầm Đường Hân, Hàn Sơ Tuyết cùng bọn họ từ trước chơi qua nữ nhân so sánh với. Như vậy bọn họ từ trước chơi qua những nữ nhân kia quả thực đúng nông thôn đến thôn cô. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Bả hai cái này mỹ nhân cản lại đi, ta đã không kịp đợi phải thật tốt thương yêu các nàng. Cửu ca mệnh lệnh phía sau hắn thất danh thủ hạ. Cái này cửu ca trái lại tại cái này đầy đất khu có chút nhũ danh khí, không riêng gì nhận thức trên đường lẫn vào tiểu đầu mục, còn nhận thức trong bót cảnh sát, bằng không hắn làm sao dám giữa ban ngày như thế không có sợ hãi. Đổi thành dĩ vãng cửu ca nhất định sẽ đẳng mục tiêu ly khai Tử Kim Thương Thành sau tái hành động, thế nhưng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thực sự lớn lên quá đẹp, hắn rất sợ không chừa một mống tâm để hai cái này tiểu mỹ nhân cấp đào thoát, cho nên mới nóng lòng như vậy hành động. Từ trước bị cửu ca bọn họ làm bẩn qua nữ nhân 10 đầu ngón tay đều đếm không hết. Bảy tên nam nhân khi lấy được cửu ca mệnh lệnh sau, bước nhanh chạy tới Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân trước mặt. Tướng các nàng cấp ngăn lại. Hàn Sơ Tuyết xuất phát từ bản năng tướng Đường Hân chắn phía sau mình, trên khuôn mặt biến được càng thêm lạnh như băng, nhìn che ở trước mặt cái này bảy tên nam nhân, trong lòng không có từ trước đến nay một trận chán ghét. Cửu ca chậm rãi bước đi tới Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân trước mặt, lộ ra một đạo tương đối hiền hòa dáng tươi cười, hai vị mỹ nữ. Ta nghĩ mời các ngươi ăn bữa cơm, không biết hai vị mỹ nữ phần thưởng không hãnh diện ni. Ở đây dù sao cũng là công cộng trường hợp. Nếu như có thể không dùng tới thủ đoạn cưỡng chế là có thể tướng hai người mỹ nữ này cầm hạ, đối với cửu ca mà nói đúng hay nhất bất quá chuyện. Lan, đối với cửu ca hiền hòa dáng tươi cười, Hàn Sơ Tuyết chỉ là lạnh như băng học ra một chữ. Cửu ca rõ ràng sửng sốt, hắn không có nghĩ đến trước mặt tên này lành lạnh mỹ nữ. Đang đối mặt bọn họ những tráng hán này thời gian, còn có to lớn như vậy dũng khí. Hàn Sơ Tuyết thanh âm không tính là cao, nhưng là không tính là thấp. Rất nhanh đưa tới chu vi khách hàng chú ý, từng đạo ánh mắt quét về bên này, điều này làm cho cửu ca khuôn mặt thượng đúng nóng hừng hực, cười lạnh một tiếng nói, ta cửu ca thích nhất tính tình liệt nữ nhân, không biết đợi sẽ tới trên giường, ngươi là điều không phải còn là như thế lạnh giá ni.
Cửu ca hiện tại biết không dùng tới thủ đoạn cưỡng chế thì không cách nào tướng cái này hai gã mỹ nữ mang đi, lập tức khôi phục nguyên bản bẩn thỉu diện mạo. Bất kể là trong cửa hàng công nhân, còn là chung quanh khách hàng đều nghe rõ ràng cửu ca nói, nhưng là bọn hắn không ai có dũng khí đứng ra bênh vực kẻ yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cửa hàng công nhân đúng nhận được cửu ca, bọn họ có thể không có dũng khí đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân, mà chung quanh khách hàng nhìn đến cửu ca đẳng 8 người một đám cường tráng không gì sánh được, bọn họ cũng không muốn hành động lăng đầu thanh bị không công bị đánh. Có thể là chung quanh khách hàng chính giữa có mấy cái coi như là có điểm lương chi, thông chi tử kim thương thành bảo an, 5 tên bảo an chính vội vội vàng vàng hướng phía ở đây chạy tới. Hôm nay xã hội còn giảng không luật, các ngươi lại có thể ở nơi công cộng hạ bức bách hai cái này tiểu cô nương. Ta khuyên các ngươi còn là lập tức rời đi, không thấy được bảo an đã tại đi tới sao. Một gã hơn 60 tuổi cụ ông đứng ra nói lời công đạo, có thể là nhìn đến tử kim thương thành bảo an đều ở đây tới rồi, vị lão đại này ra mới lấy hết dũng khí, so sánh với chu vi này xem náo nhiệt thanh niên nhân phải mạnh hơn. Từ đâu tới tao lão đầu, thật không nghĩ tới có người còn dám ở chỗ này giáo huấn ta cửu ca. Ta xem ngươi là chán sống. Cửu ca gặp một cái tao lão đầu cũng dám chỉ vào mũi giáo huấn bản thân, lập tức tự phẫn nộ rồi, bay thẳng đến cụ ông phiến đi một cái lỗ tai. Ba, một tiếng. Hơn 60 tuổi cụ ông chỗ nào chống lại cửu ca cái tát ra. Lập tức cả người té lăn quay trên mặt đất, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, hàm răng bị đánh rớt hai khỏa. Một màn này vừa lúc bị chạy tới 5 tên bảo an cấp thấy được, cái này 5 tên bảo an nguyên bản còn khí thế hung hăng ni. Mà khi bọn hắn nhìn đến cửu ca thời gian, khí thế trên người tức khắc biến mất vô tung ảnh, đi tới cửu ca trước mặt, cung kính hô một tiếng, cửu ca, là ai tại ở đây gây sự với ngài? Chúng ta giúp ngài bả hắn ném ra tử kim thương thành. Nguyên bản một ít đang suy nghĩ có muốn hay không xuất thủ vây xem khách hàng, khi nhìn đến 5 tên bảo an đều đối người hành hung rất cung kính, bọn họ sôi nổi bỏ qua muốn xuất thủ ý niệm trong đầu, theo bọn họ cái này cửu ca nhất định là có chút bối cảnh, người như vậy bọn họ có thể đắc tội không nổi a. Mà đúng vào lúc này, một chiếc chạy như bay tại công trên đường đại xe vận tải chính hướng phía tử kim thương thành cấp tốc chạy tới, xe vận tải chạy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí thân xe đều đang không ngừng lắc lư. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế hầu tử cùng Lý Bàn Tử sắc mặt tái nhợt nhìn đang lái xe vận tải Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong tại nhận được Đường Hân điện thoại sau, đối phương Nam Tường thông báo một phen, tự lập tức chạy tới tử kim thương thành. Đường cái thượng, một gã lái xe Lamborghini thanh niên nhìn đến xe của mình lại có thể bị một chiếc xe vận tải cấp vượt qua, tức khắc khó chịu thảo, đầu năm nay liền khai xe vận tải cũng dám tới vượt qua. Thanh niên hướng phía ngoài cửa sổ ói ra một bãi nước miếng sau, liền lập tức tăng tốc đuổi theo, hắn còn cũng không tin, Lamborghini còn có thể khai không qua một chiếc xe vận tải. Tư tư tư, xăm lốp xe cùng mặt đất tiếng va chạm bên tai không dứt, ngồi ở Lamborghini trong thanh niên trợn to tròng mắt, xe thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào ven đường trên cột dây điện đi. Chỉ thấy khổng lồ xe vận tải lại có thể ở phía trước chuyển biến miệng tới một cái hoàn mỹ trôi đi. Đây là cái gì tình huống? Đầu năm nay liền xe vận tải đều có thể đủ trôi đi. Ngồi ở Lamborghini trong thanh niên, qua hồi lâu mới phản ứng được, cổ họng trong tự lẩm bẩm, xe thần, đây mới là xe thần a. Xe thắng gấp, xe vận tải xăm lốp xe trên mặt đất lôi ra nhất điều dài hơn 10 thước vết tích, sau đó vững vàng đổ cầm đình tại tử kim thương thành cửa. Diệp Thần Phong trong lòng lo lắng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết an nguy ni. Trực tiếp nhảy xuống xe, hướng phía tử kim thương thành bên trong chạy đi. Mà hầu tử cùng Lý Bàn Tử đi xuống xe vận tải sau, chỉ cảm thấy hai chân phát nhuyễn, khẩn đón trong dạ dày mặt bốc lên khó chịu, nôn nôn nôn, không kiềm hãm được đỡ ven đường lan can nôn ói ra. Chương 183, bạo lực triều dâng. Tử kim thương thành lầu 2 trang phục chuyên kinh doanh khu. Cửu ca nhất danh thủ hạ đối diện té trên mặt đất vị kia của ông quyền đấm cước đá, cổ họng trong còn không quên hùng hùng hổ hổ, người cái tao lão đầu, làm cái gì chim đầu đàn. Lại dám kinh nghiệm chúng ta cửu ca, ta xem chẳng nhượng ta trước thời gian tống ngươi tiến quan tài. Lục Tuần lão giả chỗ nào nhận được ở cửu ca thủ hạ ngoan thủ a. Cổ họng trong đau nhức tiếng hô không ngừng, yếu ớt đầu khớp xương đều bị đá gãy vài cây, thấy chung quanh khách hàng đúng lắc đầu liên tục. Cái này lão đầu không có bản lĩnh sung cái gì tỏi. Khó trách người khác thường nói càng già càng ngây thơ.
Ta xem cái này lão đầu có thể không ngây thơ, hắn là nhìn chúng hai cái xinh đẹp mỹ nữ, muốn tới chơi cái 3P gì, hắn là bị mỹ sắc choáng váng đầu óc. Chu vi khách hàng chính giữa có 3-4 cái đại niên khinh thấp giọng nghị luận, vừa nhìn chính là một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn đồ đạc. Nếu để cho Lục Tuần lão giả nghe được bọn họ lời nói, sợ rằng cần phải muốn chọc giận thổ huyết không thể, hắn cho dù có ý định này, cũng phải có cái này tài năng mới được a. Hắn đều hơn 60 tuổi người, còn chơi 3P. 7/80 sẽ chết ở trên giường a. Hai vị mỹ nữ, theo chúng ta cửu ca đi thôi. Lẽ nào muốn cho chúng ta đánh sao? Lại một tên nam nhân đi ra, gặp Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân không nói lời nào, vươn tay sẽ đi lôi kéo. Hàn Sơ Tuyết thiên tư một quyền hướng phía nam nhân khuôn mặt thượng đánh, kết quả bị tên nam nhân dễ dàng bắt được cánh tay, trêu ghẹo nói, đánh đúng tình, mạ là yêu. Mỹ nữ, đợi chờ chúng ta cửu ca trước không nỡ ngươi, hai chúng ta đang dần dần liếc mắt đưa tình. Hàn Sơ Tuyết mày liễu nhíu chặt, khuôn mặt thượng lạnh giá dường như mông thượng một tầng sương lạnh. Hôm nay nàng biết hạng người gì mới là biến thái, lưu manh. Cầm Diệp Thần Phong cùng trước mặt những người này so sánh với, Diệp Thần Phong quả thực là người xấu chính giữa người xấu. Cánh tay dùng sức tránh thoát tên tay của đàn ông trưởng, thế nhưng tại dãy đồng thời, chi lạp một tiếng, Hàn Sơ Tuyết trên cánh tay một đoạn tay áo bị tên nam nhân cấp xả đi tới, trên cánh tay tuyết trắng nhất thời bại lộ tại trong không khí. Thật là trắng da, tên nam nhân trong miệng không do tán thưởng đạo. Đứng tại cửu ca bên cạnh năm tên chạy tới bảo an. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, Tiểu Thanh hỏi, cửu ca, ngươi xem. Có thể hay không cũng để cho huynh đệ mấy cái nếm thử ngon ngọt. Cửu ca có chút trực sảng nói rằng, không có thành tích, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Đợi các ngươi tới chỗ ta ở, chúng ta hảo hảo chơi thượng một cái trắng đêm. Khẩn đón cửu ca đối tên đứng tại Hàn Sơ Tuyết nam nhân trước mặt nói rằng, nhanh lên một chút xử lý, ta có thể đã từng không kịp đợi. Cửu ca thản nhiên tự đắc từ trong túi móc ra một điếu thuốc, điêu tại trong miệng, thôn vân thổ vụ, dường như hắn nhất điểm đều không lo lắng chạy tới phổ thông. Cho các ngươi một lần thời cơ, toàn bộ cấp ta quỳ xuống. Hợp lý cửu ca trong lòng nghĩ đến đợi muốn như thế nào chơi Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân lúc, một đạo tràn ngập tức giận âm hưởng tại lầu hai quanh quẩn khai tới. Theo thanh nguyên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gã trong cơn giận dữ thanh niên nhân không cầm quyền bọn họ ở đây chạy tới. Đầu năm nay không chỉ lão bất tử nhiều, liền lăng đầu thanh cũng nhiều. Cửu ca tại bên mép lầm bầm một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Diệp Thần Phong ý tứ, vẫn là tự mình hút thuốc. Diệp Thần Phong mới vừa phạm vi nhìn bị bầy người chặn lại, chỉ thấy Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân bị người vây lại, đợi được đến gần lúc. Mới phát hiện Hàn Sơ Tuyết một đoạn ống tay áo bị xé rách đi tới. Đường Hân còn lại là bị Hàn Sơ Tuyết kết kết thật thật chắn phía sau. Nộ. Không gì sánh được phẫn nộ. Lửa giận trong lòng do như núi lửa phun trào như trào đầy Diệp Thần Phong trong lòng. Nhìn đến Hàn Sơ Tuyết trương thành thạo trên khuôn mặt lộ vẻ có chút trấn tĩnh cùng luống cuống. Sau một khắc, lục cấp linh hồn lực ngay Diệp Thần Phong trong cơ thể sôi trào lên, bản đi đối phó những. Này cặn đồ đạc, Diệp Thần Phong liền linh hồn lực đều không nên cầu dùng tới. Thế nhưng, lúc này Diệp Thần Phong lại một lần nữa bất chi bất giác coi Hàn Sơ Tuyết là làm là hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ. Tiểu tử này còn muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, ta xem đầu hắn đúng bị đại tiện cấp bế tắc. Tượng hắn loại vật này, ta một tay đều có thể lược đảo. Thật là một không biết sống chết ngu ngốc. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện. Có thể dùng chu vi một lần nữa vang lên thấp giọng nghị luận. Diệp Thần Phong đối những nghị luận này thanh mắt điếc tai ngơ, thân ảnh trong lúc bất chợt biến mất tại chỗ, đằng lại một lần nữa xuất hiện lúc, một quyền đã từng đánh vào tên đứng tại Hàn Sơ Tuyết nam nhân trước mặt trên mặt. Tên nam nhân cảm giác khuôn mặt phảng phất là bị đạn pháo tập kích phổ thông, trong không khí quanh quẩn tinh mịn răng rắc thanh, thân thể té bay ra ngoài, đánh vào đang ấu đả Lục Tuần lão giả trên thân nam nhân. Diệp Thần Phong thân ảnh không làm bất kỳ dừng lại gì, tại hai gã nam nhân còn không có từ dưới đất bò dậy chi tế, nhấc chân giẫm nát hai gã nam nhân xương bánh trẻ thượng. A! À, răng rắc, răng rắc. Tên nam nhân xương bánh trẻ không huyền niệm chút nào bị Diệp Thần Phong cấp đạp vỡ, sợ rằng nửa đời sau đều chỉ có thể ngồi ở xe lăn sinh sống. Cửu ca nhìn đến bản thân hai danh thủ hạ trong nháy mắt chăn trước cái này mới nhìn qua yếu không do phong thanh niên nhân phế đi. Điêu tại trong miệng điếu thuốc lá không do rơi vào trên mặt đất.
Cửu ca sau lưng năm danh thủ hạ cùng với bên cạnh năm tên bảo an cũng rơi vào ngắn ngủi dại ra chính giữa. Chân thực đúng Diệp Thần Phong xuất thủ quá nhanh, quá độc ác, đến nỗi cho bọn hắn đầu óc nhất thời chuyển bất quá cong tới. Vừa rồi trong đám người cười nhạo Diệp Thần Phong người sôi nổi ngậm miệng lại, hôm nay bọn họ biết bị bản thân chào người cười, đúng một cái có thực lực nhân vật hung ác. Diệp Thần Phong không có động thủ lần nữa, mà là đi tới Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân trước mặt, hỏi các ngươi không có sao chứ? Ân, Hàn Sơ Tuyết gật đầu xem như là trả lời chắc chắn, bất quá, vẻ đẹp của nàng con ngươi chính giữa như cũ đúng hiện lên một vòng bên cạnh người không thể phát giác rung động. Đường Hân từ Hàn Sơ Tuyết phía sau đi ra, tướng cả chuyện nói với Diệp Thần Phong một lần. Diệp Thần Phong sờ sờ Đường Hân đầu, nói rằng, Hân Nhi, ngươi và Sơ Tuyết ở một bên nhìn tốt, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Nói, Diệp Thần Phong trước đem tên Lục Tuần lão giả từ dưới đất đỡ lên, nhìn lão giả vết thương trên người, lửa giận trong lòng nhất thời lại thoáng đi xuống, những này vương bát đản lại có thể đối một gã cụ ông đều hạ như vậy ngoan thủ. Thật tâm thật ý đối Lục Tuần lão giả nói một tiếng, dù sao vị lão đại này ra là vì bang Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân xuất đầu, mới rơi vào như vậy kết quả. Thời cơ, ta đã từng đã cho các ngươi một lần, nếu các ngươi không quý trọng, cũng đang hợp ta ý. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, khuôn mặt hạ diện vô biểu tình, đen thùi hai con ngươi chính giữa lạnh giá đáng sợ. Các ngươi đang thượng, cấp ta phế đi tiểu tử này. Cửu ca từ trong khiếp sợ hồi qua thần, hắn có thể không phải là bị hù dọa đại, hắn bên này coi là năm tên bảo an còn có 10 người ni. Chẳng lẽ còn biết sợ Diệp Thần Phong một người sao? Thế nhưng, cửu ca không biết cái này trên thế giới cũng không phải nhiều người tự cường hãn. Cửu ca vừa dứt lời. Sau lưng năm tên nam nhân đã đem Diệp Thần Phong cấp bao quanh vây, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không dám động thủ trước, chân thực là vừa mới Diệp Thần Phong thủ đoạn chấn nhiếp bọn họ. Ta cam đoan, tương lai lúc đó các ngươi đều muốn ngồi xe đẩy vượt qua nửa đời sau. Gặp vây bản thân năm tên nam nhân không động thủ, Diệp Thần Phong động, như nhất con mãnh hổ hướng phía cách hắn gần nhất một gã nam nhân phóng đi, nam nhân còn không có phản ứng đã qua, cũng cảm giác song trưởng đau xót. Khẩn đón trắng hiếu đầu khớp xương từ da chính giữa đâm đi ra. Răng rắc, làm người sợ hãi tiếng xương vỡ vụn lần thứ hai quanh quẩn ở bên tai, tên bị vặn gãy song trưởng nam nhân, khó khăn hỏi một người ngu ngốc thành tích, ngươi không phải mới vừa nói nhượng chúng ta nửa đời sau ngồi xe đẩy vượt qua sao? Ngươi thế nào vặn gãy cánh tay của ta? Xin lỗi, đã quên, Diệp Thần Phong đặc biệt lễ độ mạo biểu thị áy náy, trên mặt biểu tình còn thẳng chân thành. Cánh tay đứt nam nhân tại nhìn đến Diệp Thần Phong cả người lẫn vật tai hại biểu tình sau, không tự chủ được muốn nói thanh không quan hệ ni. Thế nhưng, một giây sau, Diệp Thần Phong nhấc chân chút nào không lưu tình hướng phía nam nhân xương bánh trẻ đá vào, khóe miệng hiện lên một vòng khuôn mặt u sầu, ta Diệp Thần Phong từ trước đến nay đúng một cái thủ tín dự người, hoàn hảo vừa rồi ngươi gợi ý ta, cảm ơn nhiều. Diệp Thần Phong không lại đi để ý tới bị phế hai tay cùng hai chân nam nhân. Ánh mắt lạnh như băng quét về còn dư lại bốn gã nam nhân, bốn gã nam người biết ngày mai là chạy không khỏi một kiếp này, chỉ có thể kiên trì đi lên sung. Có thể là bọn hắn cái này loại cử động hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Người đàn ông đầu tiên bị Diệp Thần Phong lôi kéo tóc lôi vào ngực trong đồng thời, đầu gối chợt đi lên vừa nhấc, nam nhân xương sống mũi bị trong nháy mắt đụng nát, trong lỗ mũi máu tươi không ngừng phun đi ra. Người thứ hai nam nhân bị Diệp Thần Phong một cước đá vào ngực. Ngực đầu khớp xương sợ rằng không có vài cây đúng không trọn vẹn. Thứ ba nam nhân. Thứ bốn nam nhân. Cái này bốn nam nhân quả thực đúng bị Diệp Thần Phong dùng 10 phần bạo lực thủ đoạn cấp lược đảo tại địa. Chương 184, lật ngược phải trái. Răng rắc. Răng rắc. Trong không khí quanh quẩn chói tai tiếng xương vỡ vụn. Diệp Thần Phong tại tướng bốn gã nam nhân đánh ngã xuống đất sau, còn không đã quên tại bốn người bọn họ trên đầu gối bổ túc hai chân. Đối với những người này hắn cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Nếu là ngày hôm nay Diệp Thần Phong không có đúng lúc chạy tới nơi này, Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân sẽ như thế nào? Nếu là Diệp Thần Phong không có thực lực cường hãn, những người này sẽ đối với Diệp Thần Phong thủ hạ lưu tình sao? Đáp án thủy chung là phủ định. Đó là một người mạnh là vua thế giới, tương phản nếu như vừa rồi Diệp Thần Phong ôn tồn đối với những người này giảng đạo lý, sợ rằng những này vương bát đản nhất định phải lên mũi lên mặt. Đau nhức tiếng hô, tiếng kêu thảm thiết,
Những vây xem khách hàng bốc lên ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí ánh mắt cũng không dám nhìn hướng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, để cho bọn họ sinh ra sợ hãi. Trái lại rất nhiều nữ tính khách hàng một đám mắt chính giữa hiện lên tia sáng kỳ dị, nữ nhân vĩnh viễn đều là vui vui mừng nhân vật anh hùng. Cửu ca không nghĩ tới thủ hạ của mình nhanh như vậy cũng sẽ bị trước mặt người thanh niên này cấp giải quyết. Hơn nữa còn là dùng cái này loại ngoan lệ không gì sánh được thủ đoạn, hắn đặc biệt rõ ràng hắn thất danh thủ hạ sau này chỉ có thể làm xe lăn, trong lòng không có từ trước đến nay một trận phẫn nộ, từ bên hông rút ra nắm sắc bén khảm đao. Cửu ca khuôn mặt thượng đúng là huyết biểu tình, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đánh cho tàn phế ta bảy huynh đệ, như vậy ta cửu ca không cần thiết khách khí với ngươi, nhượng ta tống ngươi đi gặp Diêm Vương ra đi. Cửu ca tốt xấu là ở lưỡi dao thượng liếm huyết người, thủ chính giữa cũng lây dính đếm 10 cái nhân mạng, Diệp Thần Phong thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn. Thế nhưng lúc này cửu ca bị phẫn nộ lắp đầy đầu, hắn thầm nghĩ dùng khảm đao tướng đối phương đầu cấp khảm xuống, tịnh không có lo lắng mình là điều không phải đối thủ của đối phương. Tiểu tử, nạp mạng đi, cửu ca đã đem trước mặt mọi người sát nhân hậu quả ném sau ót, thủ chính giữa vung vẩy khảm đao hướng phía Diệp Thần Phong đầu bổ xuống. Diệp Thần Phong nhìn hướng đầu mình nhanh chóng bổ ra khảm đao, không nhúc nhích đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hình như là bị hù dọa vỡ mật thông thường. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không phải là thật lợi hại sao? Thế nào hiện tại đứng làm cho đối phương chém? Lẽ nào hắn cho là mình đúng sắt thép hiệp phải không? Đối phương hiện tại thế nhưng lấy ra khảm đao tới. Tiểu tử này dù sao đều không phải trên đường lẫn vào, trong ngày thường nơi nào thấy qua như thế ngoan thủ đoạn. Ta xem hắn 8 phần 10 đúng hù dọa bể mật tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu vi khách hàng chính giữa nam tính đồng bào, một đám chê bai Diệp Thần Phong. Cái này hoàn toàn là một loại đố kỵ tâm lý, bởi vì Diệp Thần Phong mới vừa biểu hiện để cho bọn họ đều theo không kịp. Bất quá, bọn họ cũng không suy nghĩ thật kỹ, có thể tay không vặn gãy người khác cánh tay, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt đạp toái người khác xương bánh chè, người như vậy hội bị một thanh khảm đao mà hù dọa bể mật sao? Nếu là đổi lại bọn họ lời nói, sợ rằng để cho bọn họ đạp cũng đạp không toái người trưởng thành xương bánh chè đi. Cửu ca nhìn đến ngây ngốc đứng tại chỗ Diệp Thần Phong, nhất thời trong lòng cũng cho rằng đối phương đúng bị hắn khảm đao hù dọa bể mật tử. Cổ họng trong gào thét đạo tiểu tử, hiện tại sau khi biết hối đi. Đáng tiếc đã chậm. Tại khảm đao lưỡi dao cách đầu chỉ còn lại có 5 cm thời gian, Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vòng đạm nhiên dáng tươi cười, khẩn đón tay phải đi lên vừa nhấc, dễ dàng cầm thế tới rào rạt khảm đao. Trong miệng phát ra xách 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 thanh âm, sau đó nói, hối hận. Ta Diệp Thần Phong trong tự điển sẽ không có cái này từ. Khiếp sợ. Một lần nữa khiếp sợ. Thế tới rào rạt khảm đao lại có thể bị Diệp Thần Phong cứ như vậy cấp chặn lại. Với lại trên tay của hắn liền nhất chút ra cũng không có phá. Điều này sao có thể? Đổi thành ở đây bất cứ người nào tay không đi đón cửu ca khảm đao, đừng nói là tướng khảm đao cấp chặn lại, sợ rằng một tay cũng sẽ bị trực tiếp chém đứt đi. Hắn vẫn người sao? Cái này đúng chu vi khách hàng nhất trí tìm cách. Cửu ca mặt như màu đất, hiện tại hắn cuối cùng là tỉnh táo lại. Trước mặt người thanh niên này là hắn không chọc nổi người a. Song khi hắn muốn mở miệng lúc nói, chỉ thấy Diệp Thần Phong cầm khảm đao bàn tay cố sức sờ, khảm đao lưỡi dao tức khắc thay đổi hình dạng, khinh thường nói, hiểu như vậy cắt đậu hủ khảm đao đã nghĩ tới giết người. Ta xem ngươi là đầu tú đậu đi. Cửu ca buông lỏng ra chuôi đao, dưới chân bước chân nhìn không được rút lui hai bước, đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau. Hắn thiếu chút nữa một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Cái chuôi này khảm đao thế nhưng hắn dùng nhiều tiền tìm người chuyên môn may, mặc dù nói không hơn có thể đạt được chém sắt như chém bùn tiêu chuẩn, thế nhưng so với trên thị trường khảm đao muốn sắc bén nhiều, nhưng mà cái chuôi này khảm đao lại có thể bị Diệp Thần Phong nói thành chỉ dùng để tới cắt đậu hủ. Cửu ca không tức giận dâng lên mới là lạ chứ. Cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi tịnh không có quý trọng. Diệp Thần Phong vẻ mặt giễu cợt nhìn chăm chú vào cửu ca. Nói rằng, nửa đời sau an tâm tại xe lăn vượt qua đi. Sau đó không nên luôn luôn dùng nửa người dưới tên kia suy nghĩ vấn đề, như vậy rất dễ nhóm lửa trên thân. Diệp Thần Phong dường như một vị lão sư tại tư tư bất quyện giáo huấn học sinh. Bất quá, cửu ca con người bỗng nhiên híp lại, hắn biết nếu như mình nếu không làm chút gì lời nói, như vậy hắn hai chân tuyệt đối sẽ chăn trước người thanh niên này cắt đứt,
hai mắt thỉnh thoảng tự cấp bên cạnh năm tên bảo an nháy mắt. Năm tên bảo an khi nhìn đến cửu ca ánh mắt sau, chỉ có thể kiên trì đi ra, trong đó một vị đội cảnh sát đội trưởng hướng phía Diệp Thần Phong nói rằng, vị tiên sinh này, ngài tại sao có thể tại ở đây xuất thủ đả thương người ni? Ngài có biết hay không như vậy là chuyện phạm pháp tình? Ngài hay nhất đợi. 3. Không đợi đội cảnh sát đội trưởng nói hết lời, một cái bạt tai trực tiếp phiến tại trên mặt của hắn, má phải gò má thượng tức khắc nhiều hơn một đạo dấu năm ngón tay, trong lỗ tai bị đánh ông ông tác hưởng. Diệp Thần Phong đã từ Đường Hân trong miệng biết được cái này năm tên bảo an làm, bọn họ nếu không có làm được một gã bảo an chuyện nên làm, trái lại còn giúp cửu ca đẳng tám tên khốn kiếp, Diệp Thần Phong hội cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn mới là lạ chứ. Ngươi thế nào còn đánh người? Chuyện này nếu là đến tai cảnh sát cục đi, ngươi nhất định sẽ ngồi tù. Đội cảnh sát đội trưởng chắc nói rằng, thế nào, lẽ nào các ngươi năm cái bảo an cũng muốn nửa đời sau ngây ngô tại xe lăn? Ta cũng không phải chú ý giúp các ngươi một tay. Diệp Thần Phong ánh mắt lần lượt tại năm tên bảo an trên người đảo qua. Bị Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào, năm tên bảo an như gần hầm băng, hồi tưởng vừa rồi Diệp Thần Phong chân mày đều không nhíu một cái tựu đạp vỡ cửu ca thủ hạ xương bánh chè, bọn họ không dám nói thêm nữa, ai biết đạo trước mặt người thanh niên này có thể hay không khởi xướng điên tới đem bọn họ cũng phế đi ni. Chuyện gì xảy ra, các ngươi ở đây là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này bảy tên cảnh sát đi lên lầu 2, dẫn đầu là một gã chừng 30 tuổi cảnh sát, đúng hôm qua mới vừa điều đến Nam khu phân cục đội phó, tên là Hoa Đông. Ngày hôm qua Hoa Đông vừa điều đến Nam khu phân cục, cửu ca tự chắp nối tìm được rồi Hoa Đông, đồng thời lấp không ít chỗ tốt cấp đối phương, hai người cũng bởi vì tối hôm qua một bữa cơm lập tức biến thành hảo bằng hữu. Hoa đội phó, tiểu tử này trước mặt mọi người bà ta bảy bằng hữu cấp đánh cho tàn phế. Ngài có thể nhất định phải giúp ta môn làm chủ a. Cửu ca khi nhìn đến Hoa Đông sau, dường như thấy được cứu tinh, lập tức trang khởi thương cảm tới. Đối, Hoa đội phó, chúng ta đều có thể làm chứng, ta mới vừa rồi còn muốn khuyên can, kết quả bị tiểu tử này cấp sáng một bạt tai ni. Đội cảnh sát đội trưởng lập tức nhảy ra ngoài, hắn thấy hôm nay cảnh sát đều tới, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể nổi lên cành hoa tới. Người vừa tới. Bà cái này có ý định đả thương người ra hỏa mang về cảnh sát cục. Hoa đội phó chỉ vào Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Cảnh sát, lại là một ít đạo mạo ngạn người cảnh sát. Diệp Thần Phong cổ họng trong cười lạnh nói. Thân ảnh lóe lên, Diệp Thần Phong tự xuất hiện ở cửu ca trước mặt, lúc này hắn không có nhiều lời một chữ, bay thẳng đến cửu ca xương bánh chè đá tới. Răng rắc, cửu ca hai đầu gối quỳ xuống, cổ họng trong đau nhức tiếng hô không ngừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Thần Phong lại có thể nhìn thấy cảnh sát tới, thế nào còn dám ra tay với tự mình ni. Cái này không là thuần túy muốn chết sao? Hoa đội phó rõ ràng cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất thủ, cổ họng trong phật bị tạp một cái xương cá, người nửa ngày, đều không nói được câu nào. Hoa đội phó, đúng không, ta khuyên ngươi làm cảnh sát hay là muốn có cảnh sát hình dạng, bằng không chỉ sợ ngươi bộ cảnh phục này xuyên không được bao lâu. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, bởi vì hắn nhìn đến cách đó không xa có một đạo thân ảnh quen thuộc tại hướng ở đây đi tới, người vừa tới không phải là Nam khu cảnh sát cục đại đội trưởng Đỗ Kim mà. Chương 185, mong muốn. Hô! Hoa Đông nghe được Diệp Thần Phong áp chế, tức giận đến đúng thô thở gấp xuyến, tốt xấu hắn cũng là cảnh tra cục đội phó đi. Lại có thể bị một gã đại niên khinh áp chế, cái này nếu là truyền ra ngoài hắn Hoa Đông trước mặt còn có mặt mũi gặp người sao? Còn nữa cửu ca không có thiếu cho hắn nhét có ích, vô luận như thế nào tương lai hắn cũng phải làm cho trước mặt cái này cuồng không có bên thanh niên biết trời cao bao nhiêu. Đất rộng bấy nhiêu, điều không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể nhảy ra kêu gào. Ha ha a Hoa Đông cổ họng trong phát ra một trận cười nhạt tốt, rất tốt. Tiểu tử, đợi vào cảnh tra cục ta xem ngươi còn có thể cãi bướng đến lúc nào. Cảnh tra đồng chí. Đúng, đúng những tên lưu manh này muốn bức bách hai vị này tiểu cô nương, các người có thể nghìn vạn không nên sai chảo người xấu a. Bị cửu ca thủ hạ đánh cho toàn thân đúng tổn thương lục tuần lão giả run rẩy nói rằng. Lão gia gia nói không sai, rõ ràng là bọn hắn muốn khi dễ chúng ta, các người bắt chắc là bọn họ mới là. Đường Hân đỡ bị thương lục tuần lão giả tức giận chỉ chứng đạo. Tử lão đầu, các người nói nhiều hơn nữa lời nói cũng không dùng, các người đều đúng một phe.
ngươi hỏi một chút người ở chỗ này có ai có thể vì các ngươi làm chứng. Lính bảo an đội trưởng trốn tại Hoa Đông phía sau trách đạo, hắn cũng không muốn phó thượng cửu ca theo gót, bị Diệp Thần Phong đột nhiên bạo khởi đá gãy hai chân. Chung quanh những khách cũng một đám lòe lòe tránh một chút, không ai tình nguyện đứng ra đương chim đầu đàn, huống chi trước mắt tình thế đặc biệt sáng tỏ, cái này hoa đội phó rất rõ ràng là thiên vị bang cửu ca bọn họ nhất hỏa nhân. Ta chỉ tin tưởng bản thân mắt, hắn vừa rồi ở trước mặt ta đá gãy người khác hai chân, lẽ nào cái này còn giả bộ sao? Hơn nữa dường như cũng không có ai có thể vì các ngươi làm chứng đi. Hoa Đông hí ngược nhìn Diệp Thần Phong. Các ngươi thế nào có thể bộ dáng như vậy? Các ngươi thân là cảnh tra nên bảo hộ chúng ta thị dân, các ngươi căn bản không xứng làm cảnh tra. Bị Đường Hân đỡ Lục Tuần lão giả tức giận đến trong miệng hoa một tí hộc ra một ngụm máu tươi. Hoa Đông lạnh lùng cười nói, chúng ta cảnh tra chức trách là bảo vệ thị dân. Bất quá các ngươi những người này chỉ là chế tạo xã hội náo động điêu dân mà thôi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bả mấy người bọn hắn toàn bộ mang về cảnh tra cục. Hoa Đông mệnh lệnh phía sau liên can cảnh tra đồng thời, từ bên hông rút ra một tay AG nhắm ngay Diệp Thần Phong, lại nói, ngươi cũng không nên cả gan làm loạn, súng lục trong đạn thế nhưng không chừng ánh mắt. Hoa Đông sau lưng sáu gã nghe được mệnh lệnh sau, sôi nổi hướng phía Diệp Thần Phong bọn họ đi tới, từ bên hông rút ra u khảo, muốn đem Diệp Thần Phong bọn họ tập nã quy án. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai chân đã từng hoàn toàn phế bỏ cửu ca khuôn mặt thượng tràn đầy dữ tợn, thầm nghĩ tiểu hỗn đản, ta cửu ca nhất định phải để cho ngươi không chết tử tế được. Ta muốn cho ngươi ngũ mã phân thây, ta muốn cho ngươi thường hết mọi thống khổ nhất cực hình, mới đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Lính bảo an đội trưởng cùng với bốn gã bảo an cũng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Theo bọn họ Diệp Thần Phong rơi vào Hoa Đông trong tay, cùng rơi vào cửu ca trong tay không có bất kỳ khác biệt gì. Đầu năm nay thân thủ tốt có cái dám dùng, muốn còn là quan hệ, ta xem tiểu tử này là chết chắc rồi. Thật là một không có đầu óc ngu xuẩn, hắn cho rằng bản thân rất nghiêu bê sao. Hôm nay cũng được muốn ngoan ngoãn tiến cảnh tra cục. Vừa rồi ở trong đám người nhiều lần chào phúng Diệp Thần Phong khách hàng lại thấp giọng nghị luận, dường như bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong không may rất ngay thẳng giống nhau, cái này thuần túy là bọn hắn những này không có thực lực nam nhân ước ao đố kỵ hận mà thôi. Cách đó không xa đang đi tới đại đội trưởng Đỗ Kim, bởi khoảng cách hơi xa, vừa cuối cùng còn cảm thấy Diệp Thần Phong có chút quen mắt, đợi được đến gần một chút nhận ra đúng Diệp Thần Phong lúc, đồng thời nhìn đến Hoa Đông lại có thể dùng u thương chỉ vào Diệp Thần Phong đầu. Hắn trên trán lập tức bốc lên ra mồ hôi lạnh. Lần trước lý ra sự tình, nếu không Diệp Thần Phong thả hắn một con ngựa, hắn đã sớm cuốn gói về nhà. Chỗ nào còn có thể an ổn duy trì liên tục ngồi cảnh tra cục đại đội trưởng địa vị. Với lại Đỗ Kim đỉnh đầu thuộc hạ Chu Mậu Đức thế nhưng nói với hắn qua một câu nói như vậy, trước mặt gặp lại Diệp Thần Phong lúc. Bất kể xảy ra chuyện gì đều muốn đứng tại Diệp Thần Phong bên này, mấy ngày nay hắn thế nhưng bả những lời này vững vàng ghi tạc tâm bên ngoài. Bởi đội phó Hoa Đông ngày hôm qua Phú vừa chuyển tới Nam khu phân cục, cho nên Hoa Đông thỉnh cảnh tra cục liên can cảnh tra ăn. Trong đó cũng bao gồm đại đội trưởng Đỗ Kim. Chuyện N của tôi, nét vừa lúc ở ăn cơm lúc, bọn họ nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói đúng Tử Kim Thương Thành lầu 2 xảy ra bạo lực sự tình. Cho nên bọn họ mới cản đi qua nhìn một chút. Đỗ Kim vừa rồi vừa vặn mắc đái, đi thượng một chuyến, cho nên mới phải đi tuốt ở đằng trước. Ai biết đạo trước mắt sẽ phát sinh một màn này, Hoa Đông lại dám cầm súng chỉ vào Diệp Thần Phong. Cái này đều không phải muốn chết sao? Cái này Hoa Đông muốn chết không sao cả, liên lụy hắn có thể tự oan uổng. Biết sớm như vậy, Đỗ Kim coi như là đến mức bàng quang bạo tạc cũng sẽ không đi nhà cầu A. Chuyện cho tới bây giờ Diệp Thần Phong như cũ đúng phong đạm vân khinh, điều này làm cho Hoa Đông nhìn đặc biệt khó chịu, tiểu tử, ngươi chớ ở trước mặt ta trang trấn định, ta biết ngươi tâm bên ngoài e ngại muốn chết. Diệp Thần Phong lặng yên cười nói, ta dám đánh cuộc. Người sau đó tự hội tượng nhất điều chó nhật giống nhau hướng ta xin lỗi, bất quá ta tương đối không hội thừa nhận, bởi ta nhất rất phản cảm người khác dùng thương chỉ vào đầu của ta. Hoa Đông bị Diệp Thần Phong lời nói cấp khí vui vẻ, ta xin lỗi ngươi. Ta nhìn đầu của ngươi đúng bị cửa kẹp đi, đằng trở lại cảnh cục ta lại dần dần thu thập ngươi. Hoa đội phó, ngươi, các ngươi cái này đúng đang làm gì? Đại đội trưởng Đỗ Kim thở hổn hển chạy tới. Ngay cả thở khí công phu đều không để ý tới. Hoa Đông lấy lòng nói rằng, đại đội trưởng,
tiểu tử này tại ở đây trước mặt mọi người hành hung, ta đang muốn đem bọn họ mang về Ni. Hôm nay nếu đại đội trưởng ngươi đã đến rồi, như vậy do ngươi tới chỉ huy đi. Đỗ Kim mặt bên thở hổn hển, mặt bên nghe Hoa Đông hội báo, trên mặt vẻ giận dữ vượt qua tới vượt qua nồng đậm, cái này nhất điểm Hoa Đông cũng đã nhận ra, không do thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này cùng Đỗ đại đội trưởng cũng có thù. Bằng không Đỗ đại đội trưởng thế nào hội như vậy tức giận. Đại đội trưởng, người đừng vì cái này loại hung đồ khí phá hủy thân thể, đợi đợi được cục, ta nhất định ban người tốt nhất kinh nghiệm hắn. Hoa Đông vừa cười vừa nói. Kinh nghiệm cái đầu mẹ ngươi. Ba. Đỗ Kim trực tiếp quạt Hoa Đông một cái tát, sau đó thí điên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mực cung kính nói rằng, Diệp tiên sinh, xin lỗi, ta không biết ở đây chuyện đã xảy ra, nếu là ta đã biết tương đối không hội cho phép những này hỗn đản đối với ngài làm càn. Hoa Đông bị thình lình xảy ra một cái tát cấp phiến bối rối, đợi được tỉnh hồn lại lúc, thình lình nhìn đến Đỗ Kim lại có thể tại Diệp Thần Phong trước mặt cúi đầu khom lưng, hắn nhất trái tim nhất thời chìm đến đáy hổ, cái này đúng thế nào hồi sự. Hoa đội phó, đúng không, làm cảnh cha phải có làm cảnh cha hình dạng, bằng không chỉ sợ ngươi cái này thân cảnh phu xuyên không được bao lâu. Ta dám đánh cuộc, ngươi sau đó tự hội tướng nhất điều chó nhật giống nhau hướng ta nói xin lỗi, bất quá ta tương đối không hội thừa nhận, bởi ta nhất phản cảm người khác dùng thương chỉ vào đầu của ta. Diệp Thần Phong mới vừa nói qua lời nói, lần lượt tại Hoa Đông trong óc quanh quẩn, hắn tâm bên ngoài mặc dù có chút chấn tĩnh, thế nhưng như cũ mạnh mẽ chấn định đi tới, bởi vì hắn tỉ tỉ đúng Nam khu phân cục cục trưởng Chu Mậu Đức tình phụ, bằng không hắn cũng sẽ không điều đến Nam khu phân cục tới. Chuyện này Nam khu phân cục trong không có người biết, dù sao cũng là kiện không thấy được ánh sáng sự tình mà. Có thể trước mặt người thanh niên này cùng Đỗ Kim là có khác bình thường quan hệ, thế nhưng Hoa Đông còn có Chu Mậu Đức điều này vài nỉ kẻ. Cho nên hắn tịnh không có quá mức e ngại. Đỗ đại đội trưởng, người đây là ý gì? Lẽ nào xem ta Hoa Đông dễ khi dễ sao? Ta Hoa Đông mặc dù chỉ là đội phó, nhưng điều không phải ngươi có thể mã mã hổ hổ đánh. Hoa Đông á khẩu không trả lời được kêu gào. Vốn có nhìn đến đại đội trưởng Đỗ Kim quạt Hoa Đông một cái tát, sau đó rất cung kính đi Diệp Thần Phong trước mặt xưng hô một tiếng Diệp tiên sinh, điều này làm cho cửu ca cùng năm tên bảo an khuôn mặt thượng phách lối thần sắc không còn sót lại chút gì. Lúc này nhìn đến Hoa Đông lại dám ngay mặt cùng Đỗ Kim gọi nhịp, như vậy tỏ rõ Hoa Đông vẫn có lá bài tẩy, điều này làm cho cửu ca cùng năm tên bảo an lại yên tâm không thiếu. Hoa đội phó, ta xem ngươi cái này người đội phó đúng không muốn làm. Diệp tiên sinh rõ ràng là người xấu, ngươi lại có thể đến nơi này cái lúc còn khăng khăng một mực. Đỗ Kim thần sắc âm lãnh đi tới, hắn biết Hoa Đông cái này người đội phó đúng đương đến chừng mực. Tuy rằng Đỗ Kim không biết Hoa Đông tỉ tỉ đúng cục trưởng Chu Mậu Đức tình phụ, thế nhưng thì là hắn đã biết cũng như cũ hội đứng tại Diệp Thần Phong bên này. Dùng Chu Mậu Đức thái độ đối với Diệp Thần Phong, Chu Mậu Đức 100% sẽ vì Diệp Thần Phong mà buông tha hắn cái gọi là tình phụ. Chương 186, xin lỗi hữu dụng không? Đỗ Kim, nếu ngươi muốn thiên vị bang tiểu tử này, như vậy ta đảo muốn nhìn cuối cùng ai trên người cảnh phu hội nằm úp sấp đi tới Ni. Hoa Đông trực tiếp xé rách ra mặt, chuyện cho tới bây giờ hắn biết chỉ có thể cùng Đỗ Kim cứng đối cứng, từ trong túi móc ra điện thoại di động, bấm Chu Mậu Đức điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Hoa Đông vội vàng nói, Chu Cục trưởng, Tử Kim Thương Thành ở đây xảy ra hành hung án, ta vốn có muốn cầm hung thủ, ai biết đạo Đỗ đại đội trưởng Mạc Minh Kỳ Diệu đi ra ngăn cản, còn đánh ta một cái tát Ni. Ngài xem chuyện này muốn như thế nào làm? Bên đầu điện thoại kia Chu Mậu Đức chính ở trong phòng làm việc nhắm mắt dưỡng thần Ni. Chuyển được điện thoại sau, đột nhiên nghe được Hoa Đông cáo trạng, tâm bên ngoài mắng, Đỗ Kim hỗn đản này muốn làm cho vật gì vậy? Trước đó không lâu vừa nhà hoàn Diệp Thần Phong, thế nào tận là cho ta mù quấy rối. Ta xem hắn cái này đại đội trưởng còn là biệt làm. Nhìn tại bản thân tình phụ mặt mũi, Chu Mậu Đức hay là muốn cấp Hoa Đông nhất chút mặt mũi, nói rằng, Hoa Đông, người nhượng Đỗ Kim tên khốn kiếp kia nghe điện thoại. Nghe trong điện thoại Chu Mậu Đức bất thiện giọng nói, Hoa Đông đắc ý hướng về phía Đỗ Kim nói rằng, Đỗ đại đội trưởng, chúng ta Chu Cục trưởng muốn ngươi nghe điện thoại. Nghe được Hoa Đông thậm chí ngay cả cục trưởng cũng rời ra ngoài, hai đầu gối quỳ xuống đất cửu ca cùng năm tên bảo an đúng càng thêm thảnh thơi. Giả thiết liền cảnh cha cục trưởng đều đứng tại Hoa Đông bên này, Đỗ Kim chính là một cái nho nhỏ đại đội trưởng lại toán cá điểu a.
Đỗ Kim khuôn mặt thường không chút nào khủng hoảng chi sắc, cái này Hoa Đông lại có thể gọi điện thoại cho Chu Mậu Đức, cái này đều không phải bản thân hướng tới hỏng thượng đụng sao. Nhận lấy Hoa Đông trong tay điện thoại di động sau, Đỗ Kim cung kính giao cho Diệp Thần Phong trong tay. Đỗ Kim, ngươi muốn làm gì? Chu Cục trưởng là muốn ngươi nghe điện thoại. Lẽ nào ngươi liền Chu Cục trưởng mệnh lệnh cũng không nghe sao? Hoa Đông dùng hết toàn lực gầm hét lên, phảng phất là tại vãn hồi vừa rồi mất mặt mũi. Đỗ Kim hoàn toàn không để ý đến Hoa Đông ý tứ, chỉ là một mực cung kính đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Hoa Đông nhìn đến Đỗ Kim trực tiếp bả bản thân trở thành không khí, lửa giận trong lòng không ngừng đi lên thoán, vừa định muốn mở miệng trách, chỉ thấy Diệp Thần Phong ấn miễn đề kiện, sau đó hí ngược nói rằng, Chu đại ca. Người thuộc hạ cảnh tra thế nhưng vượt qua không có cái dạng, như vậy thế nào có thể cho dân chúng yên tâm ni? Bên đầu điện thoại kia Chu Mậu Đức nghe được Diệp Thần Phong âm hưởng sau, sửng sốt 2-3 giây loại. Sau đó giọng nói hòa ái nói rằng, Diệp lão đệ, nguyên lai là ngươi a. Ta đảo còn tưởng rằng là ai đó. Ta mấy ngày nay đều không phải có điểm bận mà. Ngươi yên tâm, ta nhất định hội trảo tiến công phu trừng trị ta thuộc hạ cảnh viên. Chu Mậu Đức hôm nay biết Đỗ Kim tại sao phải chẳng phân biệt được thanh hồng trại bạch phiến Hoa Đông bà tai. Nhất định là Hoa Đông cái này không chừng mắt gì đó trêu chọc phải Diệp Thần Phong. Đây là ngươi cảnh cục trong sự tình. Ta không có hứng thú tới lý giải, xem ra tương lai ta lại muốn đến cảnh tra cục làm khách, đến lúc đó phân Chu đại ca ngươi có thể phải thật tốt chiêu đãi ta a. Nghe được Diệp Thần Phong âm hưởng lạnh đi tới, Chu Mậu Đức mau nói đạo, Diệp lão đệ, ngươi cái này đúng nói cái gì lời nói. Thì là muốn chiêu đãi ngươi, ta cũng sẽ không mời ngươi tới cảnh tra cục a. Yên tâm, tương lai chuyện này ta nhất định cấp ngươi một cái công đạo. Diệp Thần Phong là cùng thị ủy thư ký có quan hệ người, Chu Mậu Đức cũng không muốn đắc tội Diệp Thần Phong, tương phản hắn nghĩ mọi cách muốn cùng Diệp Thần Phong kéo vào quan hệ ni. Chỉ là hắn thuộc hạ những, này cảnh viên thật con mẹ nó mỗi một người đều là óc heo, ai không dễ chọc. Hết lần này tới lần khác muốn đi nhạ Diệp Thần Phong. Thì là Hoa Đông tỷ tỷ đúng Chu Mậu Đức tình phụ thì thế nào dạng. Lập trường của hắn như cũ đúng kiên quyết không thể nghi ngờ đứng tại Diệp Thần Phong bên này. Bởi Diệp Thần Phong đúng ấn được miễn đề kiện. Hắn và Chu Mậu Đức đối thoại người chung quanh đúng nghe được nhất thanh nhị sở. Hoa Đông trên mặt trấn định tan mất, thần sắc biến được trắng bệch không gì sánh được, từ trong điện thoại nghe được, Chu Mậu Đức cùng trước mặt người thanh niên này quan hệ rất tốt, thậm chí Chu Mậu Đức tại cố ý lấy lòng trước mặt người thanh niên này ni. Năm tên bảo an cùng cửu ca thần sắc so với Hoa Đông càng thêm mỹ quan. Hôm nay bọn họ là đã biết Diệp Thần Phong căn bản là tại phẫn heo ăn con cọp. Người nói sớm nhận định cảnh tra của cục trưởng không thì phải, cái này đều không phải ý định đùa giỡn người chơi ni mà. Giả thiết bọn họ đã biết thân phận của Diệp Thần Phong nhất định cũng sẽ không cùng hắn chết dập đầu. Nhưng là bọn hắn cũng không tiện tốt ngẫm lại, thì là vừa rồi Diệp Thần Phong nói bản thân nhận định cảnh tra của cục trưởng, chỉ sợ bọn họ ở đây cũng không có mấy người hội tin, tương phản rất có thể còn có thể tệ hại hơn cười nhạo hắn một phen ni. Chu cục trưởng. Người xem tại tỷ tỷ của ta mặt mũi nhất định phải giúp ta a. Hoa Đông hướng về phía Diệp Thần Phong thủ phía ngoài điện thoại di động gào thét đạo. Hoa Đông, kể từ lúc này cuối cùng ngươi không ở đúng Nam khu phân cục cảnh tra, ngươi cấp ta tự giải quyết cho tốt đi. Trong điện thoại Chu Mậu Đức âm hưởng lạnh giá, đón lại hơi áy náy nói, Diệp lão đệ, ta thuộc hạ những người này lại nhiều lần cho ngươi nhà khó khăn, ta thật đúng băn khoăn a. Đằng mấy ngày nữa ta nhất định muốn tự mình mời ngươi ăn cơm. Ngay mặt chịu nhận lỗi, đến lúc đó phân Diệp lão đệ ngươi cũng không nên từ chối a. Diệp Thần Phong nhìn ra được tên này Hoa đội phó nhất định cùng Chu Mậu Đức có quan hệ, bằng không Hoa Đông cũng sẽ không trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Mậu Đức. Chu Mậu Đức xem như là cho đủ Diệp Thần Phong mặt mũi, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không thể bày nhất trương mặt lạnh, giọng nói nhu hòa một ít, Chu lão ca bữa tiệc, đến lúc đó phân ta nhất định sẽ đi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Như vậy tiếp được trong sự tình tự giao cho Đỗ Kim toàn quyền xử lý đi. Diệp lão đệ ngươi có yêu cầu gì trực tiếp nói với Đỗ Kim thì tốt rồi, như vậy ta tự cúp điện thoại trước. Đô đô đô. Nghe trong điện thoại truyền đến lạnh giá chiếu cố tin tức, Hoa Đông trong thân thể dường như bị tát cạn khí lực phổ thông, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất. Vốn có hắn cho rằng bản thân tỷ tỷ bảng thượng kết thúc trường, trước mặt bản thân con đường làm quan nhất định hội thuận lợi rất nhiều. Ai biết đạo vừa mới vừa điều đến Nam khu phân cục một ngày, hắn cái này thân cảnh y đã bị treo lên rồi.
Hồi tưởng ngày hôm qua còn có rất nhiều người tới chúc mừng hắn, thậm chí cho hắn vuốt mông ngựa, mà hôm nay lại đột nhiên gian biến được hoàn toàn không có hết thảy, đây quả thực là trong nháy mắt từ địa ngục lọt vào địa ngục a. Diệp tiên sinh, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Đỗ Kim đối Hoa Đông không có nửa điểm thương tiếc tình, hắn vừa rồi đã từng đưa ra qua Hoa Đông, thế nhưng Hoa Đông nhưng vẫn là khăng khăng một mực, lặp đi lặp lại nhiều lần cho rằng bản thân có siêu cỡ nào bê. Kết quả, kinh ngạc đi. Thấy ngu chưa? Chậm đi. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Đỗ Kim vai, nói rằng, người có thể hấp thụ kinh nghiệm lần trước rất tốt, trước mặt tại Nam khu cảnh tra cục làm rất tốt, tranh thủ làm một gã tốt cảnh tra. Hay là chờ cái gì lúc Chu cục trưởng đi lên Na Nhất Na địa vị, Nam khu cảnh tra cục trưởng vị liền do ngươi tới ngồi, hãy cố gắng lên. Cảm thụ được Diệp Thần Phong vỗ vào bản thân trên vai bàn tay, nghe Diệp Thần Phong ngôn ngữ, Đỗ Kim thiếu chút nữa xung động phun đi tiểu, tại hắn lần trước nhìn đến Chu Mậu Đức thái độ đối với Diệp Thần Phong sau, hắn tự suy đoán Diệp Thần Phong bối cảnh không phức tạp. Lúc này Diệp Thần Phong lời nói này rất rõ ràng là có ý định muốn chọn rút hắn. Đỗ Kim không xung động mới là lạ chứ. Hắn có thể chưa từng có mơ ước bản thân có thể ngồi trên cục trưởng địa vị, hưng phấn cả người đều run rẩy, nói rằng, Diệp tiên sinh, cảm tạ ngài, ta trước mặt nhất định hội làm một gã tốt cảnh tra, tương đối sẽ không để cho ngài tuyệt vọng, giả thiết trước mặt ngài lại nhìn thấy ta làm ra bất luận cái gì có nhục cảnh tra nghề nghiệp này sự tình, không cần ngài nói, ta bản thân lột xuống trên người ta bộ cảnh phục này. Người biết tự tốt, trước mặt hãy làm cho thật tốt nhé. Còn có bả những người này toàn bộ mang về cục, thật tốt giáo dục một chút bọn họ nên thế nào làm một gã hợp cách người. Diệp Thần Phong chỉ vào Hoa đội phó, năm tên bảo an cùng với cửu ca đám người nói. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, hết thảy đều giao cho ta đi. Đỗ Kim khí phách hăng hái nói rằng. Người đừng lãng phí khẩu thiệt cùng ta nói xin lỗi, ta nhớ kỹ vừa rồi đã từng bả lời nói rất rõ ràng đi. Giả thiết xin lỗi hữu dụng, như vậy các ngươi phải những. Này cảnh tra làm gì? Diệp Thần Phong nhún vai hướng phía Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đi tới. Tê Liệt ngồi dưới đất Hoa Đông vốn đang thật muốn tượng nhất điều chó nhật giống nhau cầu xin Diệp Thần Phong tha thứ ni. Thế nhưng Diệp Thần Phong lời nói không thể nghi ngờ là đưa hắn đánh vào vực sâu vạn trượng chi chính giữa, cả khuôn mặt biến được cho nguội, dưới đái quần không tự chủ được dịn ra một bãi hoàng sắc dịch thể. Lúc này đám người chung quanh chính giữa không còn có nhất điểm âm hưởng, nguyên lai Diệp Thần Phong không riêng gì thân thủ tốt nhượng người không phản đối, thậm chí ngay cả cảnh tra cục trưởng đều cấp cho hắn mặt mũi. Nhất công phu bọn họ bả Diệp Thần Phong cùng Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại đẳng một loạt từ ngữ liên lạc tại cùng. Chương 187, một cười khuynh thành. Diệp Thần Phong tịnh không có trực tiếp mang theo Đường Hân cùng Hàn Sơ Duyên biệt thự, ba người bọn họ trước đem bị thương Lục Tuần lão giả đưa đi y viện. Dù sao Lục Tuần lão giả đúng đứng ra bang Đường Hân nói chuyện với Hàn Sơ Tuyết, mới có thể bị cửu ca chính là thủ hạ đánh thành trọng thương. Tại Diệp Thần Phong bọn họ đi ra từ Kim Thương thành thời gian, hầu tử cùng Lý Bản Tử y nguyên đỡ ven đường lan can tại nôn mửa ni trong bụng gì đó đúng ói ra cái không còn một mảnh, hai chân nhuyễn nằm úp sấp đứng lên cũng không nổi. Hai người bọn họ trong lòng quyết định sau đó đánh chết cũng không ngồi Diệp Thần Phong lái xe tử, cái này ngồi xe của người khác đòi tiền. Cái này ngồi lão đại xe muốn chết a nếu như nhiều hơn nữa ngồi vài lần hai người bọn họ cần phải muốn thăng thiên không thể. Hầu tử, Lý Bàn tử, có muốn hay không ta lái xe đưa các ngươi trở lại? Diệp Thần Phong nhìn đến sắc mặt khó coi hai người không khỏi trêu ghẹo nói. Không, không cần, lão đại, chúng ta sẽ tự mình trở về. Hầu tử cùng Lý Bàn tử lắc đầu cùng chống bỏi dường như. Nga, như vậy a ta đi trước. Hầu tử cùng Lý Bàn tử nhìn Diệp Thần Phong rời đi hình bóng, trong miệng mới nặng nề hộc ra một chút sức lực, sau khi bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong bên cạnh đứng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thời gian, hai người ở trong lòng không hẹn mà cùng mắng một câu, dựa vào lão đại cũng quá có khác phái không có nhân tính đi. Hầu tử cùng Lý Bàn tử nếu là hiện tại còn không nhìn ra vừa rồi Diệp Thần Phong đúng đang trêu ghẹo bọn họ, như vậy bọn họ hai cái thật có thể trực tiếp đi khiêu hoàng phổ giang. Tướng Lục Tuần lão giả đưa đến bệnh viện phụ cận sau, kinh qua một loạt kiểm tra, xác định Lục Tuần lão giả ngoại trừ ngực có hai cây xương vỡ vụn bên ngoài, cái khác đều đúng nhận được bị thương ngoài da mà thôi. Cũng không lo ngại. Cái này mới để cho Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thở dài một hơi. Diệp Thần Phong bang Lục Tuần lão giả nộp một khoản mức xa xỉ tiền chữa bệnh,
cũng đủ lão giả tại trong bệnh viện ngây ngô đến tướng ngực vỡ vụn đầu khớp xương cùng với trên người tất cả bị thương ngoài ra chữa khỏi. Bệnh viện một gian một người trong phòng bệnh, Lục Tuần lão giả nằm ở trên giường bệnh, vết thương trên người đã bị bác sĩ cẩn thận xử lý qua. Đang cùng Lục Tuần lão giả nói chuyện phiếm chính giữa, Diệp Thần Phong ba người bọn họ đã biết Lục Tuần lão giả tên là Ngô Quảng Sinh, ngày hôm nay 68 tuổi. Ngô đại gia, sự tình hôm nay cảm tạ ngài vì hai người bọn họ đứng ra nói. Tuy rằng cái này Ngô Quảng Sinh nhất điểm bẩn cũng không có giúp đỡ, thế nhưng Diệp Thần Phong đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc đó Tử Kim Thương Thành lầu 2 vây quanh rất nhiều cố. Mà chỉ có cái này vị cụ ông đứng ra nói. Ngô Quảng Sinh nghe xong vội vã khoát tay, can nhíu khuôn mặt thượng hiện lên vẻ lúng túng, thanh niên nhân, ta thật là nhất điểm bẩn cũng không có bận thượng a ngã đầu tới còn làm phiền ngươi môn. Lão đầu ta thật băn khoăn a. Ngô đại gia, ngài đừng nói như vậy, ngài tiền chữa bệnh ta đã toàn bộ giúp ngài tiền trả, ngài trong khoảng thời gian này tự an tâm ngây ngô tại trong bệnh viện dưỡng thương đi, chúng ta hội rút thời gian đến xem ngài. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn đem Ngô Quảng Sinh đưa đến Châu Trạch Đống Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân đi, bất quá Bệnh viện Nhân dân cách Tử Kim Thương Thành khá xa, căn cứ gần đây nguyên tắc Diệp Thần Phong tự lựa chọn phụ cận một nhà không bằng Bệnh viện Nhân dân kém y viện. Thanh niên nhân, vậy làm sao không biết xấu hổ ni? Ta tiền chữa bệnh tại sao có thể cho các ngươi tiền trả ni, đây tuyệt đối không được a, Ngô Quảng Sinh từ chối. Ngô gia gia, ngài cũng không cần cùng chúng ta khí, đây là chúng ta phải làm. Đường Hân nạo một cái cây táo đưa cho Ngô Quảng Sinh nói rằng. Ngô Quảng Sinh tiếp nhận Đường Hân trong tay cây táo thời gian, viền mắt chính giữa hơi ướt át. Bất quá rất tốt che giấu lên, nói rằng, các ngươi là người tốt nột các ngươi là người tốt. Tại trong phòng bệnh cùng Ngô Quảng Sinh hàn huyên chừng 2 canh giờ, Diệp Thần Phong ba người bọn họ liền chuẩn bị ly khai. Lúc rời đi, Diệp Thần Phong còn đặc biệt hỏi Ngô Quảng Sinh, có muốn hay không giúp hắn liên hệ người nhà. Nhưng mà Ngô Quảng Sinh ấp a ấp úng cự tuyệt, hắn nói hắn bản thân hội liên lạc, nếu như vậy Diệp Thần Phong cũng không có kiên trì. Bóng đêm dần dần chậm lại, bất quá, Thiên Hải trên đường phố vẫn là đèn đuốc sáng trưng, các loại thương điếm trước cửa đèn neon sáng lạn, quả thực so với ban ngày còn phải tới sáng. Thần Phong ca ca, ngươi chừng nào thì có thời gian theo ta đi ra ngoài chơi a, trên đường phố, Đường Hân kéo Diệp Thần Phong cánh tay nũng nịu hỏi. Mà Hàn Sơ Tuyết còn lại là gương mặt lạnh lùng đi tại Diệp Thần Phong một bên kia, cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Hai ngày này Diệp Thần Phong còn thật không có những chuyện khác, lại mà nhìn Đường Hân vẻ mặt mong đợi dáng dấp, nhẹ nhàng niết một tí đối phương trơn mềm khuôn mặt, nói rằng, nếu không tự ngày mai đi ngày mai vừa vặn ta có thời gian. Thật vậy chăng, Thần Phong ca ca, Đường Hân còn là thật không dám tin tưởng. Ân, nghe được Diệp Thần Phong khẳng định lên tiếng. Đường Hân khuôn mặt thượng mới lộ ra nhảy cẫng hoan hô biểu tình, chẹp một tí, nhón chân lên nặng nề tại Diệp Thần Phong gò má thượng hôn một cái, ta chỉ biết Thần Phong ca ca tốt nhất. Nhìn Đường Hân thỏa mãn dáng dấp, Diệp Thần Phong trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, ra vẻ tiểu nha đầu này cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Kỳ thực Diệp Thần Phong không biết, Đường Hân chỉ cần mỗi ngày cùng với hắn, thì là chuyện gì đều không làm, tiểu nha đầu này làm theo có thể dị thường hài lòng cùng thỏa mãn. ngantiuyen.com. Bởi vì Đường Hân tiểu nha đầu này trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ lời của mình đã nói, ta muốn làm Thần Phong ca ca tiểu nữ nhân. Tiểu nữ nhân chính là nên đối nam nhân của chính mình muốn gì được đó, sẽ không cần cầu cái này, yêu cầu, chí ít Đường Hân nha đầu kia đúng hiểu như vậy. Hân nhi, Sơ Tuyết, cơm tối chúng ta ở bên ngoài ăn còn là. Bận việc một ngày, Diệp Thần Phong cảm giác cái bụng có chút đói bụng. Nghe được Diệp Thần Phong kêu to bản thân vì, Sơ Tuyết, Hàn Sơ ngưỡng kỳ không có phản bác, trầm ngâm một hồi, lạnh giá nói rằng, hồi biệt thự ăn, ngày hôm nay ta hạ trù. Tôm khô. Diệp Thần Phong phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì thông thường, nghi vấn hỏi, Sơ Tuyết, người muốn hạ trù. Ta không nghe lầm chứ. Hàn Sơ Tuyết đôi má hơi đỏ lên, đón gắt giọng, người thích ăn không thích ăn, cũng không phải nấu cho người ăn, ta là nấu cấp Hân Nhi ăn. Sơ Tuyết tỷ tỷ, ngươi còn có thể nấu ăn đó sao? Ta tin tưởng Sơ Tuyết tỷ tỷ trù nghệ nhất định rất tốt. Hân Nhi đã không thể chờ đợi. Đường Hân tiến tới Hàn Sơ Tuyết bên cạnh, kéo Hàn Sơ Tuyết cánh tay hỏi. Nếu không ở bên ngoài ăn cơm chiều, như vậy Diệp Thần Phong đám ba người trực tiếp về tới biệt thự chính giữa.
Hàn Sơ Tuyết một người tại trụ phòng vội vàng, không cho phép Diệp Thần Phong tiến nhập, ngay cả Đường Hân cũng không cho phép vây xem. Diệp Thần Phong cùng Đường Hân chỉ có thể ngồi ở sảnh trên ghế salon xem tivi. Đường Hân tướng bàn trà thượng cây nho lột ra thỉnh thoảng nhét vào Diệp Thần Phong trong miệng, điều này làm cho Diệp Thần Phong âm thầm cảm thán đây mới là sinh hoạt a, cuộc sống như thế mới là người qua a. Thần Phong ca ca, người nói Sơ Tuyết tỷ tỷ thần thần bí bí rốt cuộc sẽ làm ra dạng gì món ăn tới ni? Đường Hân tò mò nghi vấn hỏi. Theo ta thấy chỉ có hai loại khả năng, nhất là của nàng trù nghệ phi thường tốt, đối với mình rất có tự tin, cho nên không cần chúng ta giúp đỡ, hay là của nàng trù nghệ đặc biệt nát vụn, chúng ta tiến nhập phòng bếp sẽ chỉ làm nàng càng thêm luống cuống tay chân. Diệp Thần Phong niết một tí Đường Hân trắng mịn mũi nói rằng. Ta tin tưởng Sơ Tuyết tỷ tỷ nhất định là người trước. Đường Hân lòng tin tràn đầy nói rằng. Hơn một giờ sau, Hàn Sơ Tuyết cuối cùng là bưng nhất cái lại một cái món ăn từ trong phòng bếp đi ra. Đường Diệp Thần Phong cùng Đường Hân nhìn đến Hàn Sơ Tuyết bộ dáng thời gian, thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, chỉ thấy Hàn Sơ Tuyết nguyên bản trắng nõn khuôn mặt thượng dính vào rất nhiều dính mỡ, nhất điểm cũng không có lạnh giá mỹ nữ khí chất. Chương 188, vô tình gặp được. Sáng sớm, đông phương chậm rãi dâng lên một vòng mặt trời đỏ, nhu hòa dương quang khuynh sái đại địa. Cửa sổ thủy tinh hộ cùng với trên mặt đất cỏ nhỏ kết lên một tầng sương lạnh. Thiên hải 12 tháng sơ khí trời nghiễm nhiên đúng tương đương lạnh giá. Nhưng mà Diệp Thần Phong vẫn là thiên còn không có lương thấu tự thức dậy thần luyện, xung quanh khu biệt thự chậm đi 5 vòng, lại đem một bộ công kích tính quyền pháp diễn luyện Hoắc Hoắc Sinh Huy sau đó, cổ họng trong từ từ hộc ra nhất ngụm chọc khí, sáng nay thần luyện coi như là kết thúc. Diệp Thần Phong kết thúc thần luyện trở lại biệt thự sau, Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đều rời giường, nguyên bản Hàn Sơ Tuyết không muốn vừa đi ra ngoài chơi. Thế nhưng không lay chuyển được Đường Hân tính tình, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng cùng bọn họ cùng đi. Tối hôm qua Hàn Sơ Tuyết tự mình hạ chủ bữa cơm, nhượng Diệp Thần Phong cùng Đường Hân đúng ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá, cuối cùng vài bàn tử khó có thể nuốt xuống món ăn đều bị Diệp Thần Phong một người cấp gió cuốn mây tan, hắn bản thân cũng không biết vì sao muốn làm như vậy. Khả năng chỉ là không muốn nhìn thấy Hàn Sơ Tuyết thất vọng dáng dấp đi. Hay hoặc là chỉ là không muốn tại Hàn Sơ Tuyết cái này trương quen thuộc không thể đủ lại khuôn mặt quen thuộc thượng khán đến biểu tình thất vọng. Ngày hôm nay Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đều mặc vào quần áo mới, ngày hôm qua mặc dù đang tử kim thương thành xảy ra chuyện không vui, thế nhưng tại chuyện phát sinh trước, hai nàng tự mua được của mình thích y phục. Đường Hân nửa người trên mặc một bộ hồng nhạt áo khoác, hạ bản người mặc nhất điều bó sát người khố, tướng vóc người của nàng đúng vẽ bề ngoài đặc biệt hoàn mỹ. Như vậy ngọt trang phục, càng thêm cho nàng tăng nhìn vài phần khả ái. Hoàn toàn là cái loại này quái cây cao lương thích loại hình A. Hàn Sơ Tuyết đúng nhất quán lạnh giá trang phục, trên người ăn mặc cơ bản dùng bạch sắc nhạc dạo vì chủ, nàng không thích xuyên nhan sắc quá mức tiên diễm y phục, hoặc là bạch sắc, hoặc là hắc sắc, hoặc hôi sắc cũng có thể, chỉ cần không phải hoa mỹ màu sắc thì tốt rồi. Thời tiết này đã là đủ lạnh, còn đem mình trang phục thành cái này phó dáng vẻ lạnh như băng. Chẳng lẽ còn thật cho là mình đúng một cây nước đá ni à? Diệp Thần Phong ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Đường Hân nhìn đến Hàn Sơ Tuyết tiến toilet đi rửa mặt sau, cười ôm Diệp Thần Phong cánh tay. Hỏi, Thần Phong ca ca, người khẳng định thích Sơ Tuyết tỷ tỷ đúng điều không phải? Người còn nói nàng không đúng bạn gái của ngươi ni. Vậy ngươi ngày hôm qua thế nào bà khó khăn như vậy ăn món ăn ăn hết tất cả? Diệp Thần Phong nghiêm trang vỗ một cái Đường Hân phần mông, nói rằng, Hân nhi. Người nhà đầu kia lúc nào biến được như thế bà tám. Đúng điều không phải muốn ta ngày nào đó, ăn, ngươi. Nghe vậy, Đường Hân ưỡn ngực hai cái tiểu man đầu. Quyệt miệng nói rằng, Thần Phong ca ca, bằng không ngươi bây giờ tự ăn ta. Dù sao Sơ Tuyết tỷ tỷ tại rửa mặt ni, chúng ta nhanh một chút có thể còn kịp ni. Diệp Thần Phong đầu đầy hắc tuyến, Hân nhi nhà đầu kia ở trước mặt hắn đúng vượt qua tới vượt qua mở ra, đặt tại Đường Hân phần mông thượng bàn tay. Tùy ý nhu niết một phen. Nói rằng, Hân nhi, người còn quá nhỏ ni, đằng qua 2 năm rồi hãy nói. Chúng ta thế nhưng từng có ước định. Ta chỉ biết Thần Phong ca ca là cái có sắc tâm không có sắc đảm người, Hân nhi không để ý tới ngươi. Nói xong, Đường Hân tự hướng phía toilet chạy đi. Hừ, đang dư vị Đường Hân mềm mại phần mông thời gian, Diệp Thần Phong bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh. Quay đầu lại vừa nhìn. Hàn Sơ Tuyết chính lạnh như băng nhìn mình chằm chằm đi.
Diệp Thần Phong như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ mũi, hỏi, Sơ Tuyết, ngươi xem rồi ta làm gì? Lẽ nào mặt của ta không có rửa? Ngươi căn bản cũng không có da mặt, còn tẩy cái gì khuôn mặt? Ngươi chính là cái thối biến thái, đồ lưu manh, đúng ai cho phép ngươi kêu ta Sơ Tuyết? Mời xưng hô ta tên đầy đủ. Vừa rồi Hàn Sơ Tuyết từ toilet đi lúc đi ra, đúng dịp thấy Diệp Thần Phong tại nhu niết Đường Hân phần mông, kết quả trong lòng nàng không biết thế nào thì không phải là tư vị. Nữ nhân này chẳng lẽ ăn hỏa dược đi, sáng sớm cứ như vậy sung, lẽ nào ngày hôm qua nàng thân thích đến xem nàng. Diệp Thần Phong ở trong lòng âm thầm nói lầm bầm, tịnh không có mở miệng phản bác Hàn Sơ Tuyết lời nói. Đương nữ nhân ở nổi nóng thời gian, nam nhân bất kể nói cái gì lời nói, thông thường cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Tùy tùy tiện tiện ăn một bữa cơm sáng, ba người tự vội vội vàng vàng ra cửa. Nếu hôm nay là Bồi Đường Hân đi ra đùa, đi nơi nào đương nhiên là do Đường Hân làm chủ. Kết quả tiểu nha đầu nói muốn đi sân chơi. Đường Hân tốt xấu cũng lên đại học người, Diệp Thần Phong nói chỉ là một câu, nếu không đổi cái địa phương khác, tự tao tới Hàn Sơ Tuyết lặng lẽ tương đối, không nghĩ tới ngươi không riêng gì cái đổ lưu manh, còn là một không giữ lời hứa người a. Ngươi lẽ nào đã quên hôm nay là Bồi Hân Nhi đi ra đùa sao? Tại cấp bách cho không biết làm sao chi hạ chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí chỉ có thể một lần nữa cúi đầu. Thiên Hải nhất nổi danh sân chơi chính giữa. Diệp Thần Phong tại sân chơi tiểu điếm chính giữa mua nhất gói Trung Hoa. Cái này còn giống như đúng linh hồn hắn xuyên qua sau này đệ nhất lần hút thuốc ni. Đời trước chỉ có khi hắn tại cực kỳ buồn bực thời gian mới có thể dùng hút thuốc tới điều tiết tâm tình. Mà giờ khắc này hắn thật sự là nhàn chứng đau, nhìn trước mặt trên đỉnh đầu. Ngồi ở mây xanh chạy như bay thượng đùa bất diệt nhạc hồ Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối như vậy trò chơi có thể thật không có bao nhiêu hứng thú. Thuyền hải tặc, đụng đụng xe, thậm chí là xoay tròn ngựa gỗ, hai nữ nhân đều lần lượt chơi qua đây, nhưng Diệp Thần Phong không có nghĩ đến đúng, cuối cùng Hàn Sơ Tuyết cái này lạnh giá mỹ nữ quả thực so với Đường Hân chơi được đều muốn hài lòng. Cái này cũng khó trách, Hàn Sơ Tuyết đúng cổ võ giới người. Cổ võ giới chính giữa có thể không có gì sân chơi các loại đồ đạc, đây cũng là nàng đệ nhất lần tiếp xúc những. Này trò chơi phương tiện ni. Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân đúng chơi được vui vẻ, thương cảm chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí một ngày buồn bực rút hết nhất gói Trung Hoa, hắn thật sự là không có việc gì à. Theo mặt trời chiều ngã về Tây, Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết cuối cùng là ý do vị tẫn ly khai sân chơi, điều này làm cho chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cuối cùng là thở dài một hơi. Thần Phong ca ca, ngày hôm nay Hân Nhi chơi được rất vui vẻ, ngươi. Nói, Đường Hân tại Diệp Thần Phong trên gương mặt thoải mái hôn một cái. Đường Hân. Giữa lúc Diệp Thần Phong bọn họ chuẩn bị đánh xe taxi hồi biệt thự thời gian, hai bên trái phải cách đó không xa vang lên một đạo nghi vấn tiếng gào. Đường Hân quay đầu thấy được hô nàng tên nữ sinh sau, cũng không khỏi nghi vấn hỏi cổ viện. Diệp Thần Phong đồng dạng theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy hai bên trái phải cách đó không xa có ba nam hai nữ, trong đó hai người nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, khuôn mặt thượng đánh một tầng hậu hậu phấn để, quả thực cùng vừa chát phấn qua bạch sắc tường không có lưỡng dạng. Mặt khác ba cái nam tuổi chừng 27-28 tuổi, ăn mặc một thân hàng hiệu, ngang đầu, thật con mẹ nó cho là mình đúng người nào đại đại gia tộc thiếu gia ni. Đường cái này ba nam nhân nhìn đến đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thời gian. Trong con ngươi không hẹn mà cùng lóe lên một vòng chinh phục khát vọng. Bị Đường Hân hoán tác của viện nữ sinh đã đi tới, lôi kéo Đường Hân thủ hỏi, Đường Hân, thật chính là ngươi a? Chúng ta hình như có 3-4 năm không gặp đi, ngươi bây giờ quá thế nào? Cổ viện đúng Đường Hân tại cao nhất thời cùng học, hai người khi đó quan hệ phi thường tốt, sau lại tại cao nhị thời gian, cổ viện tự chuyển trường, hai người vừa mới bắt đầu còn có thể liên hệ, sau lại thì là Đường Hân liên hệ cổ viện. Đối phương cũng chưa có trở về lại. Lâu ngày, hai người tự cắt đứt liên lạc. Ân, ta hoàn được. Trái lại ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bả ta quên ni. Ta sau lại liên hệ ngươi, ngươi đều không hồi phục. Đường Hân nhìn thấy đã từng cao trung thời gian hảo bằng hữu, trong lòng kỳ thực rất mừng rỡ. Điện thoại di động của ta bị người đánh cắp, cho nên ngươi phương thức liên lạc cũng không có. Cổ viện giải thích. Đường Hân. Ta tới giới thiệu cho ngươi giới thiệu bằng hữu của ta đi. Cổ viện chào hỏi sau lưng ba nam nhân cùng với một người nữ sinh đi tới. Ba nam nhân đã sớm đúng không kịp đợi phải biết mỹ nữ,
vội vã chạy chậm qua đây. Tại cổ viện một phen giới thiệu chi hạ, Diệp Thần Phong bọn họ mới biết, ba nam nhân gọi Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ, mà một gã khác nữ sinh tắc gọi Hạ Tính. Cổ viện kéo Thạch Diệp cánh tay nói rằng, Thạch Diệp đúng bạn trai ta, Đường Hân, ngươi chẳng lẽ không giới thiệu cho ta giới thiệu bằng hữu của ngươi sao? Cổ viện nhìn Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết. Đồng thời tên là Hạ Tính nữ sinh cũng sắn ở Đinh Vĩ cánh tay, hai người bọn họ cũng có thể đúng tình lữ quan hệ. Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ nhìn mình nữ bằng hữu, lại nhìn một chút Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, quả thực đều không phải một cấp bậc thượng A. Nếu như nói Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết là tiên nữ, như vậy bọn họ nữ bằng hữu còn lại là người quái dị. Giờ khắc này, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ thật con mẹ nó muốn đem bản thân nữ bằng hữu cấp một cước đạp bay. Chương 189, tới 10 cân lạp phỉ. Đường Hân phức tạp cấp cổ viện dẫn kiến một tí Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết. Cổ viện, cái này đúng số điện thoại di động của ta, lần sau chúng ta tại ước đi ra gặp mặt đi. Đường Hân nói với cổ viện. Đường Hân, chúng ta thật vất vả gặp phải, bằng không chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm đi. Cổ viện đề nghị. Đối, nếu các ngươi là cổ viện oan gia, như vậy cũng là của chúng ta oan gia, đêm nay ta mời khách, các ngươi cũng không nên thoái thác a. Ba nam nhân chính giữa độc nhất không có nữ oan gia Giang Thiếu Kỳ mở miệng, ánh mắt tại Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thân đi xuống hồi liếc, hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là làm đúng không khí, tại hắn cho rằng chỉ cần hắn mới xứng với tượng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết mỹ nữ như vậy mà. Diệp Thần Phong quả thực đúng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đường Hân, Giang Thiếu đều mở miệng, người cũng không cần do dự, đêm nay chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Cổ viện lôi kéo Đường Hân cánh tay, Giang Thiếu Kỳ nghiễm nhiên là bọn hắn cái này trong vòng nhỏ trung tâm nhân vật. Đối với cổ viện luôn mãi yêu cầu, Đường Hân thật đúng là không tiện cự tuyệt, dù sao hai người đã từng có thể đúng tốt vô cùng oan gia, hợp lý nàng không quả quyết lúc, Diệp Thần Phong mở miệng, Hân Nhi, ngươi và ngươi oan gia đặc biệt khó có được mới gặp phải, chúng ta tự đi ăn bữa cơm đi. Đường Hân, người xem, người nam oan gia đều đã nói như vậy, người cũng đừng lại do dự, nhiều năm như vậy không có gặp ta có thật nhiều lời nói muốn nói với người ni. Cổ viện nói rằng, ân, vậy được rồi. Đường Hân đáp ứng nói, chúng ta đi Tương Nhã Tửu điếm đi, nơi đó món ăn cũng không tệ lắm, không biết ba vị có không có lái xe. Giang Thiếu Kỳ sen mồm hỏi, Diệp Thần Phong nhún vai, không sao cả nói rằng, chúng ta đánh xe taxi đã qua. Vừa nghe đến Diệp Thần Phong nói đánh xe taxi, Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ cái này ba nam nhân trong ánh mắt lóe lên một vòng nồng đậm chẳng đáng, sau đó một chút vui sướng di động hôm nay khuôn mặt thượng, bọn họ đối Diệp Thần Phong bên người có hai cái mỹ nữ tuyệt sắc có thể đố kỵ lắm. Lúc này đã biết Diệp Thần Phong hoàn toàn là cái không có tiền chủ, như vậy ba người bọn hắn có quyết định tướng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đoạt lấy đi, theo bọn họ cái này trên thế giới không có tiền làm không được sự tình. Hôm nay nữ nhân không đều là vui vui mừng cao phú soái sao? Bọn họ nghiễm nhiên bả bản thân trở thành cao phú soái. Cổ viện cùng Hạ Tính vốn có đối Diệp Thần Phong còn rất có hảo cảm, dù sao Diệp Thần Phong lớn lên thật đẹp trai. Thế nhưng đương hai người bọn họ nghe được Diệp Thần Phong nói muốn xe taxi lúc, ánh mắt liền rời đi Diệp Thần Phong trên người, tại các nàng cho rằng hôm nay xã hội nam vóc người soái có ích lợi gì. Là tối trọng yếu là có tiền. Xe của ta trong vừa vặn còn có thể ngồi xuống hai người. Bằng không hai vị mỹ nữ ngồi xe của ta tử đã qua. Giang Thiếu Kỳ trực tiếp lơ là Diệp Thần Phong, trên mặt mang đặc biệt thân sĩ khuôn mặt u sầu. Ta và Thần Phong ca ca cùng ngồi xe taxi. Đường Hân chân mày lặng lẽ cao nói rằng. Mà Hàn Sơ Tuyết trực tiếp bả Giang Thiếu Kỳ lời nói cho rằng đúng túi lắm, từ đầu đến cuối nhìn liền đều không có nhìn đối phương vừa nhìn. Nhìn đến Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết không chút nào do dự theo Diệp Thần Phong ngồi lên xe taxi. Giang Thiếu Kỳ biệt khuất thoải mái, tâm bên ngoài không do thầm nghĩ, ta Giang Thiếu Kỳ mong muốn nữ nhân, còn không có được không được ni. Dựa vào cái gì tên tiểu tử nghèo này có thể tả ủng hữu bão. Đợi sẽ tới tử điếm, ta lại để cho ngươi xấu hổ, đến lúc đó phân hai người mỹ nữ này thì sẽ biết tuyếp đàn ông như thế nào mới là đáng giá cùng. Giang Thiếu, nếu tiểu tử này không có bối cảnh gì, như vậy hai người mỹ nữ này chúng ta là tình thế bắt buộc, đến lúc đó phân ba người chúng ta chơi 5P đi. Thạch Diệp hăng hái giạt rào nói rằng. Đối, Giang Thiếu, Thạch Diệp nói không sai a. Hai nữ nhân này tương đối đúng cực phẩm a. Đinh Vĩ phụ họa nói. Giang Thiếu Kỳ gật đầu.
nói rằng, tốt, đợi đến Tương Nhã tửu điếm, ta sẽ nhường tiểu tử này biết, hắn cùng chúng ta chênh lệch, đến lúc đó phân nhượng bản thân của hắn cút đi. Mấy người các ngươi nói nhỏ đang làm gì đó, chúng ta muốn không cần đi, Cổ Viện đối Giang Thiếu Kỳ đám ba người hỏi. Vậy còn chờ gì, lên xe đi, Giang Thiếu Kỳ cánh tay vung lên, tự cho là làm một cái đặc biệt tiêu sái động tác. Trên xe taxi, Hân Nhi, ta vừa nhìn ba nam nhân thì không phải là thứ tốt gì, ngươi còn là khuyên nhủ ngươi oan gia không nên cùng bọn họ tại cùng. Vừa rồi Hàn Sơ Tuyết có thể rõ ràng cảm giác được Giang Thiếu Kỳ ba người bọn họ nhìn ánh mắt của nàng. Từ trước Cổ Viện không phải như vậy tử, bằng không chúng ta còn là không nên đi đi. Đường Hân nói rằng, Hân Nhi, không nên suy nghĩ nhiều cái gì, người luôn luôn hội biến, dù sao bữa này cơm tối lại không phải chúng ta trả tiền. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, lại một lần nữa bị Hàn Sơ Tuyết một trận bạch nhãn. Tương Nhã tửu điếm tọa lạc tại Thiên Hải một chỗ tương đối phồn hoa đoạn đường, đúng một nhà chính giữa cao đẳng đẳng cấp tửu điếm, bên ngoài đều không phải tiền lương giai cấp có thể tiêu phí được khởi. Tương Nhã tửu điếm đứng ở cửa hai gã mặc đồng phục tiếp khách tiểu thư, dung nhan lớn lên đặc biệt phổ thông, thân thể trái lại mười phần nóng nảy, trước lồi sau lõm, có thể dễ dàng nhen nam nhân trong thân thể cây đuốc. Từ cửa đi ra lúc, hai gã thân thể nóng nảy tiếp khách tiểu thư cung kính nói một câu, hoan nghênh đến. Âm hưởng đặc biệt ngọt tê dại, có thể cho tới nơi này tiêu phí chủ nhân tâm tình trong nháy mắt biến không gì sánh được nhẹ nhàng vui vẻ, đương nhiên lớn bộ phận đều đúng nam tính khách hàng. Cái này hai gã tiếp khách tiểu thư chắc là chuyên môn bị qua huấn luyện. Giang Thiếu Kỳ muốn nhất gian bao xương, từng người ngồi lên sau, tịnh không có cấp gọi món ăn, ánh mắt mà là nhìn về phía Diệp Thần Phong, Diệp huynh đệ, người thật đúng tốt phúc khí a. Có thể có hai vị xinh đẹp như vậy mỹ nữ cùng. Xin hỏi ngươi hôm nay ở nơi nào thăng chức? Không việc làm một cái. Diệp Thần Phong không cho là đúng nói rằng. Không việc làm. Cái này không do nhượng Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ cái này ba nam nhân càng thêm mừng rỡ. Giang Thiếu Kỳ giọng nói cũng cao ngạo vài phần. Diệp huynh đệ, nói vậy ngươi thòng lui tới nhất định không thường tới cao như vậy đương tửu điếm đi. Ngày mai ngươi để lại hài lòng tới điểm ngươi bản thân thích ăn món ăn, tất cả phí dụng đều do ta tới. Coi như làm đúng nhượng Diệp huynh đệ ngươi tới gặp từng trải. Giang Thiếu Kỳ cố ý chê bai Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng dựa vào bản thân tài năng, một bữa cơm đi tới đáng tin có thể cho Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết một vốn một lời người yêu thương nhung nhớ. Cổ Viện đi tới Đường Hân bên cạnh, lôi kéo Đường Hân ống tay áo, nói rằng, Đường Hân, ngươi có thể cùng ta đi ra một chút không? Đường Hân đối diện Giang Thiếu Kỳ giọng nói khó chịu lắm. Theo nàng cái này trên thế giới không ai có thể cười nhạo nàng Thần Phong ca ca, bất quá nhìn đến Diệp Thần Phong như cũ đúng phong đạm vân khinh, nàng cũng đã đem cái này mõm tạm thời nhịn đi tới, đứng lên theo Cổ Viện đi ra ghế lô. Đường Hân, ta xem, ngươi và cái kia gọi Diệp Thần Phong nhất điểm đều không thích hợp, dùng điều kiện của ngươi hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn, ta xem ra Giang Thiếu đối với ngươi phảng phất có ý tứ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không dắt làm mối. Giang Thiếu trong nhà thế nhưng trăm vạn phú ông ni, mới vừa đi ra ghế lô Cổ Viện tựu lại nhảy khuyên nói. Đường Hân biết nàng từ trước nhất tốt oan ra thật đúng thay đổi, biến được bọn ta nếu không cái nhìn, nàng quyết nghị đêm nay ăn qua bữa cơm này sau, trước mặt không lại cùng Cổ Viện có bất luận cái gì liên lạc, Diệp Thần Phong tại nàng tâm phía ngoài địa vị đúng bất luận kẻ nào đều không có cách gì dung chuyển. Lại mà nói đến tiền, Giang Thiếu kỳ trăm vạn phú ông toán cá điểu. TRUENCUATUI VN Đường Hân các nàng hôm nay ở bộ kia biệt thự sợ rằng đều có thể để thượng Giang Thiếu Kỳ trong nhà toàn bộ tư sản đi. Đầu năm nay trăm vạn phú ông giá trị cái giám tiền A. Cổ Viện, người không nên nói thêm gì nữa. Bằng không chúng ta liền oan ra đều không có làm. Đường Hân mặt lạnh trực tiếp đi vào trong bao xương, không lại đi để ý tới Cổ Viện. Cổ Viện không nghĩ tới Đường Hân hội nói trở mặt liền trở mặt. Buồn bực suy nghĩ đạo, Đường Hân, ngươi sớm muộn gì có một ngày hội hối hận, nữ nhân chúng ta chỉ cần theo đàn ông có tiền, mới có thể cam đoan nửa đời sau áo cơm không lo. Trong bao xương, Giang Thiếu Kỳ điểm xong món ăn trước mặt, khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi muốn uống gì rượu? Theo Giang Thiếu Kỳ tượng Diệp Thần Phong như vậy cấp bậc thấp người, thòng lui tới sợ rằng chỉ có thể uống một chút trăm uy, thanh đảo vân. Vân mấy cái này bài tử bia đi. Giả thiết tại Tương Nhã cao như vậy đẳng cấp địa phương điểm loại bia này, nhất định hội mất mặt vứt xuống bà ngoại ra đi.
Diệp Thần Phong đối bên cạnh đứng nhân viên phục vụ nói rằng, như vậy trước mang cho chúng ta cái 10 cân lạp phỉ đi. Nhớ kỹ đúng 82 năm, cái khác năm ta có thể không uống. 10 cân lạp phỉ, ngươi cho là đúng bán thịt heo ni à. Nhân viên phục vụ tuy rằng tâm bên ngoài khác thường khinh bỉ Diệp Thần Phong, thế nhưng như cũ đúng bình tĩnh giải thích lên. Nhân viên phục vụ tha có vẻ khó khăn nói rằng, tiên sinh, lạp phỉ đúng một lọ bán, đều không phải nhất cân bán. Vậy trước tiên tới cái nhất dương 82 năm lạp phỉ, thiếu đợi lại điểm. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, nhất dương 82 năm lạp phỉ. Phải biết rằng một lọ 82 năm lạp phỉ đều muốn 3-4 vạn ni. Nhất dương không phải tốt vài 10 vạn. Giang Thiếu Kỳ trong nhà nhiều nhất cũng chính là cái trăm vạn phú ông, thòng lui tới liền bản thân của hắn đều luyến tiếc điểm 82 năm lạp phỉ ni. Ngày mai lại có thể bị Diệp Thần Phong cái này tiểu tử nghèo cấp điểm. Hơn nữa còn là hắn trả tiền. Cái này đều không phải nhượng Giang Thiếu Kỳ đương coi tiền như rác mà. Thần sắc thoáng cái biến được đặc biệt mỹ quan, Giang Thiếu Kỳ tâm bên ngoài mắng, tên tiểu tử nghèo này, thế nào còn biết lạp phỉ ni. Nhưng lại biết 82 năm lạp phỉ đúng quý nhất. Giang Thiếu, ngươi để hắn điểm tốt, hắn nhất nhiều người uống cạn một lọ cũng không tệ, ngươi ngày mai mục đích thế nhưng ở chỗ hai vị mỹ nữ, đến hôm nay ngươi có thể nghìn vạn không nên đã đánh mất mặt mũi. Ngồi ở Giang Thiếu Kỳ bên cạnh Thạch Diệp Tiểu Thanh đưa ra đạo. Giang Thiếu Kỳ cắn răng một cái, dậm chân một cái, phân phó nhân viên phục vụ, nghe hắn, trước cho chúng ta cầm nhất dương 82 năm lạp phỉ. Chương 190, túng. Vừa cuối cùng Diệp Thần Phong còn một chén một hơi can, đến cuối cùng trực tiếp là cầm lạp phỉ cái chai đối miệng suy, thấy Giang Thiếu Kỳ đúng đau lòng không gì sánh được, một lọ 82 năm lạp phỉ giá, có thể cho hắn tại buổi chiếu phim tối chính giữa chơi thật nhiều nữ nhân, tâm bên ngoài khí đúng nha dương dương, phát thệ đêm nay hắn nhất định muốn đem Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết cái này hai nữ nhân cầm hạ, bằng không hắn chẳng phải là thiệt thòi tử. Cáp hai bình lạp phỉ làm tiếp. Diệp Thần Phong cổ họng trong phát ra một trận sảng khoái âm hưởng, nói rằng cái này 82 năm lạp phỉ cũng tựu cái dạng này a. Bất quá thẳng giải khát, Diệp Thần Phong không để ý dáng vẻ trực tiếp lấy tay lau miệng mong chờ. Diệp Thần Phong lần này thô tục cử động có thể dùng cổ viện cùng Hạ Tĩnh hai nàng đối với hắn càng thêm chẳng đáng, tâm bên ngoài không hẹn mà cùng mắng ở nông thôn tiểu tử. Hai người bọn họ đều không phải nhà giàu tiểu thư, cũng không biết 82 năm lạp phỉ giá. Cho rằng Diệp Thần Phong hoàn toàn là cái thổ bao tử, không phải là uống hai bình rượu nho mà. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Bất quá, Diệp Thần Phong vừa mới dứt lời, Giang Thiếu Kỳ trong miệng một ngụm rượu tự phun tới, hắn lòng đang dỉ máu a. Cái gì gọi là thẳng giải khát? Ngươi muốn là muốn giải khát uống nước suối không thì phải mà. Hai bình 82 năm lạp phỉ phải gần vạn ni, tự lần này tự bị Diệp Thần Phong cái này tiểu tử nghèo cấp làm xong. Giang Thiếu Kỳ thật có loại muốn thổ huyết xung động. Giang Thiếu, ngươi không sao chứ? Cổ viện nhìn đến Giang Thiếu Kỳ phun rượu, không tự chủ được nghi vấn hỏi. Giang Thiếu Kỳ vội vàng khoát tay, nói rằng, ta không sao, vừa rồi chỉ là không cẩn thận bị sặc. Nói Giang Thiếu Kỳ lần thứ hai hướng tới trong miệng ực một hớp rượu mũ lương. Nhân viên phục vụ, cũng mở cho ta một lọ rượu nho. Cổ viện đối đứng ở một bên nữ phục vụ viên phân phó nói. Ta cũng muốn, Hạ Tĩnh lập tức phụ họa nói. Phốc, phốc, phốc vừa muốn theo miệng hoạt vào cổ họng lung trong rượu mũ lương lại một lần nữa phun tới. Lúc này phun ra ngoài rượu đế chính giữa còn kèm theo nhẹ nhẹ bạch sắc dịch thể, Giang Thiếu Kỳ đúng triệt để đau lòng hộc máu. Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ cũng phân biệt trừng mắt một cái bản thân nữ oan gia, theo bọn họ cổ viện cùng Hạ Tĩnh hoàn toàn là thỏa mãn bọn họ nhu cầu, tượng bọn họ như vậy ăn chơi trác táng. Một năm không biết phải thay đổi nhiều ít nhâm nữ oan gia ni. Cũng giúp ta mở một chai rượu nho. Hàn Sơ Tuyết tuy rằng không biết lạp phỉ giá, nhưng nhìn đến Giang Thiếu Kỳ biểu tình, nàng có dũng khí nhất định lạp phỉ giá rất đắt. Nàng đã sớm biết, đồ lưu manh, đều không phải cái người chịu thua thiệt, đồ lưu manh, đây là đang phẫn heo ăn cọp a. Đường Hân vừa rồi tự đối Giang Thiếu Kỳ bất mãn, 82 năm lạp phỉ nàng là nghe nói qua. Vì vậy liền cũng không khách khí, nhân viên phục vụ, giúp ta cũng mở một chai. Một lọ, hai bình, ba bình, bốn bình, năm bình, sáu bình. Giang Thiếu Kỳ trong lòng bên ngoài yên lặng đếm khui chai số lượng, tròn sáu bình lạp phỉ ni a. Thoáng cái chừng 20 vạn cứ như vậy trừ đi. Ra vẻ thẻ ngân hàng của hắn trong chỉ cần 10 tới vạn,
liền phó bữa cơm này tiền cũng không đủ. Lúc này Diệp Thần Phong hảo ý đứng lên, nói rằng, các ngươi làm cái gì vậy nhi? Cho rằng lạp phỉ đúng nước sôi sao? Ở đây một lọ lạp phỉ nhất thiếu 3-4 vạn nhi. Một bữa cơm tự ăn cái này vị Giang thiếu sắp tới 20 vạn, thật đúng băn khoăn a. Nếu không Giang thiếu ba người các ngươi cũng một người tới một lọ lạp phỉ. Thẳng thắn trực tiếp làm xong nhất dương lạp phỉ được, ta nhớ kỹ vừa rồi Giang thiếu dường như nói qua muốn cho ta thấy từng trải đi. Hôm nay ta thật đúng là đúng nhìn thấy quen mặt. Cổ viện cùng Hà Tĩnh Thủ không tự chủ được run một tí, trong ly lạp phỉ hoảng ra một chút, cái này rượu nho muốn 3-4 vạn nhất bình. Hai người bọn họ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Giang Thiếu Kỳ. Giang Thiếu Kỳ sắc mặt trắng bệch, bất quá, còn là miễn cưỡng hiển lộ một vòng khuôn mặt u sầu, các ngươi tuy rằng yên tâm uống tốt, hôm nay toàn bộ do ta trả tiền. Giang Thiếu Kỳ hoàn toàn là ở một bên chích huyết, mặt bên phô trương thanh thế, nếu để cho ba hắn biết hắn một bữa cơm ăn sắp tới 20 vạn, cần phải muốn tử hắn không thể. Không có ý tứ, ta đi chuyến toilet. Giang Thiếu Kỳ đứng lên hướng tới bên ngoài bao xương mặt đi, hôm nay hắn chỉ có thể cho hắn mụ thu tiền đến thẻ ngân hàng của hắn trong đi. Bằng không đợi nhất định hội đã đánh mất mặt mũi, nhưng lại hội đủ cái giỏ múc nước công dã tràng. Chúng ta cũng đi chuyến toilet, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ theo sau Giang Thiếu Kỳ đi ra ghế lô. Ba người bọn họ tách ra ghế lô sau, trong bao xương cũng chỉ còn lại có Cổ Viện cùng Hạ Tĩnh líu díu tiếng. Giang Thiếu khí phái ghê gớm thật a. Ta vẫn là lần đầu tiên uống 3-4 vạn nhất bình rượu nho ni. Chính là a, Giang Thiếu không chỉ đòi tiền, lại dáng dấp đẹp trai, thật đúng lòng của nữ nhân trong mắt lý tưởng đối tượng a. Cổ Viện nói chuyện với Hạ Tĩnh lúc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Đường Hân. Dường như tại nói cho đối phương biết, nhìn thấy đi. Tuyết đàn ông như thế nào mới thật sự là nam nhân. Thế nhưng, Đường Hân vẫn là thờ ơ. Thậm chí lười đi nghe Cổ Viện cùng Hạ Tĩnh đối thoại, đối mặt cái này vị đã từng tốt oan gia, nàng đã từng là hoàn toàn tuyệt vọng. 4-5 phút đồng hồ sau, Giang Thiếu Kỳ đám ba người còn chưa có trở lại trong bao xương, ngoài cửa trái lại truyền ra ngoài một trận xảo tiếng mắng, nữ phục vụ viên vừa muốn đi ra ngoài nhìn, kết quả phanh một tiếng, cửa bao xương bị đá văng. Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ bị thất tám gã thân thể hán tử khôi ngô cấp sách vào ghế lô. Mang theo Giang Thiếu Kỳ đám ba người hán tử, quả thực so với mang theo con gà con tử còn muốn dễ dàng ni. Người trái lại còn thật nhiều sao, bốn người các ngươi cô nàng đã qua, không để cho ta đánh. Tám gã thân thể to tráng hán tử đi vào ghế lô sau, dẫn đầu một gã dâu nam khi nhìn đến bốn nữ nhân sau, trong con ngươi không tự chủ được sáng ngời, nhất là nhìn đến Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân tiên nữ như dung nhan. Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết bất phi sở động. Người trước nàng tin tưởng bản thân Thần Phong ca ca có thể để bảo vệ nàng, sau đó giả thế nhưng cổ võ giới đi ra ngoài người, hội bị một tiếng trách tự hù được sao? Cái này căn bản là không thể đủ sự tình. Trái lại cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chàng diện Cổ Viện cùng Hà Tĩnh bị chấn nhiếp, run rẩy hướng phía dâu nam bọn họ đi tới, lại đi đến dâu nam trước mặt lúc, hai cái nùng trang tươi đẹp xóa sạch nữ nhân bị dâu nam nắm kéo vào ngực trong, rắn chắc hai tay của tại hai nữ nhân trên ngực một trận nhu niết. Dâu nam có thể cảm thấy cách y phục nhu niết khó chịu, thậm chí hai tay trực tiếp đưa vào Cổ Viện cùng Hạ Tĩnh y phục bên ngoài. Đối mặt đột nhập lên tất cả, hai nàng kia dám phản kháng. Chỉ có thể thê thê ai ai nhìn Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ. Giang Thiếu Kỳ mới vừa đi ra ghế lô không bao lâu tự đụng phải một gã nam nhân, Giang Thiếu Kỳ trong lòng vì sáu bình lạp phỉ vốn là oa hỏa ni. Vì vậy hai người tự dùm beng. Sau lại tên nam nhân gọi một cú điện thoại, từ cách đó không xa trong bao xương tự chạy ra khỏi bảy tên hán tử, không nói lời gì trước bà Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ đánh cho một trận, đánh cho ba người bọn họ đúng dễ bảo. Đối mặt Cổ Viện cùng Hà Tĩnh cầu cứu ánh mắt, Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ cúi đầu làm như không nhìn thấy, bọn họ cũng không muốn lại thụ ra thịt nổi khổ, trước mặt cái này tám gã nam nhân rất rõ ràng là tại trên đường lẫn vào A. Đứng ra xính anh hùng. Cuối cùng không thể nghi ngờ sẽ biến thành cẩu hùng. Cổ Viện cùng Hà Tĩnh nhìn đến Giang Thiếu Kỳ đám ba người im lặng không lên tiếng, nhất trái tim đúng hoàn toàn lạnh giá, nước mắt không nhìn được từ trong hốc mắt chảy ra, bộ ngực cao ngất bị dâu nam tận tình nắn bóp, hàm răng cắn chặt môi, các nàng nghĩ không ra Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ lại là như thế vô tình vô nghĩa người. Thòng lui tới cái này ba nam nhân không có bớt ở hai người bọn họ trước mặt nói khoác,
bà bản thân nói phải có đa nghiêu bê thì có đa nghiêu bê, hôm nay chân chính chuyện phát sinh, một cái, hai cái, ba cái đều túng. Càng buồn cười đúng cổ viện cùng Hà Tĩnh từ trước đối Giang Thiếu Kỳ ba người bọn họ lời nói nghi thần nghi quỷ, thậm chí vừa rồi hai người bọn họ còn đang khích lệ Giang Thiếu Kỳ ni. Kết quả ni. Lý tưởng rất đầy ắp. Lý tưởng luôn luôn rất tàn khốc. Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ ba người nhiều nhất cũng chỉ là ba con nỗ lực dùng anh hùng tướng mạo ngụy trang cẩu hùng mà thôi. Cẩu hùng chính là cẩu hùng, cho dù ngươi ngụy trang có bao nhiêu tượng, cuối cùng vẫn như cũ chỉ là một con chó hùng. Không tệ, hùng rất mềm mại, không biết làm tư vị thế nào dạng. Dâu nam không chút kiêng kỵ lẩm bẩm. Trong bao xương nữ phục vụ viên, sớm đã từng trốn được trong góc phòng đi, nỗ lực gọi điện thoại gọi bảo an đi xử lý khó khăn. Diệp Thần Phong vẫn là không nhanh không chậm gắp thức ăn, hướng tới bỏ vào trong miệng, còn thỉnh thoảng sẽ đối với mỗi đạo món ăn bình phẩm từ đầu đến chân một phen, dường như trước mặt cái gì tình cũng không có phát sinh. Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thế nhưng kiến thức qua Diệp Thần Phong thân thủ người, trước mặt cái này tám gã hán tử còn chưa đủ Diệp Thần Phong nhét kẻ răng ni. Cho nên bọn họ hai người cũng chấn định không gì sánh được ăn món ăn. Trong bao xương nhất thời an tĩnh đi tới. Chương 191, hắn trả tiền. Tiểu tử này đầu chẳng lẽ bị lư đá. Tiểu tử này thật biết trang bê mà, biệt đem mình giả dạng làm ngu bê. Lẽ nào bằng hắn vóc người này bản còn muốn một người giải quyết cái này tám gã đại hán đó sao? Quả thực đúng người xin nói mộng. Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ nhìn đến Diệp Thần Phong cái này kẻ trộm trang bê dáng dấp, trong lòng dị thường khó chịu nhanh, biệt khuất không gì sánh được khó chịu. Dù sao đêm nay ba người bọn họ mặt mũi xem như là ném quá, bọn họ hay nhất Diệp Thần Phong tại tám gã đại hán trước mặt phô trương thanh thế, sau đó bị đánh sưng mặt sưng mũi, như vậy ba người bọn họ trong lòng mới có thể cân đối. Dâu nam gặp Diệp Thần Phong, Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết bả lời hắn nói trở thành thúi lắm, tức khắc nổi giận, lại mà nhìn đến Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết kiều tích tích hình dạng, hắn phát thể đợi nhất định muốn ở trên giường nhượng cái này hai cô nàng biết hắn lợi hại. Tiểu tử, nhìn đến chúng ta vào được, ngươi còn dám ngồi. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa, thức thời nhường bên cạnh ngươi hai tiểu nữ bồi mấy ca trêu đùa, ngươi lại quỳ xuống đất hướng ta dập đầu nhận sai, ta đảo là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dâu nam mặt bên hướng về phía Diệp Thần Phong bảo a, mặt bên hai tay còn không quên ở cổ viện cùng Hà Tĩnh trên thân thể lục lọi, khuôn mặt thượng là một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu tình. Cổ viện cùng Hà Tĩnh khuôn mặt thượng hiện đầy vệt nước mắt, thế nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lúc này hai người bọn họ nhìn đến dâu nam muốn nhằm vào Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, nội lòng không khỏi nhiều hơn có chút nhìn có chút hả hê, dựa vào cái gì Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết có thể thản nhiên ngồi dùng bữa. Mà hai người bọn họ thân thể lại cũng bị dâu nam thỏa thích đùa bỡn. Đại bộ phận nữ nhân đều là giỏi về đố kỵ động vật, mà giờ khắc này cổ viện cùng Hà Tĩnh trong lòng là hoàn toàn không thăng bằng. Hai người bọn họ không tin Diệp Thần Phong còn có thể đứng ra thay Đường Hân nói chuyện với Hàn Sơ Tuyết. Ngay cả Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ cũng không dám tại tám gã đại hán trước mặt phóng một cái thí. Hai người bọn họ tự nhiên mà vậy cũng bả Diệp Thần Phong phân loại đến nơi này một loại người chính giữa đi. Thậm chí các nàng cho rằng Diệp Thần Phong liền Giang Thiếu Kỳ ba người bọn họ cũng không bằng, nói không chừng thật hội hướng phía dâu nam dập đầu nhận sai ni. Nhưng mà, cổ viện cùng Hà Tĩnh đã định trước phải thất vọng. Diệp Thần Phong tướng đôi đũa trong tay để xuống, trong miệng hộc ra một khối xương gà, đen kịt hai con ngươi sóng trung lan không sợ hãi, các ngươi là ai? Ta nhận thức các ngươi sao? Cho tới bây giờ đều chỉ có ta Diệp Thần Phong chơi người khác nữ nhân. Còn không ai dám chơi ta Diệp Thần Phong nữ nhân ni. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ từ trước mắt ta tiêu thất. Một luồng vô cùng băng lãnh khí thế từ trên người Diệp Thần Phong rồi đột nhiên tán phát ra rồi. Trường Kỳ tại lưỡi dao thượng liếm huyết trực giác nói cho dâu nam, trước mặt cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thanh niên rất nguy hiểm. Ai u a, tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống, ngày hôm nay ra ra ta để biết biết lợi hại. Từ dâu nam phía sau đi tới một gã to lớn mạnh hán. Đại hán từ trong túi móc ra nắm dao găm, trên mặt mang nụ cười khinh thường, hắn thấy trước mặt cái này xuất khẩu cuồng ngôn thanh niên, vô luận như thế nào nhìn cũng không giống như là một cái nhân vật hung ác. Đảo tượng đúng một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu bạch khuôn mặt. Dâu nam vừa định muốn mở miệng ngăn cản tên hướng Diệp Thần Phong đi tới đại hán, nhưng mà đã chậm, chỉ thấy đại hán kia đi tới Diệp Thần Phong trước mặt,
trêu đùa tiểu tử, nhìn đến ta chủy thủ trong tay sao? Ngươi ở đây cuồng một cái cấp ta thử xem, tin hay không? Phanh, một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp cầm lên một lọ lạp phỉ đập vào tên đại hán đại não thượng. Rượu nho theo đại hán đầu không ngừng chảy xuống, trong đó còn hỗn tạp sình sệch máu tươi, đại hán cứ thế đúng bị tỉnh mộng, môi run rẩy nói rằng, ngươi, ngươi đánh lén, ngươi tại sao có thể vô lại như vậy? Diệp Thần Phong tượng nhìn một người ngu ngốc dường như, nhìn tên đại hán, lẽ nào ta vẫn chờ ngươi cây đao thống tiến trái tim của ta trả đũa lại sao? Thật không biết loại người như ngươi tại sao có thể sống đến bây giờ. Phanh, tùy ý một cước đá ra đi, Diệp Thần Phong trực tiếp tướng đại hán trước mặt đạp bay ra ngoài, nặng nề đánh vào bao xương trên vách tường. Ta đã nói rồi, cho các ngươi 3 giây đồng hồ ở trước mặt ta tiêu thất. Vì sao các ngươi chính là như thế không nghe lời ni? Diệp Thần Phong giọng nói rất thấp, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, thế nhưng cũng đủ trong bao xương mỗi một người đều nghe được. Dâu nam đám người một đám người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời vậy mà cứ thế đúng đứng tại chỗ ngẩn người, từ vừa rồi Diệp Thần Phong tốc độ xuất thủ cùng với quả đoán, bọn họ những này cả ngày tại lưỡi dao thượng liếm huyết người, có thể đoán được đối phương cũng không phải một cái phổ thông nhân vật. Phổ thông người có thể một cước đạp bay một gã thể trọng 156 cân đại hán sao? Môn tự vấn lòng, chỉ sợ bọn họ đều không được đi. Giang Thiếu Kỳ đám 3 người bị Diệp Thần Phong thủ đoạn cấp chấn nhiếp, nguyên bản đối Diệp Thần Phong chẳng đáng, thậm chí là xem thường cổ viện cùng Hạ Tĩnh phát hiện vừa rồi ý nghĩ của chính mình đúng 10 phần sai, tượng Diệp Thần Phong nam nhân như vậy mới thật sự là nam nhân a. Cho dù nam nhân như vậy không có tiền thì thế nào? Chí ít có thể tại nguy cơ trước mắt đứng ra bảo vệ mình a. Hai người bọn họ nữ nhân đã có thể tưởng tượng đến Diệp Thần Phong ở trên giường nhất định cũng rất mạnh. Làm cái gì máy bay? Đối với Diệp Thần Phong có thể trấn nhiếp cái này 8 gã đại hán, Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ đều đặc biệt khó chịu nhanh, trong lúc nhất thời trên người Vương Bát chi khí bắn ra 4 phía, 3 người nhìn nhau liếc mắt, hiện tại 8 gã đại hán rõ ràng cho thấy bị trấn nhiếp. 3 người bọn họ chuẩn bị nói một ít đường hoàng lời nói, dùng này tới vãn hồi một ít mặt mũi. Các ngươi những người này, thức thời tự lập tức cút đi, cảnh sát lập tức tự sắp tới, ta thế nhưng nhận thức cảnh sát người trong cục. Giang Thiếu Kỳ cổ họng trong gầm hét lên, tự cho là như vậy rất có khí thế. Đối, các ngươi hay nhất lập tức cho chúng ta cút đi. Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ phụ họa nói. Dâu nam đám người trong lòng đang bị Diệp Thần Phong khiến cho khó chịu lắm. Lúc này nhìn đến cái này 3 cái A Miu A cậu cũng dám đứng ra cùng bọn họ khiếu bản. Ba 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 ba. Một trận cái tát vang dội thanh tại Giang Thiếu Kỳ đám 3 người khuôn mặt thượng tán khai, 3 người bọn họ liền nhất điểm sức đánh trả cũng không có, có thể nói đúng không dám hoàn thủ, không bao lâu thời gian 3 người đã bị đánh thành đầu heo 3. Trên người Vương Bát chi khí biến mất không còn chút nào, Giang Thiếu Kỳ đám 3 người kéo tổng đầu, cũng không dám. Nữa nói hơn một câu. Cái gì ngoạn ý, tự 3 người các ngươi cũng dám ngủ ồn ào, thật cho là chúng ta đúng ngồi không? Ta phi, một gã đại hán hướng phía Giang Thiếu Kỳ đám người phun một bãi nước miếng. Cổ viện cùng Hạ Tĩnh 2 nàng nhìn bị đánh được sưng mặt sưng mũi Giang Thiếu Kỳ đám 3 người, trong con ngươi lộ ra một vòng không chút nào che giấu khinh thường, nam nhân như vậy coi như là nam nhân sao? Dâu nam đặt ở cổ viện cùng Hạ Tĩnh ngực cao ngất thượng 2 tay của không khỏi nắm thật chặt. Có thể dùng 2 nàng trong miệng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kiểu hừ. Dâu nam còn không tin, ngày hôm nay bọn họ ở đây nhiều người như vậy còn đặt bất bình Diệp Thần Phong một người. Mọi người cùng nhau tiến lên, nhưng tiểu tử này biết sự lợi hại của chúng ta. Đợi huynh đệ mấy cái cùng nơi hưởng thụ một chút mỹ nữ tư vị. Dâu nam ánh mắt rậm rạp quát dẹp đường. Dâu nam sau lưng 6 gã đại hán nhìn đến Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, ở trong thân thể tự huyết mạch mở rộng. Không chút do dự hướng phía Diệp Thần Phong vào tới. Bang 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 bang. Diệp Thần Phong liên tục tính nhặt lên lạp phỉ bình rượu, đập vào 6 gã đại hán trên đầu, dùng Diệp Thần Phong tốc độ mà nói, cái này 6 gã đại hán căn bản không có né tránh thời gian không bao lâu toàn bộ đầu nở hoa, nằm trên mặt đất kêu rên. Diệp Thần Phong thủ chính giữa mang theo một lọ lạp phỉ, đi tới dâu nam trước mặt, cười hỏi, ngươi là muốn bản thân tới ni? Hay là muốn ta động thủ? Ngây người chính giữa dâu nam, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, theo bản năng hồi đáp ta tự mình tới. Khẩn đón từ Diệp Thần Phong thủ chính giữa nhận lấy lạp phỉ bình rượu. Phanh một tiếng,
Dâu nam tướng Lạp Phỉ bình rượu hướng phía trên đầu mình chợt ném tới, thủy tinh văng khắp nơi. Dâu nam cái này nhất hệ loại động tác hoàn toàn là tại ngây người chính giữa hoàn thành, thẳng đến thân thể té xuống đất, cảm giác được đầu rất đau, mới chậm rãi phản ứng lại ta vì sao cần bình rượu tạp bản thân. Hai con người chính giữa khôi phục nộ không thể tách ra thần sắc. Nhưng mà, một tí giây, dâu nam phát hiện may mà mình là làm như vậy. Coi như người thẳng thức thời, bằng không có thể điều không phải nhượng chính người tạp đầu đơn giản như vậy. Diệp Thần Phong tùy chân nâng lên, mạnh nữa rơi hạ, bao xương trên mặt đất tựu nhiều hơn một cái thật sâu lõm đi vào vết chân, nhìn dâu nam đúng thầm nuốt nước miếng, cảnh tượng trước mắt chỉ có trong điện ảnh nội công cao thủ mới có thể làm được đi. Hiện tại hắn biết mình không phải là đá phải một khối thiết bản thượng, mà là đá phải một khối cường hóa thép tấm thượng, hắn khối này thủy tinh thế nào để được qua cường hóa thép tấm ni. Hân Nhi, Sơ Tuyết, nếu cơm ăn no, chúng ta cũng nên về nhà. Diệp Thần Phong tiện tay từ bàn ăn thượng cầm lên nhất cây tăm điêu tại trong miệng, một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Rời đi bao xương thời gian, Diệp Thần Phong đối trốn ở góc phòng nữ phục vụ viên, chỉ Giang Thiếu Kỳ đám ba người, nơi này tất cả chi tiêu bọn họ trả tiền. Đường Hân, chờ chúng ta một chút, chúng ta cũng với ngươi cùng đi. Cổ Viện cùng Hà Tĩnh vội vã đi theo, nhìn Diệp Thần Phong hình bóng đúng mắt bốc tia sáng kỳ dị. Thẳng đến Diệp Thần Phong ly khai ghế lô sau. Giang Thiếu Kỳ nhìn chấm đất thượng vỡ vụn Lạp Phỉ cái chai, tròn nhất dương Lạp Phỉ ngoại trừ uống cạn, toàn bộ bị Diệp Thần Phong dùng để bể đầu, càng xả đạm đúng toàn bộ do hắn Giang Thiếu Kỳ tới trả tiền, nhất nghĩ đến tốn vài mười vạn, không công bị người quyên góp một bữa, mỹ nữ cũng không có ngâm, lại đã đánh mất mặt mũi. Giang Thiếu Kỳ một chút sức lực không có chậm lại tới trực tiếp đã bất tỉnh, một bên Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ so với Giang Thiếu Kỳ không khá hơn bao nhiêu. Chương 192, Tâm Động. Một cái tuần lễ thời gian vội vã trôi qua. Hôm nay là Diệp Thần Phong đi Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân bang mẫu thân của Diêu Tô Mạn Diêu Liên Dung lần thứ hai trị liệu ngày, chỉ phải trải qua lần này trị liệu sau, Diêu Liên Dung thân thể trạng thái trên cơ bản có thể khôi phục lại từ trước không có mắc bệnh ung thư lúc. Cái này một cái tuần lễ trong, Diệp Thần Phong mỗi ngày cùng Đường Hân, cho rằng đúng bồi thường tiểu nha đầu này, Đường Hân có nàng Thần Phong ca ca đi cùng sau đó. Nụ cười trên mặt cũng nhiều, cả người biến được càng thêm hoạt bát đáng yêu. Đương nhiên mấy ngày nay đi cùng Đường Hân trong cuộc sống, Diệp Thần Phong thỉnh thoảng hội ăn tiểu nha đầu đậu hủ, Đường Hân bản thân là phi thường cam tâm tình nguyện cho nàng Thần Phong ca ca sỗ sàng, nàng hay nhất nàng Thần Phong ca ca có thể lập tức đem nàng cấp ăn ni. Nhưng mà, rất lâu ngày hậu Diệp Thần Phong ăn Đường Hân đậu hủ đều bị Hàn Sơ Tuyết cấp nhìn thấy, Hàn Sơ Tuyết mỗi lần chỉ là gương mặt lạnh lùng, mắng đầu lưu manh, yêu đồng phích. Sau đó liền thở phì phò xoay người bỏ đi. Ăn khả ái tiểu mỹ nữ Đường Hân đậu hủ. Thỉnh thoảng cùng lạnh giá mỹ nữ Hàn Sơ Tuyết đấu đấu võ mồm. Cuộc sống như thế hầu như sử Diệp Thần Phong bả tất cả phiền não đều tạm thời ném đi. Bất quá, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm ni. Chế tạo phụ mẫu tai nạn xe cộ hung thủ không có tìm ra. Còn muốn thay Diệp lão gia tử chia sẻ nâng lên Diệp gia trọng trách, Diệp Thần Phong sau này phải đi đường còn xa ni. An nhàn sinh hoạt trạng thái hội ma bình trong lòng người ý chí chiến đấu, cho nên Diệp Thần Phong không thể đủ lâu dài tại loại trạng thái này ra đời sống. May mà đúng đời trước quá nhiều tôi luyện, có thể dùng Diệp Thần Phong tâm tính biến được khác hẳn với thường nhân kiên cố, trong lòng ý chí chiến đấu không hội dễ dàng bị ma bình. Cái này một cái tuần lễ chính giữa. Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử lần nữa tìm được rồi xưởng chế thuốc, khôi phục khoái tốc Mỹ sản xuất. Hôm nay khoái tốc Mỹ tại Thiên Hải cùng với phụ cận mấy tòa thành thị, thậm chí toàn bộ nước Hoa chính giữa, mơ hồ đã có không người không biết không người không hiểu lực ảnh hưởng. Dù sao khoái tốc Mỹ công hiệu có thể nhượng nữ tính truy phủng, vì cái đó phát cuồng, bảo trì thanh xuân đúng mỗi nữ nhân giấc mộng trong lòng. Tại khoái tốc Mỹ đình sinh mấy ngày này trong, Thiên Hải cùng với phụ cận mấy tòa thành thị chính giữa nữ tính. Mỗi ngày đều ăn không vô, ngủ không được. Ngày hôm trước khoái tốc Mỹ lần nữa đưa ra thị trường sau, các đại tiêu thụ môn điếm cơ hồ bị đạp nát vụn ngưỡng cửa. Không được một giờ, Thiên Hải cùng với phụ cận mấy tòa thành thị môn trong điếm khoái tốc Mỹ bị tranh mua không còn. Từ nơi này nhất điểm đó có thể thấy được, những nữ nhân này đối với khoái tốc Mỹ khát cầu đến trình độ nào. Bên kia, có hoàng sắc cự mãng thịt cùng với Diệp Thần Phong tự mình chế định đi ra ngoài kế hoạch huấn luyện phụ trợ sau. Thắng Thiên hội thành viên thực lực cũng càng ngày càng tăng.
Vừa mới bắt đầu thắng thiên hội thành viên chỉ là đối Diệp Thần Phong manh mục tin tưởng, thế nhưng khi bọn hắn dùng ăn 3 ngày hoàng sắc cự mãng thịt, phát hiện trên thân thể biến hóa rất nhỏ sau, mỗi ngày lúc ăn cơm gian quả thực so với chiến tranh còn muốn kịch liệt a. Hoàng sắc cự mãng thịt có thể là có thể cường hóa cùng cốt cách, như vậy thứ tốt đương nhiên là ăn càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá có Phương Nam tường tại, mỗi ngày sớm, chính giữa, muộn, từng thắng thiên hội thành viên chỉ có thể ăn được một chén hoàng sắc cự mãng thịt phan cơm. Tuy rằng Phương Nam tường cử động nhượng thắng thiên hội thành viên cảm thấy rất thất vọng, thế nhưng nhất nghĩ đến cái này hoàng sắc cự mãng đúng Diệp Thiếu cho bọn hắn mang tới. Nhất nghĩ đến Thiên Diệp Thiếu nói, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, ta tướng sẽ đem các ngươi mỗi một người đều mang theo một cái từ trước các ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh phong, thời gian. Thắng thiên hội từng thành viên đều giống như đúng đánh máu gà thông thường, huấn luyện phá lệ ra sức, thậm chí yêu cầu Phương Nam Tường cho bọn hắn gia tăng độ mạnh yếu ni. Điều này làm cho Phương Nam Tường cũng âm thầm cảm thán. Hắn biết rõ đúng Diệp Thần Phong cải biến những, này vốn là người sống tạm bợ, Diệp Thần Phong để cho bọn họ đối thời gian tới tràn đầy mong muốn, đúng Diệp Thần Phong cho bọn hắn tinh thần thượng chi trì. Đương nhiên Lý Bản Tử cùng Hầu Tử mỗi ngày chỉ cần vừa ở không cúng cũng sẽ tới thắng thiên hội sân huấn luyện cọ cơm ăn, tại tự mình cảm nhận được hoàng sắc cự mãng thịt công hiệu sau, hai người này mỗi ngày chạy đến đúng càng thêm chịu khó. Vào buổi trưa, ấm áp dương quang khuynh sái đại địa, cấp lạnh giá vào đông tăng thêm một chút ấm áp. Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân 307 trong phòng bệnh. Dựa lưng vào trên giường bệnh Diêu Liên Dung khí sắc không tệ. Nhìn bên cạnh cho mình gọt trái táo nữ nhi, trên mặt của nàng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng, Tô Mạn, ngày hôm nay ta ân nhân cứu mạng, vị kia tiểu thần y nên muốn tới y viện ni đi. Nhớ kỹ ngày hôm nay ngươi nhất định muốn thỉnh hắn thật tốt ăn bữa cơm a. Nếu là không có vị kia tiểu thần y, mụ sợ rằng muốn cùng ngươi âm dương cách nhau. Diêu Tô Mạn tướng trái táo gọt xong đưa cho Diêu Liên Dung nói rằng, mụ, ta đã biết, ngài tự đừng cả ngày càm giảm. Nữ nhi biết phải làm sao. Như vậy tự tốt, đối, Tô Mạn, ta vẫn quên hỏi ngươi, ngươi và vị kia tiểu thần y đúng thế nào nhận thức. Ta xem hắn nhân phẩm không tệ a. Sau đó nhất định là cái tốt lão công, ngươi cũng lão đại người không nhỏ, đúng thời gian tìm cái có thể chiếu cố nam nhân của ngươi. Diêu Liên Dung tự trách nhìn trước mặt nữ nhi, mấy năm nay mẹ con các nàng hai sống nương tựa lẫn nhau qua không ít cuộc sống khổ, mắt nhìn con gái của mình đến nói chuyện cưới gả niên kỷ linh. Với lại còn chưa có bạn trai, làm mẹ khó tránh khỏi hội có chút bận tâm. Diêu Liên Dung lời nói nhượng Diêu Tô Mạn không khỏi nghĩ tới, 3 năm trước đây, đệ nhất lần cùng Diệp Thần Phong gặp mặt tràng cảnh, khi đó tại cục cảnh sát nữ tử phòng thay quần áo trong thay quần áo, thân thể bị đột nhiên xông vào Diệp Thần Phong cấp thấy hết, sau đó nàng liền tức giận đến trực tiếp thu thập một bữa Diệp Thần Phong. Sau lại, tại nàng không biết dưới tình huống Diệp Thần Phong bị người cấp nộp tiền bảo lãnh, trong lòng vẫn đối với Diệp Thần Phong ghi hận trong lòng ni. 3 năm sau gặp mặt, nàng không chỉ không có ở Diệp Thần Phong trên người chiếm được tiện nghi, với lại tại cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn còn bị đối phương cấp đánh đòn ni. Lúc đó nàng thật hận không thể đá bể Diệp Thần Phong trứng chim. Nhưng mà, tại nàng bất lực nhất, yếu ớt nhất, sắp muốn hướng số phận thỏa hiệp thời gian, Diệp Thần Phong dường như bạch mã vương tử thông thường xuất hiện, không chỉ dạy dỗ ý đồ nhận được thân thể nàng ăn chơi trác táng, nhưng lại dốc hết sức chữa khỏi mẫu thân nàng bệnh ung thư. Trong đầu nhớ lại về Diệp Thần Phong các loại tất cả, Diêu Tô Mạn đôi má không khỏi hơi phím hồng, nhẹ giọng nói lầm bầm, lẽ nào hắn thật hội là của ta chân mệnh thiên tử sao? Ngược lại, Diêu Tô Mạn liền nghĩ tới ban đầu ở Triệu gia gặp phải Diệp Thần Phong sự tình, Diệp Thần Phong hình như cùng nàng hảo tỷ muội Triệu Huyền Đình đúng bạn bè trai gái quan hệ, trong khoảng thời gian này Diêu Tô Mạn không có cùng Triệu Huyền Đình có chỗ liên hệ, cho nên cũng không biết Triệu Huyền Đình cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó chuyện đã xảy ra. Một vòng ê ẩm vị đạo tại Diêu Tô Mạn trong lòng khuếch tán khai, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, Diêu Tô Mạn, ngươi lẽ nào đến từ xuân niên kỷ linh sao? Ngươi và Diệp Thần Phong căn bản không phải đồng một thế giới người, huống hồ ngươi như thế nào sẽ thích Diệp Thần Phong tên con em nhà giàu này ni? Tuy rằng hắn là có một chút xoái, y thuật quả thực có thể nói là hoa đà trên đời. Diêu Tô Mạn vòng quanh lại đem mình tha đi vào, âm thầm bấm một cái bắp đùi của mình, Diêu Tô Mạn, người không nên lại suy nghĩ lung tung. Diêu Liên Dung nhìn con gái của mình rơi vào trầm tư chính giữa, hai bên trên gương mặt lại dâng lên hai vệt đỏ ửng, nàng biết nữ nhi mình cùng vị kia tiểu thần y trong lúc đó hấp dẫn,
nàng cái này làm mẹ nhất định phải nhiều bang bang con gái của mình, dù sao nếu như Diệp Thần Phong làm nàng con rể, như vậy nàng cũng hội tương đương hài lòng. Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng Châu Trạch Đống biết Diệp Thần Phong muốn tới y viện, đã thật sớm tại cửa bệnh viện hậu. Kinh qua lần trước Diệp Thần Phong tại Châu gia bày ra thần thông sau, Châu gia trên dưới hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là làm đúng tiểu thần tiên đối đãi, huống chi Diệp Thần Phong khác một thân phận còn là kinh thành Diệp gia cháu đích tôn ni. Châu gia người dám khẳng định, Diệp gia có Diệp Thần Phong nhân vật như vậy, sợ rằng dùng không được bao nhiêu năm tựu có thể trở thành nước Hoa đệ nhất đại gia tộc. Đương nhiên tại Châu gia cũng có người không phải như vậy nghĩ, Châu Lâm Lâm đúng nhất tâm tại kế hoạch muốn thế nào nhượng Diệp Thần Phong quỳ gối tại dưới gấu quần của nàng ni. Mấy ngày nay tại Thiên Hải Đại học y khoa cấp học sinh khi đi học cũng liên tiếp tiêu sái thần. Diệp lão đệ, người cuối cùng cũng tới a, người yên tâm đi, kinh qua cái này một cái tuần lễ điều dưỡng, Diêu nữ sĩ thân thể tình trạng khá hơn nhiều. Nhìn đến Diệp Thần Phong từ trên xe taxi đi xuống, Châu Trạch Đống bất cố thân phần đón đi tới, hình như là nghênh tiếp một cái đại lãnh đạo thông thường. Diệp Thần Phong trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, Châu lão gia tử, không phải là cùng ngài đã nói sao? Gọi Thần Phong là được rồi, biệt Diệp lão đệ xưng hô ta đều phải bị ngài gọi thành lão đầu tử. Diệp Thần Phong hiền hòa thái độ cũng để cho Châu Trạch Đống hết sức thân thiết, khuôn mặt nhanh cười thành một đóa cây hoa cúc, đúng lão nhân ta trí nhớ không tốt. Đi, Thần Phong, ta dẫn người đi phòng bệnh. Chương 193, không ghét. Châu Trạch Đống một đường dẫn Diệp Thần Phong đi vào Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân, những bác sĩ cùng các y tá sôi nổi ghé mắt, không tự chủ hội quan sát thượng Diệp Thần Phong hai mắt. Phải biết rằng Châu Trạch Đống thế nhưng Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng, còn hắn còn là Thiên Hải thị ủy thư ký, từ trước tại trong bệnh viện bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Châu viện trưởng có đối với người nhiệt tình như vậy qua, huống chi đối tượng còn là một người tuổi còn trẻ kỳ cục thanh niên. Nhất công phu bác sĩ cùng các y tá cuối cùng suy đoán khởi thân phận của Diệp Thần Phong, thậm chí còn trẻ tuổi có mỹ lệ nữ y tá hội thỉnh thoảng cấp Diệp Thần Phong ném mỹ nhãn, dù sao Diệp Thần Phong tướng mạo có thể vững vàng thỏa đáng xưng là soái ca, đồng thời bên người của hắn còn có Châu viện trưởng tự mình tướng bồi. Những, này xinh đẹp nữ y tá khó tránh khỏi sẽ cho Diệp Thần Phong dán lên, lại soái lại tiền, nhãn. Tuy rằng hôm nay xã hội thượng đại đa số nữ nhân đều tôn trọng vật chất chủ nghĩa, tìm một nửa kia yêu cầu có thể không đẹp trai, thế nhưng nhất định phải có tiền, thế nhưng tất cả nữ nhân đều là thích soái ca, có một lại soái lại tiền nam nhân làm một nửa kia, đúng mỗi nữ nhân trong lòng mộng tưởng. Dù sao cái này trên thế giới nhất cử lưỡng tiện sự tình không nhiều lắm, lại thí dụ như cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được, phải tìm được một cái lại soái lại tiền, còn có thể để ý bản thân nam nhân thật không dễ dàng. Châu lão gia tử, kỳ thực ngài không cần tự mình tại cửa chờ ta. Hôm nay ta chỉ là tới bang Diêu bá mẫu chấm dứt một lần nữa trị liệu, trải qua ngày mai trị liệu sau, Diêu bá mẫu lại hai ngày nữa không sai biệt lắm có thể xuất viện. Bị bác sĩ cùng các y tá nhìn chằm chằm nhìn, Diệp Thần Phong cũng không phải hội e lệ, da mặt của hắn có thể dày lắm. Bất quá, hắn không thích cái này loại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm nhìn cảm giác. Cái này thì dường như hắn phảng phất là trong vườn thú tinh tinh bình thường, đưa tới nắm chắc du khách vây xem. Điều này dạng được ni, Thần Phong, ngươi là chúng ta Châu gia ân nhân a. Giả thiết thiên buổi sáng không có ngươi, chúng ta Châu gia trên dưới sợ rằng đã từng tại trên hoàng tuyền lộ, đừng nói tự mình tại cửa chờ ngươi, chính là nhượng lão nhân ta lưng ngươi đi vào y viện, cũng là chuyện một câu nói. Châu Trạch Đống bộ mặt biểu tình nghiêm túc, nhất điểm đều không giống như là đang nói đùa. Nghe vậy, Diệp Thần Phong không có cách gì lắc đầu. Hắn biết thiên buổi sáng tại Châu gia cho thấy người thường giải không được tài năng sau. Muốn Châu gia người coi hắn là thành một người bình thường mà đối đãi quả thực là không thể đủ chuyện. Đi vào 307 phòng bệnh lúc, Diêu Liên Dung đang cùng bản thân nữ nhi Diêu Tô Mạn trò chuyện Diệp Thần Phong sự tình ni. Diêu Tô Mạn gặp Diệp Thần Phong đi vào phòng bệnh, trên má hai đóa đỏ ửng càng thêm nồng nặc. Trái tim lại có thể không tự chủ được bang bang phanh thả chậm nhảy lên tốc độ. Rõ ràng có chút không biết làm sao cảm giác. Nhìn đến bản thân nữ nhi tại Diệp Thần Phong trước mặt tiểu dung mạo, Diêu Liên Dung đúng càng thêm xác định muốn đem hết toàn lực tác hợp Diệp Thần Phong cùng bản thân nữ nhi, vội vàng nhiệt tình nói rằng tiểu thần y, ngươi đã đến rồi a. Ngươi chỉ ta bệnh ung thư, đã từng là đối với ta đại ân đại đức, ngươi còn phải tới thay ta tái khám, thật đúng không có ý tứ a. Tô Mạn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì?
nhanh một ít thỉnh tiểu thần y ngồi lên a. Diêu Liên Dung rồi hướng ngồi ở giường bệnh bên cạnh nữ nhi nói rằng. Diêu Tô Mạn từ giường bệnh bên cạnh cái ghế thượng đứng lên, đối Diệp Thần Phong nói rằng, mời ngồi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Diêu Tô Mạn, tổng cảm giác hôm nay cái này bạo lực nữ cảnh sát có điểm không đúng, kể lại đúng là lạ ở chỗ nào. Hắn lại nói không được, vì vậy liền không suy nghĩ nhiều, ngồi ở giường bệnh bên cạnh cái ghế thượng còn lưu lại Diêu Tô Mạn ôn độ ni. Bá mẫu, ngài không nên cầu gọi tiểu thần y, gọi Thần Phong tự tốt. Diệp Thần Phong lặng yên cười nói. Diệp Thần Phong hòa ái rơi vào Diêu Liên Dung trong tròng mắt, để cho nàng đối Diệp Thần Phong đúng càng thêm vừa lòng, thật có loại cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích tư vị. Thần Phong, bá mẫu ta tựu không khách khí. Ngươi là bá mẫu ân nhân cứu mạng, bá mẫu còn thật không có vật gì vậy hảo báo đáp ngươi a. Diêu Liên Dung ngoài miệng nói như vậy, tâm bên ngoài lại thầm nghĩ, nếu không có gì có thể cầm xuất thủ đồ đạc. Như vậy thì nhượng nữ nhi của ta để báo đáp ngươi đi. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, bá mẫu, ta cứu ngươi có thể không phải là vì muốn ngươi báo đáp, trước hết để cho ta giúp ngươi chấm dứt trị liệu đi. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay đặt tại Diêu Liên Dung trên cánh tay của, một luồng bình hòa linh hồn lực xuyên thấu qua bàn tay của hắn dần dần rót vào đến Diêu Liên Dung trong cơ thể. Lần này trị liệu thứ yếu đúng ứng dụng linh hồn lực bang Diêu Liên Dung khôi phục trong cơ thể bị tổn thương khí quan. Dù sao Diêu Liên Dung trước đã từng là phân tán lúc đầu bệnh ung thư, trong cơ thể đại bộ phận khí quan đều bị bất đồng trình độ tổn hại. Theo linh hồn lực rót vào, Diêu Liên Dung cảm giác trong cơ thể có cổ hoạt động dòng nước ấm, có thể dùng nàng cả người nhẹ nhàng vui vẻ không gì sánh được. Nửa giờ sau, Diệp Thần Phong phát sinh tay phải, lần này hắn linh hồn lực tiêu hao trình độ không có lần trước như khổng lồ, chỉ là trên trán bốc lên ra một ít tinh mịn tiểu mồ hôi hột mà thôi. Bá mẫu, thân thể của ngươi tình trạng căn bản thượng là hoàn toàn khôi phục, tại trong bệnh viện nghỉ ngơi nữa 2 ngày, tự không sai biệt lắm có thể xuất viện. Diệp Thần Phong vừa định vệt nắm mồ hôi trán trâu, chỉ thấy Diêu Tô Mạn hướng hắn đưa tới một khối màu lam nhạt khăn tay, chỉ là giản phức tạp đan nói một chữ cấp. Diệp Thần Phong sửng sốt một giây đồng hồ, còn là nhận lấy Diêu Tô Mạn khăn tay, màu lam nhạt khăn tay thượng mang theo nhàn nhạt nữ tử hương thơm. Diệp Thần Phong thật đúng là muốn đặt ở trên lỗ mũi văn vừa nghe ni. Thế nhưng lúc này trường hợp rõ ràng không thích hợp, Châu Trạch Đống cùng Diêu Liên Dung đều ở đây trường, chỉ sợ hắn cử động này hội bị bọn họ cho rằng đúng biến thái đi. Lấy tay khăn xoa xoa mồ hôi trên trán sau, Diệp Thần Phong vừa định muốn đem khăn tay trả lại cho Diêu Tô Mạn, nhưng nhìn đã từng bị hắn mồ hôi thấm ướt khăn tay, Diệp Thần Phong ngượng ngùng nói, cái này cái khăn tay, chờ một chút lần, ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi đi. Không cần, ta bản thân tẩy thì tốt rồi. Diêu Tô Mạn cự tuyệt nói. Tô Mạn, Thần Phong nói cái gì là làm cái đó. Diêu Liên Dung chừng vừa nhìn bản thân nữ nhi, giả thiết lần sau Diệp Thần Phong tới hoàn thủ khăn, không phải lại là một cái gặp mặt thời cơ mà. Cái này là mỗi một cái làm mẹ dụng tâm lương khổ a. Diêu Tô Mạn mím môi một cái thần, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện, mà Diệp Thần Phong còn lại là bả màu lam nhạt khăn tay nhét vào bản thân trong túi. Thần Phong, hôm nay nhất định phải để cho Tô Mạn mời ăn bữa cơm tối, thay ta cảm ơn ngươi a. Ngươi có thể nghìn vạn không muốn cự tuyệt. Diêu Liên Dung nhiệt tình nói với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đối mặt Diêu Liên Dung nhiệt tình, thật đúng là có chút ngượng ngùng cự tuyệt, vì vậy liền đáp ứng đi tới, được rồi. Bá mẫu, Thần Phong, hôm nay cách ăn cơm chiều công phu còn sớm rất ni. Bằng không đi trước phòng làm việc của ta trong ngồi một chút, ta và ngươi tâm sự thiên. Một bên Châu Trạch Đống đề nghị. Diệp Thần Phong nhìn một chút công phu, mới hơn 2 giờ chiều trung ni. Đích xác còn sớm ni, hắn cũng tự thừa nhận rồi đề nghị của Châu Trạch Đống. Mặt trời mới mọc tây hạ. Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn sóng vai đi tại nhất điều phồn hoa ăn vặt trên đường, hai người lần lượt không nói gì. Diệp Thần Phong tại trong phòng viện trưởng làm việc, cùng Châu Trạch Đống hàn huyên sắp tới 2 cái tiếng đồng hồ sau. Liền ly khai 307 phòng bệnh cùng Diêu Tô Mạn cùng ra đi y viện. Diệp Thần Phong thế nào cũng nghĩ không thông. Từ trước cái kia nhìn thấy hắn tự thích đối với hắn mụ ồn ào bạo lực nữ cảnh sát, thế nào biến thành một cái nũng nịu, trầm mặc ít nói nữ nhân. Ngươi thế nào không nói lời nào, nếu không chúng ta tự ăn điểm ma la thang đi. Diệp Thần Phong nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một ma la thang quầy hàng, hắn biết trước bởi Diêu Liên Dung bệnh tình. Diêu Tô Mạn trong nhà tình trạng kinh tế nên không thế nào dạng,
dù sao hắn đối đồ ăn cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc. Cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân mệnh, ngày mai là ta mời ngươi ăn cơm chiều, chúng ta hay là đi khá một chút địa phương đi. Diêu Tô Mạn cắn cắn môi đỏ mọng ngoan cố nói rằng. Diệp Thần Phong trực tiếp kéo Diêu Tô Mạn bàn tay, sải bước vượt mức quy định đi đi, ta tự thích ăn mà là thang, ngươi không phải đã nói tối nay là mời ta ăn cơm không? Như vậy thì nên do ta tới quyết nghị. Diêu Tô Mạn bàn tay bị Diệp Thần Phong bàn tay cầm trong nháy mắt, trái tim chợt co rút một tí, dưới chân bước chân không tự chủ được theo Diệp Thần Phong đi, cổ họng trong cũng nói không nên lời phản bác tới. Nhìn bên cạnh Diệp Thần Phong gò má, Diêu Tô Mạn tâm bên ngoài có loại nói không rõ ràng lắm cảm giác, bất quá, nàng cũng không ghét Diệp Thần Phong dắt tay nàng, điểm này là có thể nhất định. Cùng từ trước nhìn thấy Diệp Thần Phong sẽ hồ đánh hồ giết Diêu Tô Mạn so sánh với, thời khắc này Diêu Tô Mạn dịu ngoan tượng một cái nhỏ cừu phổ thông. Thường thường thích một người, đều là từ không ghét cuối cùng. Chương 194, thật đáng yêu nữ nhân. Mềm mại, chân mềm xúc cảm, nhượng Diệp Thần Phong không kiềm hãm được tướng Diêu Tô Mạn ngọc thủ nắm được ngay một ít. Đằng hai người dắt tay đi tới Ma La Thang quầy hàng trước mặt thời gian, Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được Diêu Tô Mạn lòng bàn tay thượng rịn ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Hiện tại Diệp Thần Phong mới phát hiện nắm Diêu Tô Mạn thủ tựa hồ có chút không thích hợp, bọn họ hai cái có thể đều không phải bạn bè trai gái quan hệ, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không thể nói rõ. Từ trước Diêu Tô Mạn nhìn thấy hắn thời gian, giống như là tượng đúng thấy được cửu nhân thông thường. Phía trước gian hàng để 4-5 chương lẻ tẻ cái bàn, Diệp Thần Phong buông lỏng ra ngọc thủ của đối phương, cầm lấy chác ở trên giấy ăn, trước bang Diêu Tô Mạn xoa xoa không thế nào sạch sẽ cái ghế, lại xoa xoa mặt bàn, sau đó tự nhiên lộ ra một đạo sạch sẽ dáng tươi cười, nói rằng, hiện tại sạch sẽ, ngồi đi. Diệp Thần Phong biểu diễn năng lực vẫn là vô cùng tốt, dễ dàng hóa giải lúng túng tràng diện. Đôi má hơi phiếm hồng Diêu Tô Mạn, bị Diệp Thần Phong cái này nhất thật nhỏ cử động cấp xúc động, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đột nhiên ném vào nhất cục đá nhỏ, nhấc lên từng đợt nho nhỏ gợn sóng. Thông thường nữ nhân đều dễ bị chi tiết đả động, Diêu Tô Mạn cũng chút nào không ngoại lệ. Không nghĩ đến hắn còn rất chu đáo, Diêu Tô Mạn ở trong lòng âm thầm lầm bầm một câu. Lão bản, tới hai chén Ma La Thang. Diệp Thần Phong đối quầy hàng sau một người trung niên lão bản hô đạo. Tốt liệt, chờ chỉ chốc lát, tới ngay. Trung niên lão bản thẳng thắn hồi đáp. Khoảng chừng 5-6 phút sau, trung niên lão bản tự bưng hai đại chén Ma La Thang đi tới Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn bên cạnh bàn, hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng tiểu tử, bạn gái của ngươi rất đẹp a. Nhìn tại ngươi có như thế bạn gái xinh đẹp phân thượng, cái này hai chén Ma La Thang phân lượng ta thế nhưng thêm đủ a. Nói xong, trung niên lão bản sẽ không đẳng Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn phản bác đi trở về quầy hàng đằng sau. Diêu Tô Mạn nhìn trước mặt bốc hơi nóng Ma La Thang, nhấp mân môi đỏ mọng, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Diệp Thần Phong thanh âm đã truyền vào trong lỗ tai của nàng, ăn đi. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn đến Diệp Thần Phong vẻ mặt thản nhiên dáng dấp, Diêu Tô Mạn âm thầm mắng, Diêu Tô Mạn, người đang miên man suy nghĩ cái gì ni? Mới vừa rồi là lão bản đang nói đùa, Diệp Thần Phong đều không để ý. Ngươi còn muốn giải thích cái gì? Giải thích nhiều không chẳng khác nào là ở che giấu mà. Diêu Tô Mạn cúi đầu bắt đầu ăn xong rồi Ma La Thang, nhưng mà, đôi mắt đẹp thường thường hội liếc về phía ngồi ở đối diện nàng Diệp Thần Phong, chỉ thấy Diệp Thần Phong ăn khởi Ma La Thang tới là từng ngốn, trong miệng còn có thể không ngừng phát ra tiếng vang. Nhất điểm cũng không có tượng hình đáng nói. Bất quá! Theo Diêu Tô Mạn dáng vẻ như vậy nam nhân thẳng chân thật, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tại mùa đông giá rét, tại nhai vừa ăn thượng một chén Ma La Thang đặc biệt có cảm giác, chua chua cay cay vị đạo tại nhũ đầu thượng khuếch tán khai tới. Tròn nhất chén lớn Ma La Thang hạ đỗ sau đó, có thể xử cả người thân thể đều biến được ấm áp, đặc biệt thoải mái. Hai chén Ma La Thang chỉ tốn Diêu Tô Mạn 20 đồng tiền, nhìn đi tại bên cạnh mình Diệp Thần Phong. Nàng lại một lần nữa nói một tiếng cảm tạ. Nàng biết Diệp Thần Phong là cố ý muốn tới ăn Ma La Thang, bởi vì Ma La Thang đặc biệt tiện nghi, mà hiện tại nhà nàng tình trạng kinh tế lại đặc biệt quẫn bách. Ngày hôm nay ngươi đã nói hai lần cảm ơn nhiều, kỳ thực ta còn là tương đối thưởng thức trước đây cay cú ngươi, ngươi bây giờ trái lại nhượng ta có chút không thói quen. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Diêu Tô Mạn hơi sửng sốt một chút. Đôi má ửng đỏ nói rằng, trước ta thái độ đối với ngươi như vậy ác liệt,
cũng bởi vì 3 năm trước đây ngươi. Diêu Tô Mạn hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Ta đều đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, 3 năm trước đây sự tình đúng một hồi hiểu lầm, ta không phải cố ý muốn xông vào cục nữ tử phòng thay quần áo. Diệp Thần Phong vẻ mặt trong sáng vô tư nói rằng. Diêu Tô Mạn cắn chặt hàm răng, vậy lần trước ngươi ở đây cục trong phòng thẩm vấn đánh ta phần mông cũng là một hồi hiểu lầm sao? Diệp Thần Phong liếc một cái Diêu Tô Mạn có nhiều co giãn phần mông. Dường như cảm nhận được lúc đó phát đối phương phần mông thoải mái xúc cảm, ngoài miệng lại thượng nghiêm trang nói, sự tình lần trước hình như là ngươi muốn tại phòng thẩm vấn đối với ta dùng hình phạt riêng đi. Ta là bức bách cho không biết làm sao mới làm như thế. Diêu Tô Mạn phát giác Diệp Thần Phong đang trộm ngắm bản thân phần mông, trong lúc nhất thời trong lòng nổi giận hỗn hợp, dù sao nói như thế nào đều là ngươi đối, như vậy được chưa? Nói xong Diêu Tô Mạn tự bước nhanh hơn, hướng phía trước đi. Diêu Tô Mạn giọng nói chuyện, đào tượng đúng tiểu tức phụ tại cùng chồng của mình làm nũng ni. Diêu Tô Mạn đi tại trước mặt của mình, điều này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm có thể quang minh chính đại nhìn nàng cái mông. Một lát sau, Diệp Thần Phong cười khổ lắc đầu. Thầm nghĩ, nữ nhân đều là kẻ gây tai họa a. Hiện tại liền Uyển Đình sự tình cũng không có giải quyết tốt ni. Còn là không nên nghĩ nhiều nữa. Tiền phương cách đó không xa, nhai đạo bên cạnh là nhất nội quy khuông không nhỏ hồ nước. Tại hồ nước ngạn trên đê còn để cố định cái ghế, chắc là cung cấp cấp thị dân nghỉ ngơi, thưởng thức hồ nước mỹ cảnh dùng. Siêu Tô Mạn tại nhất trương trên ghế dài ngồi xuống. Vốn là muốn phải về biệt thự Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ lần lượt đối phương ngồi xuống, cũng không thể đủ bà Diêu Tô Mạn một mình bỏ ở nơi này đi. Mặt trời chiều chiếu rọi hạ hồ nước, trên mặt hồ dường như văng đầy bạc vụn, ba quang lân lân, rạng rỡ sinh huy. Tướng, mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn, những lời này biểu hiện đúng vô cùng nhuần nhuyễn. Diêu Tô Mạn đôi mắt đẹp theo hồ nước nhìn về phía bờ bên kia, khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay vì chiếu cố bệnh nặng mẫu thân Diêu Liên Dung, nàng thật đúng mệt mỏi, thậm chí là mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều thiếu thốn. Trên dưới mí mắt không kiềm hãm được nâng lên giá, 3-4 phút sau, nghiêng đầu một cái, Diêu Tô Mạn vậy mà dựa vào tại Diệp Thần Phong trên vai đang ngủ. Trận trận mùi thơm ngát chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, Diêu Tô Mạn sợi tóc tại Diệp Thần Phong trên gương mặt nhấp nhô, nhượng hắn cảm giác tô động. Cúi đầu nhìn ngủ say chính giữa Diêu Tô Mạn. Diệp Thần Phong trong lòng không có từ trước đến nay một trận đau lòng, Diêu Tô Mạn cái này bạo lực nữ cảnh sát thật đúng mệt mỏi, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, cũng không phải làm bằng sắt. Thỉnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, có thể dùng Diêu Tô Mạn lồi lõm có hứng thú thân thể hướng tới Diệp Thần Phong bên người chăm chú lại gần dựa vào. Ai ta tự người tốt làm được để đi, ngủ ở chỗ này nhưng là sẽ quan tâm. Diệp Thần Phong vươn tay tướng Diêu Tô Mạn ôm nhập ngực trong. Vừa mới bắt đầu tư tưởng của hắn rất thuần khiết, đối Diêu Tô Mạn tịnh không có cái đó ý nghĩ của hắn, chỉ là không muốn nhìn thấy đối phương quan tâm mà thôi. Nhưng mà, Diệu Mạn thân thể ôm nhập ngực trong sau đó, Diệp Thần Phong phát hiện không được bình thường, cảm thụ được trong lòng giai nhân thân thể mềm mại, bụng dưới tức khắc bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm. Diệp Thần Phong quyết định còn là không nên ôm Diêu Tô Mạn, tiếp tục như vậy hắn còn thật sợ mình hội cầm giữ không được ni. Thế nhưng ôm Diêu Tô Mạn cánh tay vừa định muốn lấy ra, Diêu Tô Mạn thân thể cũng động một tí, ngoài ý muốn lại một lần nữa xảy ra. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay chuẩn xác không có lầm bao trùm tại Diêu Tô Mạn bộ ngực no đủ thượng, năm ngón tay không nhịn được qua lại uốn lượn vài cái, đưa bàn tay chính giữa bánh bao lớn thưởng thức một phen. Ngoài ý muốn, đây thật là ngoài ý muốn a. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Diêu Tô Mạn, may mắn là đối phương không có từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Sợ rằng bằng không hắn lại muốn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hô! Cổ họng trong thật sâu hộc ra một chút sức lực, Diệp Thần Phong vậy mà có chút luyến tiếc tướng bao trùm tại Diêu Tô Mạn trước ngực no đủ thượng bàn tay rời, lại một lần nữa quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng nhu niết lên. Ân Diêu Tô Mạn trong lúc bất chợt mở mắt, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, nhìn Diệp Thần Phong gắt giọng, ngươi có sợ được rồi sao? Diệp Thần Phong đặc biệt tự nhiên tướng bàn tay của mình rời đi. Sau đó sờ sờ mũi, nói rằng, vừa rồi chỉ do ngoài ý muốn, ta xem ngươi đang ngủ, sợ ngươi cảm lạnh, cho nên mới ôm ngươi, tịnh không có nửa điểm cái khác tà ác tư tưởng. Diêu Tô Mạn từ Diệp Thần Phong ngực trong ngồi dậy, cắn cắn môi đỏ mọng, kiều hừ nói, vừa mới bắt đầu có thể nói là ngoài ý muốn, thế nhưng sau đó thì sao? Ngươi bàn tay thế nào còn?
Kỳ thực mới vừa rồi bị Diệp Thần Phong ôm nhập ngực trong thời gian, Diêu Tô Mạn Tửu đã tỉnh lại, thế nhưng không biết vì sao, nàng không có lập tức mở mắt ra, mở miệng ngăn cản, chỉ là mặc cho Diệp Thần Phong ôm thân thể của chính mình. Nhưng mà, đương Diệp Thần Phong một lần đùa bỡn trước ngực nàng cao ngất sau, cái này loại mãnh liệt kích thích cảm giác, có thể dùng Diêu Tô Mạn lại cũng vô pháp trang ngủ tiếp. Thời gian không còn sớm đi, không bằng chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong vội vã ngăn trọng tâm câu chuyện. Nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn đến dùng lãnh con ngươi theo dõi hắn Diêu Tô Mạn sau, cổ họng trong lúng túng nói, vừa rồi, mới vừa rồi là ta nhất thời nhịn không được, bằng không ngươi cũng sợ sợ ta. Coi như làm đúng huề nhau. Khanh khách lạc nhìn đến Diệp Thần Phong xấu hổ giải thích dáng dấp, Diêu Tô Mạn cổ họng trong phát sinh một tiếng cười duyên, ngọc thủ nhẹ nhàng gỡ gỡ bị gió thổi loạn sợi tóc, nói rằng, chỉ cho phép một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, còn có sau đó gọi Tô Mạn tả, không cho phép đối tỷ tỷ làm cái này loại hạ lưu sự tình. Không biết vì sao, lần này đối với Diệp Thần Phong sỗ sàng, Diêu Tô Mạn trong lòng dĩ nhiên là không tức giận được tới, thậm chí nhìn đến Diệp Thần Phong xấu hổ giải thích hình dạng, nàng cảm giác đặc biệt thành công tựu. Diệp Thần Phong nhìn đến khôi phục một ít mạnh mẽ nữ cảnh sát bản chất Diêu Tô Mạn, ngoan ngoãn hô một câu Tô Mạn tả. Dù sao mới vừa rồi là hắn nhìn không được mới ăn Diêu Tô Mạn đậu hủ, dùng một tiếng tỉ tỉ, để đổi vừa rồi đậu hủ, ra vẻ cũng không ăn thiệt thòi đi. Kỳ thực Diêu Tô Mạn còn là một cái thật đáng yêu nữ nhân. Chương 195, nhân sinh như chỉ như lúc ban đầu gặp. Mặt trăng tà đọng ở trong trời đêm, tượng nhất ngọn đèn sáng, treo cao tại màn trời chi thượng. Dương dương sái sái ánh trăng như nước chảy chút xuống xuống. Cấp yên tĩnh đêm tối tăng thêm một vòng sáng. Đứng tại Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân cửa Diệp Thần Phong, nhìn Diêu Tô Mạn tuyệt vời thân thể đi vào y viện sau, mới xoay người chuẩn bị ly khai. Diệp Thần Phong, nhớ kỹ, sau đó đều phải gọi ta Tô Mạn tả, không được làm tiếp hạ lưu như vậy chuyện, còn có cảm ơn ngươi. Đi vào bệnh viện Diêu Tô Mạn đột nhiên lại đi ra, hướng về phía Diệp Thần Phong không thế nào rắn chắc hình bóng thẹn thùng hô đạo. Diệp Thần Phong xoay người thời gian, Diêu Tô Mạn đã một lần nữa đi vào trong bệnh viện, cổ họng trong không khỏi đề cao vài phần âm lượng, đây đã là ngươi đêm nay nói lần thứ ba cảm tạ. Diệp Thần Phong không kiềm hãm được bà tay phải bàn tay đặt ở chóp mũi người một cái, trên bàn tay lưu lại Diêu Tô Mạn trên người tuyệt vời mùi thơm của cơ thể ni. Lẩm bẩm, cái này bạo lực nữ cảnh sát kỳ thực còn thật có ý tứ, bất quá tính cách quá mạnh hơn, nữ nhân cần phải tìm một có thể dựa vào nam nhân. Hai tay cắm vào trong túi quần, trong miệng thổi lên sung sướng huýt sáo, đêm nay Diệp Thần Phong tâm tình coi như đúng không tệ, vô duyên vô cớ nhận một cái nữ tỷ tỷ, còn vô duyên vô cớ ăn tỷ tỷ đậu hủ. Số phận thật đúng là một loại đặc biệt huyền diệu đồ đạc, nhớ kỹ không lâu bạo lực nữ cảnh sát nhìn thấy Diệp Thần Phong thời gian còn gọi đánh hô giết nghi. Có thể là tại bạo lực nữ cảnh sát yếu ớt nhất, sắp hướng số phận thỏa hiệp thời gian, Diệp Thần Phong đấu đá lung tung xông vào thế giới của nàng. Để cho nàng lần nữa thấy được mong muốn, cho nên hắn thái độ đối với Diệp Thần Phong mới tới một cái 180 độ chuyển biến. Diệp Thần Phong nhàn đình mạn bộ một đường đi tới Thiên Hải trên đường phố. Đang đi ra Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân phạm vi sau, quanh mình hoàn cảnh bắt đầu náo nhiệt. Thiên Hải, tại nước Hoa thuộc về một tòa một đường thành thị, đến buổi tối trên đường phố trái lại so với ban ngày còn muốn náo nhiệt ni. Ban ngày các hành nghiệp nhân sĩ đều nên vì công tác mà bận rộn. Đến buổi tối tự nhiên mà vậy phải ra khỏi tới buông lỏng một chút, tại KTV hát một chút ca, đi buổi chiếu phim tối bà muội, thỉnh thoảng khả năng còn muốn làm cho cái nhất dạ tình và vân vân. Cuộc sống như thế phương thức mới thuộc về hôm nay một đời thanh niên nhân. Diệp Thần Phong đêm nay không biết vì sao, không muốn sớm như vậy hồi biệt thự, mạn không mục đích tại trên đường phố đi dạo, cùng một đúng đúng cặp tay tình lữ gặp thoáng qua. Đời trước Diệp Thần Phong chưa từng như vậy nhàn nhã qua. Đừng nói là đi dạo phố, coi như là muốn phải ngủ cái an giấc đều cơ hồ đúng chuyện không thể nào, phần lớn thời gian đều là ở huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ chính giữa vượt qua. Hắc, cô nàng, chớ a, có muốn hay không ca ca chơi với ngươi chơi? Ca ca trên giường của ta công phu thế nhưng rất tốt, cam đoan có thể cho ngươi thỏa mãn tới cực điểm. Bỏ đi, ta không nhận thức ngươi. Cô nàng, ta xem người uống say huân huân, vừa nhìn chính là đi ra bán, người cũng không cần ở trước mặt ta trang tinh khiết, nói cái giá đi. Ba, một cái tát vang dội thanh. Cô nàng, người còn dám động thủ.
Ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nguyên bản ca ca ta còn muốn một người hưởng thụ ngươi, hiện tại ta đổi ý, ta muốn cho huynh đệ của ta chơi với nhau ngươi. Khắc khẩu thanh âm truyền vào Diệp Thần Phong trong lỗ tai, cách đó không xa. Nhất quán rượu trước cửa, ba gã tóc đủ mọi màu sắc thanh niên ngăn cản một gã trẻ đẹp nữ nhân đường đi, trong đó hai gã tóc nhuộm thành lục sắc cùng màu xanh nhạt thanh niên đi lên kéo lại tay của nữ nhân cổ tay. Mà một gã khác tóc đỏ thanh niên còn lại là cười híp mắt đứng tại trước mặt nữ nhân, hắn chính là mới vừa rồi bị nữ nhân xúy cái tát người, nhu nhu khuôn mặt thượng nhỏ nhẹ đau đớn. Cười nói, tiểu biểu tử, ngươi cho chúng ta thành thật một chút, bằng không đợi đến trên giường có ngươi đẹp mắt, không biết ngươi có không có. Đợi ca ca ta cho ngươi thoải mái thoải mái. Hồng đầu ca, cái này tiểu biểu tử miệng ta trước dự định, nhìn nàng cái này khéo léo miệng. Làm nhất định rất hăng hái. Tóc xanh thanh niên nuốt nước bọt nói rằng, hồng đầu ca, như vậy tiểu biểu tử trước mặt của do ta tới đối phó đi. Tóc xanh thanh niên không khỏi nhìn về phía nữ nhân nửa người dưới. Dự định cái giám, đương nhiên là do ta trước toàn bộ hưởng thụ một lần, kế tiếp ba người chúng ta lại thay phiên phân công. Tóc đỏ thanh niên hướng phía trên mặt đất khạc một bãi đàm mắng. Các người buông, các người buông. Hai tay bị chế trụ xinh đẹp nữ nhân bắt đầu giãy giụa lên. Thân thể uốn éo biên độ phi thường lớn, tại tóc hồng thanh niên bọn họ xem ra cô nàng này đều không phải tại giãy giụa, mà là đang làm cho mê hoặc a. Tóc hồng thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, quát dẹp đường, mã cái bức bách, ngươi ở đây hô một tiếng thử nhìn một chút. Cẩn thận ta tại trên đường cái bả y phục của ngươi cấp lột sạch. Xinh đẹp nữ nhân quả nhiên không nói, cũng không giãy giụa nữa, chỉ là ánh mắt trực câu câu nhìn phía trước cách đó không xa. Hai người các ngươi cùng ta học một chút, cái này kêu là làm khí phách hiểu không? Các ngươi hồng đầu ca ta là khí phách chắc lậu. Hồng đầu tuổi còn trẻ vung một tí hắn phiêu giật tóc dài, đối hai gã tiểu đệ nói rằng. Lão đại, cái này kỹ nữ hình như không là bởi vì ngươi mới không nói lời nào, ngươi xem một chút đằng sau. Tóc xanh thanh niên chép miệng mong chờ nói rằng. Tóc xanh thanh niên cũng theo gật đầu. Đằng sau có cái gì tốt nhìn? Chẳng lẽ hai người các ngươi phải nói cho ta biết tới sao? Tóc hồng thanh niên không cho là đúng xoay người lại, nhìn đến một gã cùng bọn họ không sai biệt lắm đại niên kỷ nam nhân chính mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bị hắn hai gã tiểu đệ chế trụ nữ nhân. Này, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Cấp ta cút sang một bên, ở đây đối với ngươi chuyện gì? Tóc hồng thanh niên hướng phía cách đó không xa nam nhân quát dẹp đường. Tên này thanh niên nam nhân không phải là tại trên đường phố đi dạo Diệp Thần Phong sao? Mà bị tóc xanh thanh niên cùng tóc xanh thanh niên chế trụ nữ nhân không phải là Triệu Uyển Đình sao? Nhận được trái phải hai bên đèn neon sáng lạn, ầm ĩ tiếng nhạc ở trong không khí quanh quẩn. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình dường như cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy thông thường. Chỉ là hai hai nhìn nhau. Hồi lâu, thật lâu. Hình như có một thế kỷ như xa xôi. Triệu Uyển Đình viền mắt hồng, vượt qua tới vượt qua hồng, nước mắt dường như khai áp vòi nước cuồng bừng lên. Nhai đạo bên kia một cửa tiệm cửa hàng trong, không biết lúc nào phóng khởi một bài Trương Tịnh Dĩnh chúng ta đâu có. Tốt sao, câu nói đầu tiên ngạnh ở hầu. Thành thị, đương bối cảnh ảo ảnh. Chúng ta, tượng ngăn nhất toàn bộ vũ trụ. Tài kiến, đều hóa thành hư không. Chúng ta đâu có tuyệt không buông ra tường hỗ dắt thủ. Diệp Thần Phong, một bước hướng phía Triệu Uyển Đình đi tới, khi đi đến Triệu Uyển Đình trước mặt thời gian, Triệu Uyển Đình đã là mạnh mẽ nhìn xuống nước mắt, chỉ là trên khuôn mặt vệt nước mắt, cùng hồng hồng viền mắt, có thể chứng minh nàng vừa rồi quả thực đã khóc. Thật là đúng dịp a. Triệu Uyển Đình lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Diệp Thần Phong lộ ra một vòng đau lòng dáng tươi cười, Uyển Đình, ngươi gầy. Giờ khắc này, tóc hồng thanh niên, tóc xanh thanh niên cùng tóc xanh thanh niên hoàn toàn bị Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình trở thành không khí. Tóc hồng thanh niên mắng, tiểu tử, ngươi sống không nhịn được đi. Ngươi lẽ nào nghe không hiểu ta lời mới vừa nói sao? Phanh! Diệp Thần Phong trả lời tóc hồng thanh niên đúng mạnh mẽ một cước, trực tiếp tướng đối phương rơi vào ven đường một cái trong thùng rác, sau đó nhìn về phía còn nắm Triệu Uyển Đình thủ đoạn tóc xanh thanh niên cùng tóc xanh thanh niên. Trong mắt lạnh như băng, nhượng hai cái này tên côn đồ theo bản năng buông lỏng tay ra, đón dưới chân một cái lảo đảo, nhất phần mông ngồi trên mặt đất, bọn họ hai cái bị Diệp Thần Phong khí thế trên người cấp áp đảo,
không cần xuất thủ, bọn họ hai cái chỉ biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Ta tống ngươi về nhà đi. Diệp Thần Phong trong con ngươi lạnh giá tiêu thất, ôn nhu hỏi Triệu Huyền Đình. Ân, Triệu Huyền Đình thấp giọng trả lời một câu. Màu ngân bạch ánh trăng làm nổi bật Diệp Thần Phong cùng Triệu Huyền Đình hình bóng, hai người rất ăn ý đều không có nói ra đánh xe taxi trở lại, chỉ là một đường yên lặng đi tới, đi tới. Khoảng chừng đi hơn 2 giờ, mới đi tới Triệu gia biệt thự cửa. Diệp Thần Phong cuối cùng là lên tiếng, Huyền Đình, kỳ thực. Không đợi Diệp Thần Phong nói xong, Triệu Huyền Đình liền nói, Thần Phong, sự tình trước kia không đề cập nữa, tốt sao? Hiện tại ta thật qua rất tốt, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng điều không phải. Xem ra, Triệu Huyền Đình vẫn là không có nghĩ thông suốt, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó gật đầu, hắn biết cảm tình loại chuyện này cường không thể có, nhất định phải Triệu Huyền Đình tự mình nghĩ người tài năng được. Tốt, Thần Phong, không nói, ta có chút mệt nhọc. Ta muốn đi nghỉ ngơi, người cũng nhanh một ít trở về đi. Nói xong, Triệu Huyền Đình tự xoay người lại. Tự như cùng lần trước Triệu Huyền Đình nói không cần Diệp Thần Phong phụ trách giống nhau, tại nàng xoay người sát na, nước mắt tự như cùng vỡ đê hồng thủy, cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra. Diệp Thần Phong nhìn Triệu Huyền Đình đi vào Triệu gia biệt thự hình bóng, hồi lâu, mới xoay người ly khai. Nhân sinh như chỉ như lúc ban đầu gặp. Diệp Thần Phong không khỏi hồi tưởng lại, đệ nhất lần tại chợ đêm dược liệu chợ cùng Triệu Huyền Đình gặp phải tràng cảnh. Chương 196, thiên đường có đường ngươi không đi. 12 tháng mạt, thiên hải nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, đối với nhất tòa quốc tế hóa đại đô thị mà nói, nhiệt độ không khí cao thấp ảnh hưởng chút nào không được, các nữ nhân loay hoay phong tao nhiệt tình. Theo màn đêm đánh xuống, nhai bên sáng lên nhất ngọn đèn đèn đường. Lại một ngày sống về đêm cuối cùng. Nhai đạo bên cạnh buổi chiếu phim tối chính giữa, ngẫu nhiên mở cửa lúc, hội tiết hiển lộ kích động lòng người tiếng nhạc, có thể câu dẫn ra niên thiếu các thiếu nữ vô tận mộng tưởng. Hai bên đường phố có chút cửa hàng trước cửa, còn đứng ăn mặc các loại nhan sắc tất chân nữ nhân, y phục trên người cũng bại lộ không gì sánh được, thậm chí ngay cả để khố cũng không có mặc, dường như các nàng cũng không cảm giác lạnh giá phổ thông, không ngừng hướng phía ven đường đi qua các nam nhân liên tiếp ngoắc. Khuôn mặt thượng vẫn là chọc cho các nam nhân trìu mến khuôn mặt u sầu. Người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết, những nữ nhân này chính là cái gọi là tiểu thư. Nửa tháng công phu trong chớp mắt. Thắng thiên hội thành viên tại dùng ăn nửa tháng hoàng sắc cự mãng thịt phan sau khi ăn xong, thân thể cùng với cốt cách cường hãn trình độ rõ ràng là lật gấp đôi, hơn nữa Diệp Thần Phong tự mình viết ra bộ kia huấn luyện phương án. Hôm nay chỉ sợ là phổ thông trong quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ. Cũng sẽ không đúng thắng thiên hội thành viên đối thủ. Tục ngữ nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, đêm nay chính là thắng thiên hội chính thức leo lên thiên hải cái này đại sân khấu cuộc sống, thắng thiên hội thành viên chờ đợi ngày này, cũng từng đợi lâu lắm, quá lâu. Hôm nay thực lực của bọn họ còn hơn từ trước hiếu thắng hãn thượng không ngừng nhất tinh nửa điểm, bọn họ hy vọng máu tươi, hy vọng tàn sát, hy vọng bản thân thời gian tới có thể đạt được cao hơn đỉnh phong. Thanh Long hội tại Thiên Hải thuộc về một cái tam lưu dưới đất quyền lợi, tổng cộng nhân số tại 600 người tả hữu. Tại Long Nha hội đổi tên là Thắng Thiên hội cái này đoạn công phu, thừa dịp quản lý trước kia Long Nha hội danh hạ sản nghiệp thành viên tách ra Thiên Hải vùng ngoại thành, Thanh Long hội người thứ nhất cuối cùng đối Long Nha hội sản nghiệp tóm thâu. Theo Thanh Long hội động thủ, quanh mình tiểu bang hội cũng sôi nổi đối Long Nha hội sản nghiệp động thủ, dù sao bọn họ biết Long Nha hội thành viên tách ra Thiên Hải vùng ngoại thành. Tới cho nguyên do trong đó, bọn họ không cần phải đi để ý tới. Bọn họ chỉ biết là giả thiết chế một bước nữa tự không chiếm được tiện nghi. Tại ngắn ngủn lưỡng địa lợi gian nội, Long Nha hội danh hạ tất cả sản nghiệp toàn bộ bị cái khác bang hội cấp qua phân, trong đó đếm Thanh Long hội chiếm cứ tối đa. Cho nên, đêm nay thắng thiên hội mục đích chính là Thanh Long hội, trước kia Long Nha hội danh hạ sản nghiệp, không phải là hôm nay thắng thiên hội sản nghiệp sao? Diệp Thần Phong sẽ làm bọn người kia thế nào nuốt đi ra? Như thế nào đi nữa nhổ ra, thậm chí để cho bọn họ tại Thiên Hải từ nay về sau biến mất cũng không sao cả. Thắng Thiên Hội là một mới bang hội, ngắn nhất thiếu chính là, ngoan, một cái bang hội quật khởi thiết yếu phải nhớ kỹ cái chữ này, chỉ cần ngươi điên rồi, người khác cũng không dám đạp phải đầu của ngươi đi xuống. Hôm nay Thắng Thiên Hội còn chưa đủ lai lịch cùng Thiên Hải đại hình bang hội gọi nhịp, cho nên phải từ tiểu bang hội động thủ. Dần dần mở rộng quyền lợi mới được.
Hồng Diệu quán ba, đúng Thanh Long hội tổng hội chỗ, tại Thiên Hải cũng coi là một cái chính giữa xa hoa quán ba. Tương đối thích hợp thành phần tri thức, lão bản giai cấp đến đây tiêu phí. Phía ngoài trang hoàng đương nhiên cũng so với phổ thông quán ba tốt hơn không thiếu, nhân viên phục vụ cũng toàn bộ là xinh đẹp muội tử, ăn mặc nhất trí nữ phó trang, luôn luôn đều có thể câu dẫn ra nam nhân trong lòng hỏa diễm. Đương nhiên, tới quán ba tiêu phí không nhất định là nam nhân. Vẫn có rất nhiều tịch mịch phong phú nữ nhân, giả thiết nữ nhân có một chút đặc thù yêu cầu, ở đây cũng hội cung cấp phục vụ, cam đoan, con vịt, chất lượng tương đối ưu tú, có thể cho tất cả nữ khách hàng vừa lòng. Công phu đã từng tới gần buổi sáng 11 giờ đúng. Hồng Diệu quán ba, một chỗ góc chỗ ngồi đang ngồi một gã hơn 20 tuổi thanh niên, đen thùi đôi mắt. Ba đào không tự chủ được, đường viền rõ ràng khuôn mặt, đối với nữ nhân có một loại đặc thù lực hấp dẫn, phối hợp thượng toàn thân hắc sắc quần áo, phảng phất là dường như trong tiểu thuyết đi ra mỹ nữ tử phổ thông. Thanh niên từ 8 giờ cuối cùng liền rời đi Hồng Diệu quán ba, muốn hai chát bia, một người không nhanh không chậm uống. Tiểu soái ca, có muốn hay không cùng ngươi uống vài chén? Sau đó chúng ta mở gian phòng cùng vui đùa một chút, ta cam đoan có thể cho ngươi cảm nhận được thân thể nữ nhân lớn nhất lạc thú. Một gã nùng trang tươi đẹp Việt nữ nhân đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi lên, nửa người dưới ăn mặc nhất điều váy ngắn, dài nhỏ trên hai chân bộ hai điều hắc sắc tất chân, nhìn không nữ nhân nửa người dưới lời nói đích thật là một cái cực phẩm đồ đạc. Bất quá, giả thiết khi ngươi cúi đầu thấy nàng khuôn mặt lúc, người hội càng thêm cảm thấy cực phẩm, loại vật này nữ nhân căn bản là không vào được Diệp Thần Phong mắt. Bên cạnh trên người nữ nhân thấp kém mùi nước hoa, nhượng Diệp Thần Phong mũi không tự chủ được mặt nhăn, hướng tới trong miệng ực một hớp bia, nhìn thoáng qua công phu, thầm nghĩ, không sai biệt lắm, bọn họ vậy cũng sắp đến đi. Tiểu soái ca, người thế nào không để ý tới người ta à? Người ta thế nhưng tự động cho người đưa tới cửa ni. Nùng trang tươi đẹp Việt nữ nhân hướng tới Diệp Thần Phong bên cạnh lại gần dựa vào, kiều tích tích nói rằng. Diệp Thần Phong khóe miệng hiển lộ một vòng khuôn mặt u sầu, vươn tay tại nữ nhân có chút rủ xuống cao ngất thượng sờ soạng một cái, sau đó nói, ta Diệp Thần Phong không có gọi tiểu thư ham mê, huống hồ trên người ta không có tiền, ngươi nếu là tình nguyện cho ta thu lệ phí phục vụ lời nói, ta cũng không phải chú ý hưởng dụng một lần. Nùng trang tươi đẹp Việt nữ nhân rõ ràng là sửng sốt. Khẩn đón thần sắc mỹ quan đi tới, quát dẹp đường, tốt ngươi cái tiểu bạch khuôn mặt, không có tiền ngươi mù đình lại lão nương công phu làm gì. Ngươi vừa rồi sờ soạng lão nương nắm, cầm 1.000 đồng tiền đi ra, chuyện này coi như. Nữ nhân này thật đúng là hội sư tử đại mở miệng ni. 1.000 đồng tiền, cũng muốn nhìn nàng có đáng giá hay không cái giá tiền này a. Tượng nàng loại vật này, theo Diệp Thần Phong coi như là hưởng dụng 5 ngày 5 dạ. Cũng tối đa tiêu pha vài trăm đồng tiền đi. Hôm nay chỉ là sờ soạng một cái sẽ hoa 1.000 đồng tiền. 3. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay chính giữa nhất lon không có mở ra bia, trực tiếp bạo liệt ra, màu vàng bia chảy Diệp Thần Phong một tay, tùy ý lắc lắc thủ thượng rượu tí, lần thứ hai nhìn về phía nữ nhân hỏi, hôm nay ngươi còn muốn hỏi ta cầm 1.000 đồng tiền sao? Nùng trang tươi đẹp về nữ nhân nắm chặt song quyền, toàn thân không cổ họng tựu ra đi. Bất quá, không bao lâu, nàng lại mang 5 người đàn ông về tới Diệp Thần Phong trước mặt, nữ nhân đối bên cạnh giữ lại hai chòm râu, trên đầu cột bạch sắc băng vải nam nhân nói, chính là hắn, tiểu tử này muốn ăn lão nương ăn không? Cúi đầu Diệp Thần Phong dần dần dơ lên, khi thấy râu nam lúc, lặng yên cười nói, không nghĩ đến chúng ta còn có thể gặp mặt. Trước mặt cái này râu nam không phải là ban đầu ở Tương Nhã Tử Điếm, xông vào Diệp Thần Phong bọn họ bao xương râu nam sao? Dâu nam nhìn đến Diệp Thần Phong tướng mạo sau, thần sắc kịch biến, dù sao thiên Diệp Thần Phong xuất thủ cực kỳ ngoan lệ, cho hắn trong lòng để lại không nhỏ ám ảnh. Bất quá, lập tức chấn định đi tới, dâu nam nhưng thật ra là Thanh Long hội một cái tiểu đầu mục, hôm nay tại bản thân trên địa bàn, chẳng lẽ còn có thể sợ trước mặt người thanh niên này. Tuy rằng thực lực của đối phương đặc biệt sợ rằng, thế nhưng con kiến nhiều đều có thể gặm tử voi, hôm nay tại Hồng Diệu quán ba. Lẽ nào đối phương còn có thể trở mình được dậy sóng hoa tới sao? Địa ngục có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông ra đi. Dâu nam lui về phía sau 3-4 bước, phòng ngừa Diệp Thần Phong đột nhiên bạo khởi, duy trì liên tục nói rằng, đêm nay, ta sẽ cho ngươi biết hôm nay xã hội đã từng điều không phải đơn đả độc đấu thời đại, ta chờ nhìn ngươi bị loạn đao chém chết. Đối, vừa vặn ngươi oan gia cũng ở nơi đây,
ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút môn? Dâu nam vừa mới dứt lời, ba gã nam nhân liền đem hai gã toàn thân không có xuyên một bộ y phục nữ nhân kéo đi ra. Cái này hai gã nữ nhân không phải là trước đây cùng Diệp Thần Phong cùng ăn cơm cổ viện cùng Hạ Tĩnh sao? Kéo hai nàng đi ra ngoài ba gã nam nhân không phải là Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ sao? Bọn họ cái này là đang làm gì? Cổ viện đều không phải Thạch Diệp nữ oan ra sao? Mà Hạ Tĩnh đều không phải Đinh Vĩ nữ oan ra sao? Hai nữ nhân này đúng ba người bọn hắn tự mình đưa đến trước mặt của ta, ba người bọn hắn hôm nay đã từng là chúng ta Thanh Long hội người. Mà hai nữ nhân này đại khái bị hai mươi mấy người nam nhân thay phiên thượng một lần đi. Dâu nam tùy ý nói rằng, cổ viện cùng Hạ Tĩnh hai nàng, trên thân thể hiện đầy vết thương, hai con người chính giữa không ngừng tràn ra nước mắt, vốn có hai người bọn họ trải qua sự tình lần trước sẽ cùng Giang Thiếu Kỳ bọn họ đoạn cái đó gặp gỡ, thế nhưng hai người bọn họ bị Giang Thiếu Kỳ bọn họ đổ dược vật, sau khi tỉnh lại ngay Hồng Diệu quán ba. Với lại không ngừng bị bất đồng nam nhân cấp. Giang Thiếu Kỳ ba người bọn họ sở dĩ phải làm như vậy, đúng đắc tội không nổi Thanh Long hội a. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không hối hận làm ra lựa chọn như vậy, trái lại tâm bên ngoài còn hài lòng lắm. Bởi vì bọn họ đã từng là Thanh Long hội thành viên. Diệp Thần Phong đen thùi hai con ngươi từ từ lạnh như băng đi tới, hỏi, ngươi là Thanh Long hội người. Hôm nay Thắng Thiên hội mục đích chính là Thanh Long hội. Giờ khắc này Diệp Thần Phong càng thêm xác định muốn cho Thanh Long hội tại Thiên Hải hoàn toàn biến mất. Chương 197, Hủ chính giữa chóc miết. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối cổ viện cùng Hạ Tĩnh hai nữ nhân này cũng không quan tâm, thế nhưng dâu nam bọn họ làm như vậy đã là đột phá Diệp Thần Phong lằn danh, tự người như thế căn bản cũng không xứng sống trên thế giới này. Thế nào, biết ta là Thanh Long hội người, ngươi còn dám ở chỗ này làm càn? Biết Hồng Diệu Tử Ba là địa phương nào sao? Đúng Thanh Long hội tổng hội chỗ, ngày hôm nay nếu người đã đến rồi, như vậy thì đừng nghĩ bình yên vô sự đi ra ngoài. Ở địa bàn của mình, dâu nam tràn đầy sức mạnh, phân phó sau lưng tiểu đệ, đêm nay Hồng Diệu Tử Ba không buôn bán, bà sở hữu khách nhân đều mời đi ra ngoài. Đợi cho Hồng Diệu Tử Ba khách nhân toàn bộ sau khi rời đi, dâu nam lại gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. 2 phút sau, chừng 30 danh thủ chỉ khảm đao đại hán tự vội vã chạy đến, dâu nam không tin, cho dù Diệp Thần Phong từng binh sĩ thực lực có bao nhiêu cường hãn, vẫn có thể địch nổi chừng 30 danh thủ chỉ khảm đao hán tử sao. Chính cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ mà. Diệp Thần Phong cực kỳ tính táo ngồi xuống, tối nay là Thắng Thiên hội sở hữu thành viên sân khấu, cũng không phải hắn Diệp Thần Phong sân khấu, nói cách khác đêm nay diễn viên đều không phải Diệp Thần Phong. Hướng tới trong miệng ngực một hớp bia, Diệp Thần Phong đạm mạc nói rằng, sân các ngươi bây giờ còn có thể đủ nói, thì bấy nhiêu vài câu đi. Qua đêm nay, Thanh Long hội tướng triệt để tại Thiên Hải tiêu thất. Ha ha ha, dâu nam càn rỡ cười to lên, quát dẹp đường, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ là đầu xảy ra vấn đề sao? Bằng vào một mình ngươi đã nghĩ muốn một mình đấu Thanh Long hội. Biết Thanh Long hội có bao nhiêu thành viên sao? 678 tên, mỗi người một búng nước miếng tựu cũng đủ đem ngươi cấp chết đuối. Chúng ta không nên cùng hắn nhiều lời, trực tiếp bả tay chân của hắn khảm xuống được, ta tốt cùng ca ca ngươi sảng khoái sảng khoái. Tên nùng trang tươi đẹp Việt nữ nhân kéo dâu nam cánh tay, trước ngực rủ xuống cao ngất không ngừng cọ tay của đối phương cánh tay. Dâu nam tâm tình không tệ nắm một cái nữ nhân bộ ngực cao ngất, nói rằng, chuyện này không vội, ta còn muốn từ từ dần vặt tiểu tử này ni. Đứng tại dâu nam bên cạnh Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vi ánh mắt hí ngược nhìn Diệp Thần Phong, tại ba người bọn hắn xem ra Diệp Thần Phong người như thế sớm nên có như vậy kết quả. Giang Thiếu Kỳ đối dâu nam đề nghị, đại ca, lần trước tiểu tử này hai nữ nhân bên cạnh thế nhưng mỹ nữ mỹ hoa nữ a. Nếu như tiểu tử này nguyện ý bả hai cái mỹ nữ dâng ra tới, chúng ta đảo là có thể lo lắng tha hắn một lần. Lúc nói chuyện, Giang Thiếu Kỳ còn đối dâu nam nháy mắt một cái. Bất kể Diệp Thần Phong có thể hay không giao ra Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, dâu nam khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Theo Giang Thiếu Kỳ, Diệp Thần Phong người có sẽ làm ra giống như bọn họ lựa chọn, Thanh Long hội đều không phải phổ thông người có thể đối phó, dùng này Giang Thiếu Kỳ cũng muốn chứng minh bọn họ trước đây bà cổ viện cùng Hạ Tĩnh giao ra đây cách làm nhất điểm đều không sai. Lại có một chút, Giang Thiếu Kỳ quả thực còn đối Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết nhớ mãi không quên ni. Nhất nghĩ đến Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết xinh đẹp, nửa người dưới của hắn tự hỏa cấp hỏa liệu. Dâu nam tha có thầm ý gật đầu,
nói rằng, tiểu tử, nếu như ngươi có thể bả lần trước cùng với ngươi hai cái mỹ nữ giao ra đây lời nói, ta đảo là có thể lo lắng tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi muốn gia nhập vào chúng ta Thanh Long Hội, cũng không phải là không thể được. Nguyên bản cúi đầu uống bia Diệp Thần Phong, ngẩng đầu lên, nguyên bản tính táo khuôn mặt thượng hiện lên một vòng, khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười lạnh như băng. Thanh âm những người nghe xong lạnh rơi cha, các ngươi không nên nỗ lực khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, có mấy lời không phải là các ngươi có thể nói. Tiểu tử, ngươi cho là chính ngươi là ai? Nơi này là Thanh Long Hội tổng hội chỗ, ngươi còn là ngoan ngoãn bả hai nữ nhân kia giao ra đây đi. Nhưng chúng ta cùng nơi thật tốt hưởng thụ một chút, đương nhiên ngươi cũng có thể cùng nhau gia nhập. Lần trước tại Tương Nhã Tửu Điếm, ngươi đều không phải rất nghiêu bê sao? Những ba người chúng ta thể diện quét rác. Đến loại thời điểm này ngươi cũng đừng lại mạng của ngươi đều nếu không có. Chúng ta tuyệt đối không hội cười nhạo ngươi, đến loại thời điểm này người bình thường đều đúng hội như vậy lựa chọn. Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ sôi nổi mở miệng trêu đùa. Có Thanh Long Hội ở sau lưng chi trì, ba người bọn hắn cũng không sợ Diệp Thần Phong. Ba, Nhất Lon không có mở ra bia, lại một lần nữa tại Diệp Thần Phong bàn tay chính giữa bạo liệt ra, cho nên ba người các ngươi tự làm như vậy. Có thể xuất sinh cũng sẽ so với ba người các ngươi nhiều vài phần tình người vị đi. Nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tốt như vậy tốt hưởng thụ Thanh Long Hội chiêu đãi đi. Dâu Nam bộ mặt biểu tình giữ tợn quát dẹp đường. Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ ba người thủ chính giữa cũng cầm khảm đao, ba người bọn hắn không có nghĩ đến. Đến loại thời điểm này Diệp Thần Phong lại còn không thỏa hiệp. Cái này không phải nói rõ bọn họ trước lựa chọn là sai lầm sao? Bọn họ tại sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh? Hận không thể lập tức xung sơn đi tướng Diệp Thần Phong đại tá tám đồng. Kỳ thực Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ ba người vẫn là tại lừa mình dối người mà thôi. Từ bọn họ lựa chọn tướng cổ viện cùng Hạ Tĩnh Thôi hướng Dâu Nam đúng thời gian, ba người bọn họ nhân tính cũng đã mất đi. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Diệp Thần Phong trên cổ tay đồng hồ đeo tay kim dây không ngừng chuyển động phát ra tiếng vang. Thời gian bây giờ đúng 10 giờ 59 phân. Có nữa một phút đồng hồ tựu đến 11 giờ đêm chỉnh. Đát 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 đát. Tại Dâu Nam sau lưng chừng 30 tên đại hán chuẩn bị động thủ thời gian, chỉnh tề có tự cước bộ thân truyền ra Hồng Diệu Tửu Ba. Khẩn đón, Hồng Diệu Tửu Ba đại môn bị đẩy ra, 300 nhiều tên ăn mặc thống nhất hắc sắc quần áo, thủ chính giữa mang theo sáng như tuyết khảm đao nam nhân khí thế hung hăng đi đến. Dẫn đầu một người trung niên nam nhân không nhìn Dâu Nam đám người, một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, Diệp Thiếu, chúng ta tới chậm. Tên này dẫn đầu nam nhân không phải là Phương Nam Tường mà. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, không có tới muộn, đâu có đúng 10 điểm chỉnh, các ngươi còn đến sớm một phút đồng hồ ni. Đột nhiên, tràn vào tới 300 nhiều danh thủ chỉ khảm đao nam nhân, những Dâu Nam đám người đầy đủ sửng sốt hơn một phút đồng hồ. Sau đó mới nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, các ngươi là ai? Ta đều không phải sớm tựu đã nói qua sao? Qua đêm nay, Thanh Long Hội tướng triệt để tại Thiên Hải tiêu thất. Diệp Thần Phong lạnh giá nói rằng, đây là có chuyện gì? Là ai dám đến chúng ta Thanh Long Hội tới quấy rối? Từ Hồng Diệu Tửu Ba lầu 2 đi xuống một gã lưng hùm vai gấu nam nhân khuôn mặt trên có nhất điều làm cho lòng người hàn đao ba, thắt lưng gian biệt một thanh khổng lồ khai sơn đao. Người này là Thanh Long Hội hội trường, bởi vì trong thân thể có lực lượng cường hãn, cho nên đạo người trên đều gọi hắn là gấu chó. Gấu chó ngược lại cũng không hổ là một hồi chi trường, nhìn thấy Hồng Diệu Tửu Ba trong chào đầy 300 nhiều danh thủ chỉ khảm đao nam nhân, khuôn mặt thượng tịnh không có biểu hiện ra quá nhiều thất kinh. Dâu Nam đi tới gấu chó bên cạnh, vội vã bả chuyện nơi đây cấp đầu đuôi nói một lần. Gấu chó ánh mắt rậm rạp nhìn về phía bình yên ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong, đắc tội chúng ta Thanh Long Hội người không có một cái có tốt kết quả, người cho là chỉ dựa vào 300 nhiều người là có thể tướng chúng ta Thanh Long Hội cấp tận diệt. Hiện tại ta cấp ngươi hai lựa chọn, một là mang theo nhân mã của ngươi thượng rời đi nơi này, hai là các ngươi mọi người mệnh tang Hồng Diệu Tửu Ba. Thanh Long Hội tổng nhân số cũng chỉ có hơn 600 người, cho nên gấu chó không muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Tuy rằng hắn biết Thanh Long Hội thắng tỷ lệ cơ hồ là 100%, thế nhưng tại thắng lợi đồng thời, Thanh Long Hội cũng hội nỗ lực tương đương giá cao thảm trọng, như vậy đặc biệt tính không ra. Ta lựa chọn người thứ ba, đó chính là đêm nay qua đi,
các ngươi Thanh Long hội tướng tại Thiên Hải hoàn toàn xóa tên. Diệp Thần Phong hoàn toàn không có bả gấu chó lời nói coi ra gì tình. Nhìn Trương từ đầu đến cuối gợn sóng không khỏi thanh tú khuôn mặt, gấu chó nổi giận, hắn dầu gì cũng là đường đường Thanh Long hội hội trường, từ trong túi móc ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Khoảng chừng 3-4 phút sau, lại một lần nữa có một số đông người ôm vào Hồng Diệu Tử Ba, nhân số đầy đủ đúng Thắng Thiên hội nhiều gấp đôi, khoảng chừng có hơn 600 người. Nhưng mà, Thắng Thiên hội thành viên nhìn đến nhân số của đối phương so với chính mình bên này nhiều gấp đôi, khuôn mặt thượng không có lo lắng thần sắc, trái lại nhiều một vòng hưng phấn, một đám lẻ lưỡi liếm môi, một bộ cực độ là huyết dáng dấp. Các ngươi chỉ có 300 nhiều người, chúng ta Thanh Long hội tổng nhân số có hơn 600 người, hiện tại ngươi hối hận sao? Cái này hoàn toàn là mà, đêm nay các ngươi một cái cũng mơ tưởng đi ra Hồng Diệu Tử Ba. Cái này đúng các ngươi lựa chọn của mình. Gấu chó từ bên hông rút ra hắn bả rất nặng khai sơn đao, khuôn mặt thượng tràn đầy ý giễu cợt, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cùng đối phương liều mạng tới cùng, dù sao chiến thắng đối phương, Thanh Long hội tối đa tử điểm người mà thôi. Chương 198, quét ngang. Nguyên bản thất kinh Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ nhìn đến thoáng cái tới nhiều như vậy cứu binh, nhất trái tim tức khắc thực tế lại, hơn 600 nhân hòa 300 nhiều người đối kháng. Liền kẻ ngu si đều biết chắc đúng nhiều người nhất phương hội thắng lợi. Gì, các ngươi là Long Nha hội người. Hắc Hùng tại Thắng Thiên hội trong thành viên thấy được rất nhiều trương quen thuộc khuôn mặt. Long Nha hội đã không tồn tại, bọn hắn bây giờ đều là ta Thắng Thiên hội thành viên, mà các ngươi Thanh Long hội chính là chúng ta Thắng Thiên hội leo lên Thiên Hải sân khấu đạp cước thạch. Diệp Thần Phong ngồi ở trên ghế salon, Mạn Điều Tư Lý nói, còn thỉnh thoảng hội hướng tới trong miệng quán thượng một hơi bia. Khuôn mặt thượng đúng thiên niên không đổi lạnh giá. Tiểu tử, người ở đây chúng ta Hùng ca trước mặt đùa gì thế? Đợi các ngươi toàn bộ đều sẽ biến thành Thanh Long hội khảm đao hạ vong hồn, mà ta Giang Thiếu Kỳ tướng sẽ đích thân tống ngươi ra đi. Giang Thiếu nói rất đúng, tại Hồng Diệu Tử Ba còn không có ngươi dương oai địa phương, các ngươi cái này thuần túy đúng lấy trứng chọi đá. Cùng tiểu tử này phí nói cái gì? Đắc tội chúng ta Thanh Long hội, đắc tội chúng ta Hùng ca người. Tuyệt đối là đi gặp Diêm Vương nguyên liệu, có loại một mình ngươi một mình đấu Thanh Long hội hơn 600 người thử nhìn một chút. Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ ỉ vào người đông thế mạnh một lần lại một lần đối Diệp Thần Phong bạo a, ba người bọn họ lần này cử động thuận tiện cũng có thể vỗ vỗ Thanh Long hội hội trường Hắc Hùng nịnh bợ. Phương ca, ngươi cũng ngồi xuống đi, chuyện nơi đây giao cho bọn họ xử lý là được. Diệp Thần Phong hướng phía Phương Nam Tường vẫy vẫy tay. Đúng. Phương Nam Tường lên tiếng sau, liền tại Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống. Phương ca, người nói chúng ta Thắng Thiên hội thành viên giải quyết những người này yêu cầu bao lâu thời gian? Diệp Thần Phong có nhiều hăng hái hỏi. Diệp Thiếu, cứ ta thôi chắc đại khái yêu cầu chừng 5 phút đi. Phương Nam Tường có bài bản hẳn hoi hồi đáp. Diệp Thần Phong hướng tới trong miệng ực một hớp bia, nói rằng ta đoán chỉ cần 3 phần trung tả hữu, nếu không ta và Phương ca ngươi đánh cuộc. Nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường khuôn mặt thượng căn bản không có một tia sợ, trái lại chấn định bắt đầu đánh cuộc, điều này làm cho Hắc Hùng cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào bọn họ còn có người sao? Vì vậy liền phân phó nhất danh thủ hạ đến Hồng Diệu Tử Ba bên ngoài đi xem, rất nhanh tên Thanh Long hội tiểu đệ tự chạy vào, Hùng ca, bên ngoài không có bất luận cái gì dị thường. Bọn họ nên cũng chỉ có những người này. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Để cho bọn họ những người này toàn bộ có đến mà không có về. Hắc Hùng trung khí 10 phần quát dẹp đường, hắn muốn tới cái tốc chiến tốc thắng, rất sợ thời gian càng kéo dài tình huống hội có biến hóa. Tốt xấu Hắc Hùng đã ở trên đường lăn lộn biết bao năm, cẩn thận một chút tâm tính vẫn phải có, bằng không hắn có thể sống đến bây giờ sao? Hắc Hùng ra lệnh một tiếng, hơn 600 tên Thanh Long hội thành viên tự hướng phía Thắng Thiên hội thành viên đánh tới. Nhìn một đám hướng phía đã biết bên Phác Lai Thanh Long hội thành viên, Thắng Thiên hội thành viên khuôn mặt thượng sôi nổi lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Dường như trước mặt hướng bọn họ Phác Lai Thanh Long hội thành viên đúng một con chỉ không lực công kích cừu, mà bọn họ mình thì đúng tất cả phủ phục đã lâu cọp, đã không kịp đợi tướng cừu thân thể dùng sắc bén hàm răng xé rách. Các huynh đệ, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Chúng ta Thắng Thiên hội đúng mạnh nhất, hổ ca hào khí vạn trượng quát. Thiết Ngưu vẫn không nhúc nhích đứng tại hổ ca bên cạnh, bàn tay chính giữa nắm thật chặt một thanh khảm đao, hai con ngươi dường như hai bả lợi kiếm,
nhượng người không dám cùng với nhìn thẳng. Kinh qua hơn nửa tháng huấn luyện, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu không chỉ có đổi kịp nguyên bản Thắng Thiên Hội thành viên thực lực. Với lại thực lực của hai người bọn họ còn mơ hồ vượt ra khỏi cái khác Thắng Thiên Hội thành viên, cái này để cho bọn họ hai cái đúng hoàn toàn nhận được Thắng Thiên Hội thành viên khác nhận đồng. Ta. Hồ đánh tiếng kêu vang vọng toàn bộ Hồng Diệu Tử Ba, Thắng Thiên Hội thành viên cùng Thanh Long Hội thành viên chém giết tại cùng nơi. Nhất phút sau, hơn 600 người Thanh Long Hội chỉ còn lại có hơn 400 người. Hai phút sau, hơn 600 người Thanh Long Hội chỉ còn lại có hơn 200 người. Ba phút sau, hơn 600 người Thanh Long Hội ngoại trừ Hắc Hùng, Dâu Nam cùng Giang Thiếu Kỳ đám người, thành viên khác toàn bộ trở thành Thắng Thiên Hội khảm đao hạ vong hồn. Mà Thắng Thiên Hội trận chiến đầu tiên thắng được đặc biệt đẹp, không có bất kỳ một cái nào thành viên tử tại trận này trong chém giết. Nhiều nhất cũng chỉ là trên người bị chém vài đao mà thôi. Diệp Thiếu, ngài đã đoán đúng, ngài tại sao có thể biết bọn họ hội cực kỳ thực lực phát huy? Phải biết rằng Phương Nam tường thế nhưng mỗi ngày huấn luyện Thắng Thiên Hội thành viên người, Thắng Thiên Hội thành viên thực lực, hắn hiểu rõ nhất bất quá. Dùng Thắng Thiên Hội thành viên trong khi huấn luyện biểu hiện đến xem, bọn họ tối thiểu muốn chừng 5 phút mới có thể giải quyết Thanh Long Hội hơn 600 người. Bọn họ khát vọng ngày này đã rất lâu. Huấn luyện lâu như vậy, bọn họ không phải là đang chờ đợi vào một ngày đến. Lâu dài khát vọng cùng chờ mong, đưa bọn họ tiềm năng toàn bộ kích phát ra rồi. Diệp Thần Phong không mặn không lạt hồi đáp. Phi, Hổ Ca khó chịu hướng phía trên mặt đất phun, mắng, một đám đồ vô dụng, ta còn không có qua hết thử nghiệm ni. Thế nào một đám cứ như vậy không kinh giết, thiệt thòi lão tử hưng phấn nhất toàn bộ buổi tối ni. Lại có thể gặp một đám nhuyễn chân hà. Hổ Ca một cước tướng trước mặt nhất cổ thi thể cấp đá bay, sau đó nhất khảm đao trực tiếp đem thi thể đầu cấp nạo xuống, tát máu tươi đầu ở giữa không trung tạo thành một đạo đường parabol, cuối cùng chính xác đánh rơi Giang Thiếu Kỳ trong tay. Giang Thiếu Kỳ nhìn bắt tay vào làm chính giữa máu tươi nhễ nhại đầu, sợ đến nhất phần mông ngồi trên mặt đất, trong dạ dày mặt bốc lên khó chịu, oa một tiếng, nằm trên mặt đất cuồng ói ra. Mùi máu tanh nồng đậm tại Hồng Diệu Tử Ba trong từ từ khuếch tán khai tới. Nhìn dưới mặt đất từng cổ một mất đi sinh cơ thân thể, lưng hùm vai gấu Hắc Hùng thân thể bắt đầu run rẩy, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đệ nhất lần cảm thấy sợ hãi. Dâu Nam khuôn mặt thường không có một tia huyết sắc, kinh ngạc đứng tại chỗ, cổ họng trong thấp giọng nói lầm bầm, không thể có thể, không thể có thể, không thể có thể. Tên muốn lửa bịp tống tiền Diệp Thần Phong nùng trang nữ nhân, sợ đến đã sớm đúng tứ chi phát mềm liệt ngồi trên mặt đất thượng. Váy ngắn trong chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng, cả người thân thể lạnh run. Nàng cho rằng trước mặt cục diện hoàn toàn là nàng tạo thành, nếu như không phải mới vừa nàng đi tìm Dâu Nam, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy đi. Không biết, bất kể nàng có không có đi tìm Dâu Nam. Đêm nay nhất định là Thanh Long Hội ngày diệt vong. Ba phần chung, tự ba phần chung, 300 nhiều người tự giết sạch Thanh Long Hội hơn 600 người. Hiện tại Hắc Hùng biết vì sao Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối đều như thế bình tĩnh, đây là một loại phát ra từ nội tâm tự tin a. Diệp Thần Phong đi tới Hổ Ca cùng Thiết Ngưu bên cạnh, nói rằng, hai người các ngươi bả áo khoác cưỡi ra, cho ta mượn dùng một chút. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu một câu nói cũng không nhiều hỏi, trực tiếp cưỡi ra áo khoác, đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cầm hai cái áo khoác đi tới cổ viện cùng Hạ Tĩnh trước mặt. Nói rằng các ngươi trước đem cái này hai cái áo khoác mặc vào đi. Cổ viện cùng Hạ Tĩnh hoàn toàn là bị trước mắt thình lình xảy ra chém giết cấp chấn kinh trụ, lúc này lại nhìn đến Diệp Thần Phong cấp hai người bọn họ tống y phục, ánh mắt tuyệt vọng chính giữa khôi phục một tia sinh cơ. Hai nàng nhận lấy Diệp Thần Phong y phục trong tay khoác ở trên thân thể. Kỳ thực Diệp Thần Phong đối cổ viện cùng Hạ Tĩnh còn là tràn đầy đồng tình, thậm chí trong lòng có một tia áy náy. Dù sao lần trước tại Tương Nhã Tửu Điếm trong bao xương, là hắn dạy dỗ Dâu Nam đám người. Ta đã nói rồi, đêm nay sau đó, Thanh Long Hội tướng triệt để tại Thiên Hải tiêu thất. Diệp Thần Phong nhìn Hắc Hùng nói rằng, nếu như vừa rồi Hắc Hùng đám người cho rằng Diệp Thần Phong những lời này hoàn toàn là một chuyện cười, như vậy hiện tại bọn họ đối những lời này là thâm tín không nghi ngờ. Hắc Hùng hai con người chính giữa tràn đầy không cam lòng, hắn đường đường Thanh Long Hội hội trường. Mỗi ngày hưởng thụ bất đồng loại hình mỹ nữ, thủ chính giữa cũng có đầy đủ tiền tài, cái này trên thế giới nhượng hắn lưu luyến đồ đạc có nhiều lắm, nhiều lắm. Thế cho nên hắn không muốn chết, không muốn nhanh như vậy tử.
Diệp Thần Phong liếc mắt Tửu Xuyên thủng Hắc Hùng tâm tư, nhún vai nói rằng, ngươi không muốn chết. Ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nếu như ta trong vòng nhất chiêu giết không chết ngươi, ngươi có thể từ nơi này ly khai, ngươi cho rằng thế nào? Hắc Hùng hiển nhiên không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên nói ra dạng như vậy tới. Hơi ngẩn người, sau đó lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Hắc Hùng đã từ Dâu Nam nơi đó biết Diệp Thần Phong đúng một cao thủ, thế nhưng Hắc Hùng tự cho là mình cũng không kém, đối phương như thế nào đi nữa lợi hại chỉ sợ cũng không có thể đủ tại trong vòng nhất chiêu giết hắn đi. Chương 199, không giữ lời hứa. Gió lạnh lạnh rung. Trong trời đêm nhất vầng trăng sáng bị mây đen cấp che lại, nguyên bản phi thường náo nhiệt nhai đạo biến được vắng lạnh xuống. Tại hai bát khí thế hung hăng nhân mã trước sau xung nhập Hồng Diệu Tửu Ba sau, khẩn đón, Hồng Diệu Tửu Ba chính giữa tự xảy ra kêu thảm thiết nhân gian tiếng gào. Cửa hàng chung quanh lão bản cũng đều biết Hồng Diệu Tửu Ba đúng Thanh Long hội tổng hội chỗ, thì là dùng phần mông sai, đều có thể đủ đoán được Hồng Diệu Tửu Ba trong khẳng định xảy ra đại quy mô sống mái với nhau. Tiểu thuyết mới nhất trăm độ tìm tòi. Kết quả là trên đường phố cửa hàng từng nhà lần lượt trước thời gian đóng cửa, người đi trên đường phố đã ở trước tiên rút lui, có thể dùng cả con đường trên đường tính được kỳ cục. Mèo mèo ô, mèo mèo ô. Thỉnh thoảng có nhất hai tiếng mèo kêu từ ngõ hẻm chính giữa truyền tới. Hồng Diệu Tửu Ba chính giữa. Diệp Thần Phong nhìn lúc nào cũng không có cho ra trả lời Hắc Hùng nói lần nữa, người yên tâm đi, ta Diệp Thần Phong tuyệt đối là nói giữ lời người. Đồng thời ta không biết dùng bất luận cái gì vũ khí, ngươi cũng có thể hoàn thủ, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu, ngươi lập tức có thể ly khai. Hơn nữa ngươi bây giờ có lựa chọn nào khác sao? Đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội, nhanh lên một chút làm ra quyết định đi. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này can hao tổn. Tiểu thuyết mới nhất trăm độ tìm tòi. Diệp Thần Phong từ Dâu Nam trên người là có thể nhìn ra được Hắc Hùng là một dạng gì điều nhân. Chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này Hắc Hùng làm Thanh Long hội hội trường, từ trước không biết đã làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý. Diệp Thần Phong sở dĩ không đơn giản sáng tỏ giết Hắc Hùng, mà là muốn cho nguyên bản tuyệt vọng rồi Hắc Hùng, trong lòng lần thứ hai khôi phục một tia mong muốn, sau đó hắn lại đem cái này vệt mong muốn thân thủ bị phá hủy. Cổ viện cùng Hạ Tĩnh hai nữ nhân này tao ngộ, quả thật làm cho Diệp Thần Phong trong lòng bốc cháy lên thịnh nộ. Chỉ là hắn không có biểu hiện ở khuôn mặt thượng mà thôi. Kỳ thực cũng đúng như Diệp Thần Phong sở liệu, Thanh Long hội hội trường Hắc Hùng đích xác không phải là một món đồ, đùa bỡn của viện cùng Hạ Tĩnh cũng có phần của hắn, với lại hắn là người thứ nhất thượng, lại mà từ trước bị hắn làm bẩn nữ nhân, sợ rằng 10 cái ngón tay đều đếm không hết đi. Chuyện cho tới bây giờ Hắc Hùng còn có đường lui sao? Cắn chặt hàm răng cây, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, tốt, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Vừa dứt lời, Hắc Hùng cầm trong tay khai sơn đao, hướng phía Diệp Thần Phong vào tới, dù sao Diệp Thần Phong không có hạn chế hắn dùng võ khí, hắn chính là muốn làm cho đối phương tới trở tay không kịp, nhất chiêu công phu rất nhanh thì đi qua. Rất nặng khai sơn đao hướng phía Diệp Thần Phong ót bổ tới. Diệp Thần Phong xòe bàn tay ra dễ dàng nắm lưỡi dao. Đi lên cố sức nhắc tới, Hắc Hùng bàn tay chính giữa cả bả khai sơn đao tức khắc bay về phía giữa không trung. Thủ chính giữa mất đi khai sơn đao Hắc Hùng tỉnh không có kinh hoàng, trái lại mở miệng cười to lên, ha ha ha, nhất chiêu. Ngươi đã dùng một chiêu, hiện tại ta có thể đi được chưa? Ngươi chẳng lẽ đổi ý đi? Diệp Thần Phong mặt không thay đổi nói rằng, ta từ trước đến nay đúng một cái giữ lời nói người, nếu ngươi tiếp nhận ta nhất chiêu, tự nhiên có thể lập tức rời đi ở đây. Diệp thiếu đây là có chuyện gì? Dùng năng lực của hắn nên có thể nhất chiêu giết chết Hắc Hùng a. Đúng vậy, tuyệt đối không thể đủ nhường Hắc Hùng sống ly khai Hồng Diệu Tửu Ba, cái này không phải là đúng thả hổ về rừng mà. Chu Vi Thắng Thiên Hội thành viên bắt đầu sôi nổi nghị luận. Trước bọn họ thế nhưng tận mắt đến Diệp Thần Phong nhất chiêu thuấn dây Phương Nam Tường, cái này Thanh Long hội hội trường Hắc Hùng thấy thế nào cũng so với Phương Nam Tường kém xa đi. Chẳng lẽ là Diệp thiếu cố ý buông tha hắn? Tại Thắng Thiên Hội thành viên nhiều cách nói xôn xao thời gian. Không ai chú ý tới vừa rồi bay về phía giữa không trung bả khai sơn đao, lại có thể vững vàng đồ cầm đình tại giữa không trung, sau đó đảo lộn một tí phương hướng, tướng mũi đao nhắm ngay mặt đất, khẩn đón, cấp tốc hướng phía Hắc Hùng đầu hạ. Hắc Hùng hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong khuôn mặt chỉ chốc lát, hắn phải thật tốt nhớ kỹ cái này cái khuôn mặt.
đêm nay thù, hắn Hắc Hùng tương lai nhất định hội báo. Hắc Hùng trước khi đi còn muốn nói câu gì lời nói, nhưng mà hết thảy đều đã chậm, bả từ không trung hạ xuống khai sơn đao, chuẩn xác không có lầm từ Hắc Hùng đỉnh đầu tâm đâm đi xuống. Bởi khai sơn đao quá mức rất nặng, trực tiếp tướng Hắc Hùng đầu cấp thứ bạo. Trong lúc nhất thời, óc bắn ra bốn phía, máu tươi nhễ nhại. Diệp Thần Phong đối mặt máu tanh hình ảnh, đen kịt hai con người chính giữa ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thản nhiên nói, lời vô ích thật đúng là nhiều, chẳng lẽ không biết người nói nhiều bị chết tương đối nhanh sao? Nếu như vừa rồi ngươi một câu nói đều không nói, có thể thật đúng là có thể sống ly khai Hồng Diệu Tử Ba Ni. Diệp Thần Phong không lại đi để ý tới Hắc Hùng thi thể, đưa mắt nhìn sang mặt không có chút máu dâu nam thân thể run một cái, cho tới bây giờ hắn mới biết mình là chọc một cái nhân vật dạng gì. Đây quả thực là một vị tiểu diêm vương ra mà. Phù phù. Dâu nam không chút do dự nào hướng phía Diệp Thần Phong quỳ xuống, bang bang phanh, ngạch đầu một lần lại một lần cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, không bao lâu thời gian, dâu nam trên trán đã hiện đầy máu tươi, nhưng đúng trên mặt của hắn không có bất luận cái gì thần sắc thống khổ, vẫn duy trì lấy lòng dáng tươi cười, nói rằng còn thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, khi ta đúng một cái thí cấp thả đi. Tê liệt ngồi ở một bên tiểu thiện không khống chế nùng trang nữ nhân, nhìn đến dâu nam không ngừng hướng Diệp Thần Phong dập đầu, nàng đã là hoàn toàn ngốc trệ, tại trong ấn tượng của nàng tại Hồng Diệu Tử Ba hình như chỉ có người khác hướng dâu nam dập đầu nhận sai đi. Nhưng mà, đêm nay toàn bộ Thanh Long hội cứ như vậy bị người cấp nhổ tận gốc. Nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng muốn lừa bịp tống tiền Diệp Thần Phong một bữa. Cho tới bây giờ cái này thời gian nùng trang nữ nhân còn tưởng rằng cả chuyện đúng nhân nàng lên ni. Tốt, ngươi có thể đi. Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh nói rằng. Dâu nam hơi sững sờ, hiện tại đã không được phép hắn nhiều hơn nữa suy nghĩ gì. Hắn thầm nghĩ phải nhanh lên một chút ly khai Hồng Diệu Tử Ba, sau đó sẽ suốt đêm ly khai Thiên Hải. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, trong miệng liền nói cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Vừa nói, mặt bên hướng phía Hồng Diệu Tử Ba bên ngoài đi. Diệp Thần Phong tha có thầm ý nhìn thoáng qua đứng ở một bên hổ ca lập tức biết mình lão đại ý tứ, vội vã chém ra khảm đao, chi một tiếng, cố sức cắt tại vội vàng vàng rời đi dâu nam cổ họng thượng. Dâu nam cổ họng tức khắc phá khai rồi một đạo lỗ hồng lớn, đậm đặc máu tươi bão táp đi ra, dâu nam hai tay dùng sức bụng tại trên vết thương, thế nhưng vẫn như cũ không ngừng được bão táp máu tươi, xoay người. Cổ họng trong chật vật nói rằng, ngươi, dính đầy máu tươi ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Thần Phong, ánh mắt u oán hình như đang nói đối phương không nói tín dụng. Thế nào, ta là nói ngươi có thể đi, bất quá là đi đến gặp Diêm Vương gia, nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ cao hứng, còn tạ ơn ta, khiến cho ta đều không có ý tứ thân thủ tống ngươi lên đường. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, dâu nam có thể là bởi vì bị Diệp Thần Phong lời nói khí không khinh. Ở trong thân thể huyết khí dâng lên, cổ họng thượng máu tươi phun càng thêm cuộn trào mãnh liệt, dường như một cái tiên hồng sắc loại nhỏ suối phun. Cổ họng thượng máu tươi đầy đủ văng có hơn một phút đồng hồ, dâu nam thân thể mới không cam lòng chậm rãi đảo địa, trong con ngươi hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lão đại, ngày hôm nay ta cũng không có qua cánh trên nghiệt, bằng không chúng ta thừa dịp thời gian thật sớm, lại đi đầu rơi mấy cái thiên hải loại nhỏ bang hội. Hổ ca hứng thú giạt rào tiêu sái đến Diệp Thần Phong bên cạnh nói rằng. Diệp Thần Phong đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, tiểu hổ, xem ra ngươi thể lực rất tràn đầy a. Đợi ở đây thi thể xử lý tự giao cho ngươi. Biệt a, lão đại, ta cũng không muốn đương thi thể vận chuyển công. Hổ ca khổ gương mặt, đứng ở một bên không nói. Thắng Thiên Hội vừa mới vừa ở leo lên thiên hải sân khấu, không thích hợp có quá nhiều động tác. Dù sao Thiên Hải đại hình bang hội có thật nhiều cái ni. Tuy rằng Thắng Thiên Hội thành viên một đám thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đại hình bang hội nhân số, đều không phải bây giờ Thắng Thiên Hội có thể đối phó. Bây giờ Thắng Thiên Hội nhất định phải từng bước từ từ sẽ đến, đẳng phát triển đến trình độ nhất định mới có thể không hề cố kỵ cao điều, hôm nay cũng cùng Thiên Hải cái khác đại hình bang hội gọi nhịp thời gian ni. Ba người bọn hắn, các ngươi muốn xử trí như thế nào? Diệp Thần Phong chỉ vào Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ, nhìn về phía cổ viện cùng Hạ Tĩnh hai nàng. Hai nữ nhân không có nghĩ đến Diệp Thần Phong sẽ hỏi các nàng ý kiến. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm động không thôi, ngược lại lại hồi tưởng lại mấy ngày nay, các nàng bản thân bị vũ nhục,
thật sự có loại muốn tự sát ý niệm trong đầu. Diệp Thần Phong cảm giác được hai nữ nhân trên mặt biểu tình biến hóa, cái này cũng khó trách, vô luận là nữ nhân nào gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng trong lòng đều đúng khó có thể thừa nhận đi. Đương nhiên làm tiểu thư ngoại lệ. Chương 200, Phong ca sợ đến sớm chẳng phân biệt được rõ ràng phương hướng Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ, nhìn đến Diệp Thần Phong tướng đầu mâu chỉ hướng ba người bọn hắn, thân thể không kiềm hãm được run lên, trong không khí mùi máu tanh nồng đậm, để cho bọn họ cảm giác dường như bản thân đặt mình trong tại trong địa ngục, vô tận sợ hãi tập thượng tâm đầu. Viện viện, ta không phải người, ta là súc sinh, xin ngươi tha thứ cho ta một lần đi. Thạch Diệp đối với mình nữ bằng hữu của viện dập đầu nhận sai. Tiểu Tĩnh, ta cũng không phải người, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Đinh Vĩ vội vã cũng đối với mình nữ bằng hữu Hạ Tĩnh dập đầu nhận sai. Tiểu thuyết mới nhất trăm độ tìm tòi. Cổ viện, Hạ Tĩnh, nể tình chúng ta trước kia quan hệ thượng, hai người các ngươi để lại chúng ta một con ngựa đi. Giang Thiếu Kỳ chút nào không lạc hậu mở miệng nói, ba người bọn hắn biết nếu như cổ viện cùng Hạ Tĩnh đồng ý tha thứ bọn họ, có thể đêm nay bọn họ là có thể tránh được một kiếp. Cổ viện cùng Hạ Tĩnh trong con ngươi tràn đầy lửa giận hừng hực, chính là trước mắt cái này ba nam nhân bả hai người bọn họ đẩy vào hố lửa chính giữa, càng buồn cười đúng trong đó hai cái còn là các nàng nam bằng hữu ni. Không biết nên xử trí như thế nào bọn họ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn? Diệp Thần Phong nhìn do dự hai nàng hỏi. Cổ viện cùng Hạ Tĩnh dù sao chỉ là hai cái phổ thông nữ nhân, những hai người bọn họ dẫn theo khảm đao giết chết Giang Thiếu Kỳ ba người bọn họ lời nói, phỏng chừng rất khó làm được, thế nhưng tượng Giang Thiếu Kỳ ba người bọn hắn thứ bại hoại như vậy quả thực không có sống trên thế giới này tư cách. Tiểu thuyết mới nhất trăm độ tìm tòi. Cổ viện cùng Hạ Tĩnh không hẹn mà cùng lên tiếng, hai người bọn họ biết đêm nay nếu như điều không phải Diệp Thần Phong vừa vặn đi tới Hồng Diệu Tử Ba, các nàng còn không biết cũng bị Thanh Long hội này xúc sinh dần vặt đến lúc nào ni. Cổ viện bắt đầu có chút ước ao đã từng cùng học Đường Hân có thể có Diệp Thần Phong như vậy bạn trai, buồn cười đúng trước đây nàng còn khuyến Đường Hân ly khai Diệp Thần Phong đầu nhập xúc sinh Giang Thiếu Kỳ ôm ấp, bây giờ nghĩ lại, nàng hận không thể phiến bản thân mấy cái bạt tai. Đọc truyện. Tại Diệp Thần Phong từ trên mặt đất nhặt lên ba bả khảm đao nhét vào Giang Thiếu Kỳ đám ba người trước mặt, nói rằng, ba người các ngươi chính giữa chỉ có một có thể sống xuống, chính các ngươi lựa chọn đi. Đối với Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ cái này còn giống sinh, Diệp Thần Phong tại sao có thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy tử ni? Như vậy có phần quá tiện nghi bọn họ đi. Cổ viện, Hạ Tĩnh cùng với Thắng Thiên Hội thành viên một đám sôi nổi nhìn Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này ba cái xúc sinh đồ đặc rốt cuộc sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Giang Thiếu Kỳ ngồi chồm hổm dưới đất na trước hai bước, đối Diệp Thần Phong nói rằng, chúng ta có thể tin tưởng lời của ngươi sao? Vừa rồi Hắc Hùng cùng Dâu Nam kết cục, chúng ta đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nghe được Giang Thiếu Kỳ nói như vậy, Thạch Diệp cùng Đinh Vi ánh mắt cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thiếu Kỳ mỗi một cái rất nhỏ động tác, đều rơi vào rồi trong mắt của hắn. Đúng lúc này, Giang Thiếu Kỳ trong lúc bất chợt bạo khởi, nhặt lên trên đất một thanh khảm đao. Trực tiếp đâm vào Thạch Diệp trái tim, tại khảm đao rút sát na, một đạo cột máu tiêu bắn đi ra, tiên Giang Thiếu Kỳ vẻ mặt. Giang Thiếu Kỳ hồn nhiên chưa phát giác ra, thậm chí ngay cả lau cũng không có lau. Khảm đao lần thứ hai hướng phía Đinh Vĩ bổ tới, trải qua Thạch Diệp giảm sóc. Đinh Vĩ đã sớm từ trong khiếp sợ phản ứng lại, nhìn thoáng qua đã mất đi sinh cơ Thạch Diệp, chửi ầm lên, Giang Thiếu Kỳ. Ngươi quá hèn hạ, chúng ta thế nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, ngươi cứ như vậy bả Thạch Diệp giết đi. Giang Thiếu Kỳ mặt bên hướng Đinh Vĩ vung vẩy khảm đao, mặt bên không cho là đúng nói rằng, bằng hữu. Bằng hữu đáng giá mấy đồng tiền, lẽ nào ngươi cho là bằng hữu là có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống sao? Như vậy ngươi bây giờ tự cấp ta tự sát a, nhường ta sống sót. Giang Thiếu Kỳ bộ mặt biểu tình dữ tợn không gì sánh được, liên tiếp chém ra khảm đao, nhượng Đinh Vĩ liền kiểm vũ khí thời gian cũng không có. Giang Thiếu Kỳ đột nhiên bạo khởi giết Thạch Diệp, sau đó cầm khảm đao đuổi theo Đinh Vĩ khảm, nhượng cổ viện, Hạ Tĩnh cùng với Thắng Thiên Hội thành viên thấy được chân chính hữu nghị. Sợ rằng đây là nhân tính xấu xí một mặt đi, cho dù Giang Thiếu Kỳ cũng hoài nghi. Thì là bọn họ chiếu đề nghị của Diệp Thần Phong đi làm. Sợ rằng cuối cùng bọn họ cũng không ai hội sống sót, thế nhưng cái này tóm lại đúng nhất chút hy vọng,
ôm may mắn tâm lý, Giang Thiếu Kỳ không chút do dự tướng giao nhỏ duỗi hướng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Diệp Thần Phong đã sớm đoán được hội đúng cục diện như vậy, bằng không hắn làm sao sẽ đưa ra yêu cầu này tới. Giang Thiếu Kỳ, Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ ba người này có thể tướng cổ viện cùng Hạ Tĩnh đẩy vào hố lửa. Dùng điểm ấy là có thể chứng minh ba người này trên căn bản là mất đi nhân tính, nếu là còn có một chút lương tri người hội bả hai cái thanh xuân thiếu nữ đẩy mạnh hố lửa trong sao. Huống chi cổ viện cùng Hạ Tĩnh còn là Thạch Diệp cùng Đinh Vĩ nữ bằng hữu ni. Sợ rằng người bình thường đều không làm được loại chuyện này tới đi. Chung quanh né tránh Giang Thiếu Kỳ khảm đao Đinh Vĩ, một cái lảo đảo, té lăn quay trên mặt đất. Đằng muốn đứng dậy thời gian, cầm trong tay khảm đao Giang Thiếu Kỳ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đinh Vĩ hai tay bàn tay chống đỡ địa, thân thể không ngừng từ nay về sau di chuyển, thanh âm run rẩy quát, Giang Thiếu Kỳ, người lãnh tĩnh nhất điểm. Tự tượng ngươi nói giống nhau, ngươi cho rằng giết hai chúng ta, ngươi tự thật có thể đủ sống sót sao? Giết hai người các ngươi, có thể hay không đủ sống sót ta không biết, thế nhưng nếu như ta không giết ngươi môn, các ngươi khẳng định cũng hội động thủ với ta, chỉ là ta đi đầu một bước, Đinh Vĩ, ngươi tự an tâm ra đi đi. Giơ tay chém xuống, một đạo vết máu thật sâu tại Đinh Vĩ đầu thượng lan tràn khai tới, bạch sắc óc từ vết thương chính giữa tràn đầy đi ra, Đinh Vĩ hai mắt trừng to đại. Môi đang không ngừng ngọa nguậy, cổ họng trong thanh âm đặc biệt thấp, Giang Thiếu Kỳ, Giang Thiếu Kỳ. Đinh Vĩ, ngươi tự an tâm ra đi đi, lẽ nào ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói với ta sao? Giang Thiếu Kỳ ngồi chồm hổm xuống, hắn thấy Đinh Vĩ chỉ còn lại có một chút sức lực, đối với hắn hoàn toàn không tạo thành thương tổn. Chúng ta vừa đi gặp Diêm Vương ra đi. Tại Giang Thiếu Kỳ ngồi xổm xuống sát na, Đinh Vĩ không biết từ nơi này móc ra nắm dao găm. Dùng hết toàn lực đâm về phía Giang Thiếu Kỳ trái tim, Giang Thiếu Kỳ hoàn toàn không ngờ rằng còn có như thế nhất ra. Trong đầu phản ứng chậm nửa nhịp, đợi được muốn tránh thoát thời gian, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, nắm sắc bén dao găm hoàn toàn đi vào trái tim của hắn chính giữa. Kỳ thực Giang Thiếu Kỳ nói không sai, Thạch Diệp Đinh Vĩ sớm muộn gì cũng sẽ động thủ, chẳng qua là hắn đi đầu một bước mà thôi, chính cái gọi là người dùng loại tụ, vật dùng đàn phân. Dù sao ba người đúng cùng nhau lớn lên, trong lòng âm u trình độ chỉ sợ cũng không sai biệt lắm đi. Tại tướng dao găm đâm vào Giang Thiếu Kỳ trái tim sau, Đinh Vĩ khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn, sau đó trong ánh mắt mới chậm rãi mất đi sinh cơ. Giang Thiếu Kỳ trong miệng không ngừng hút lương khí, trên ngực hạ phập phòng, cổ họng trong điên cuồng nức nở cứu ta, nhanh mau cứu ta. Nhưng mà, người ở chỗ này không có một cái đi để ý tới Giang Thiếu Kỳ. Thẳng đến 2-3 phút sau, hấp hối dẫy dụa Giang Thiếu Kỳ không có động tĩnh, hai mắt trừng dường như đèn lồng, có điểm chết không nhắm mắt vị đạo. Phương ca, người chỉ huy người tướng nơi này thi thể thanh lý sạch sẽ đi. Đêm nay sau đó Thanh Long hội danh hạ sản nghiệp đều thuộc về chúng ta Thắng Thiên hội. Diệp Thần Phong xoay đầu nói rằng, Phương Nam Tường lên tiếng sau, liền chỉ huy khởi Thắng Thiên hội thành viên. Mà Diệp Thần Phong còn lại là lần thứ hai ngồi về trên ghế salon. Mở ra một lon bia, hướng tới trong miệng chợt ực một hớp, nhìn về phía cổ viện cùng Hạ Tĩnh, hỏi, hai người các ngươi sau đó có tính toán gì không? Cổ viện vâng vâng dạ dạ nói rằng, ta và Hạ Tĩnh đã sớm thôi học, trước đây đều dựa vào nam nhân tại sống, hiện tại mới phát hiện mình trước kia đúng bao nhiêu ngu xuẩn. Nếu như hai người các ngươi có hứng thú, ta có thể an bài cho các ngươi một phần công tác, hai người các ngươi tương lai đường còn dài ni. Thật tốt sống sót mới là thật. Nếu như có thể giúp một cái cổ viện cùng Hạ Tĩnh, Diệp Thần Phong không để ý vươn tay giúp một cái, dù sao tiếp thu Thanh Long hội sản nghiệp sau, nhất định sẽ khuyết rất nhiều người thủ. Phong ca, ta có hứng thú. Phong ca, ta cũng có hứng thú, chúng ta sau đó nhất định hội dựa vào hai tay của mình nuôi sống bản thân. Cổ viện cùng Hạ Tĩnh sôi nổi gật đầu nói, càng đúng trực tiếp xưng hô Diệp Thần Phong vì Phong ca. Nhìn đến cổ viện cùng Hạ Tĩnh hiểu được lạc đường biết quay lại. Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại cũng đúng thẳng vui mừng, tướng điện thoại di động của mình dãy số nói cho hai người bọn họ, sau đó làm việc cho giỏi, nếu có gặp phải không giải quyết được phiền phức, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần Phong cũng không có bởi vì cổ viện cùng Hạ Tĩnh bị nhiều người đàn ông cấp, do đó khinh thường các nàng, lại mà cổ viện như thế nào đi nữa nói cũng là Đường Hân từ trước hảo bằng hữu, chuyện một cái nhấc tay Diệp Thần Phong còn là nguyện ý làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.